Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng cũng không phải không nghĩ tới chuyện tiết lộ với nhà họ Mai tin tức Tiền Cẩm Tùng được điều chuyển đi, cũng không từng nghĩ nếu nhà họ Mai nắm được vị trí trưởng ban thư ký thì sẽ có cục diện gì. Nhưng cuối cùng hắn lại phủ định ý nghĩ của mình, tổng hợp so sánh lại, vẫn là thấy nhà họ Khâu nếu có được chức trưởng ban thư ký là phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người nhất. Đương nhiên cũng bao gồm cả lợi ích của hắn. Thực lực nhà họ Mai hùng hậu hơn so với họ Khâu, tại tỉnh Yến cũng mạnh thế hơn. Nếu nhà họ Mai có được thêm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì quyền lên tiếng tại tỉnh Yến sẽ vượt mặt nhà họ Ngô, không, thậm chí là sức ảnh hưởng ở tỉnh ủy còn vượt qua nhà họ Ngô. Kể từ đó, nhà họ Ngô khẳng định sẽ sinh ra bất mãn, sẽ ra tay cản trở nhà họ Mai đạt được mục đích hay không. Hạ Tưởng không dám khẳng định điều đó, nhưng chắc chắn là ở một số chuyện sẽ cố ý đối đầu nhà họ Mai, sẽ không cho họ Mai tiếp tục lớn mạnh ở tỉnh Yến. Bởi vì thực lực của nhà họ Mai gần bằng họ Ngô, nhất cử nhất động của họ Mai nhất định sẽ làm cho nhà họ Ngô đều cực cảnh giác. Nhưng nhà họ Khâu thì khác, bố cục nhà họ Khâu tại tỉnh Yến mỏng nhất, thế lực cũng yếu nhất. Nếu nhà họ Khâu có được chức trưởng ban thư ký thì tương đương với việc mở ra cục diện tại tỉnh ủy, ít nhất thì điều đó khiến nhà họ Ngô chấp nhận được. Nhà họ Phó cho dù bất mãn cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. So với việc nhà họ Mai ra tay, thì sẽ dễ khiến cho nhà họ Ngô, họ Phó và họ Khâu sẽ liên hợp mà phản đối. Nhưng nếu là nhà họ Khâu ra tay thì khả năng phản đối có thể sẽ nhỏ nhất. Cũng bởi vì thế lực của nhà họ Khâu tại tỉnh Yến là yếu nhất, nhà họ Khâu ra tay thì ba nhà còn lại tuy rằng cũng nảy sinh đề phòng nhưng cũng nghĩ rằng, sau khi nhà họ Khâu đạt được vị trí đó thì cũng không trở thành uy hiếp lớn cho họ, và cũng sẽ không chủ động ra tay ngăn cản. Cho dù, có nhà nào âm thầm ra tay thì cũng có thể bị nhà họ Khâu hóa giải. Nhà họ Phó không cần phải nói. Bọn họ muốn có được chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì Hạ Tưởng là người đầu tiên phản đối, sẽ âm thầm ra tay cản trở. Nhà họ Ngô nếu muốn chiếm chức trưởng ban thư ký làm của riêng thì sẽ khiến cho ba nhà kia liên hiệp lại phản đối, bởi vì thế lực của nhà họ Ngô tại tỉnh Yến là lớn nhất. Nếu có thêm được chức trưởng ban thư ký thì sẽ có được quyền lực tuyệt đối. Và không ai muốn nhìn thấy kết quả này. Chỉ sợ không chỉ ba đại gia tộc kia không muốn, mà ngay cả ở Trung ương cũng không có ai đồng ý. Hạ Tưởng cũng biết rõ theo sau sự lớn mạnh của thế lực một gia tộc, tất nhiên cũng sẽ khiến cho một số nhân vật mấu chốt ở tầng cao cấp Trung ương sinh ra cảnh giác. Người khác thì hắn không rõ lắm, nhưng lập trường của Thủ tướng thì hắn hiểu rõ. Tỉnh Yến và Thủ đô Liên Hợp khởi công vành kinh tế Bắc Kinh lớn, nếu vì vậy mà khiến cho giữa bốn đại gia tộc tranh đấu nhau thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu đấu tranh quá kịch liệt, thậm chí làm ảnh hưởng đến cục diện chính trị ổn định thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc bên trên phản đối, bất mãn thế lực gia tộc. Chương 660, đa mưu túc trí. Theo như Hạ Tưởng phỏng đoán, nhà họ Mai muốn có được chức trưởng ban thư ký thì nhà họ Ngô sẽ phản đối, bên trên có đồng ý hay không hắn không dám nghĩ tiếp, nhưng nếu nhà họ Ngô muốn ra tay thì khẳng định ở tầng trên cũng sẽ có người ra tay cản trở, không cho nhà họ Ngô thực hiện được ý định của mình. Nếu không, để cho nhà họ Ngô ngày càng phát triển ở tỉnh Yến thì một ngày nào đó sẽ không còn khống chế được. Trung ương xây dựng vành kinh tế Bắc Kinh lớn là vì lợi ích của tập thể, sẽ không để cho lợi ích đều để nhà họ Ngô đạt được. Tất cả những hậu quả có thể xảy ra, cũng như các phản ứng hoặc lớn hoặc nhỏ ở các phương diện đều xoay đi xoay lại ở trong đầu Hạ Tưởng, cuối cùng hắn mới lựa chọn để nhà họ Khâu đắc thủ, cũng là xuất phát từ góc độ cá nhân của hắn, xuất phát từ góc độ của tỉnh Yến mà suy xét. Cùng với phái phản đối thế lực các gia tộc ở Trung ương có thể thực hiện một số hành động làm tham khảo, v.v. Ba phương diện tổng hợp lại, so sánh và đưa ra kết luận, chỉ có nhà họ Khâu là thích hợp nhất. Trung ương cũng biết thế lực của bốn đại gia tộc chỉ có thể thuận thế dẫn đường, áp chế không được. Theo Hạ Tưởng suy nghĩ, phái ở Trung ương phản đối thế lực gia tộc, dù hiện tại hắn không rõ lắm, ngoại trừ thủ tướng ra thì còn ai có thái độ phản đối thế lực gia tộc chứ? Thái độ với bốn nhà cũng là tìm kiếm phối hợp ở giữa. Sử dụng chiến thuật cân bằng, sẽ không để cho một bên được hoàn toàn phát triển, để tránh mất đi sự kiểm soát. Bởi vậy, Hạ Tưởng gần như có thể kết luận, giữa bốn nhà, chỉ có nhà họ Khâu là có khả năng với được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy nhất mà không bị những nhân vật mấu chốt của Trung ương phản đối. Ông cụ Mai đột nhiên đề xuất việc nhà họ Mai cũng có ý tưởng này, là người trong cuộc nên thường mê muội. Hay là ông cụ cố ý khảo nghiệm trí tuệ chính trị của mình? Hạ Tưởng trầm ngâm một lát, bắt gặp ánh mắt ôn hòa mà kiên định của ông cụ Mai, trong lòng liền có so đo.
Mặc kệ là ông cụ xuất phát từ hướng đi nào mà đặt câu hỏi cho hắn thì hắn cũng đều phải nói thật ngay. Nhà họ Mai không thích hợp lắm khi lại ra mặt tranh vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Trước mặt một người cả đời chìm nổi trong chốn quan trường như ông cụ Mai, không nên vòng vo, tốt nhất là nên nói thẳng. Cho nên Hạ Tưởng nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng của mình. Nhà họ Mai ra tay, nhà họ Ngô sẽ phản đối mạnh mẽ. Nhà họ Phó khẳng định cũng âm thầm đối phó sau lưng. Còn nhà họ Khâu cũng sẽ cản trở. Sắc mặt ông cụ Mai xa sầm. Ồ, nói như cậu thì nhà họ Khâu lại càng thích hợp hơn nhà họ Mai à? Cậu dựa vào cái gì mà kết luận nhà họ Mai không có năng lực đứng vững trước áp lực của nhà họ Ngô, đồng thời còn đối phó được với những trò sau lưng của nhà họ Phó và ứng phó được nhà họ Khâu? Ông cụ Mai đột nhiên toát ra vẻ uy nghiêm và áp lực khiến trong lòng Hạ Tưởng cả kinh. Tuy nhiên hắn lập tức điềm tĩnh lại, lắc đầu cười. Cháu không dám kết luận, đối với chuyện chính trị khi chưa có kết quả trước thì không ai dám đưa ra kết luận cả. Ông cụ Mai ánh mắt như điện, nhìn chăm chú vào Hạ Tưởng, sau một lúc lâu trầm giọng hỏi. Cậu đã quyết giúp đỡ nhà họ Khâu? Hạ Tưởng thành thật gật đầu. Cháu lộ ra tin tức cho nhà họ Khâu trước thì cũng đã biểu lộ lập trường của mình. Vừa rồi nói sự thật cho trưởng ban Mai cũng bởi vì cháu và trưởng ban Mai có giao tình. Hai việc này hoàn toàn khác nhau, không thể gộp chung. Lời nói của Hạ Tưởng rõ ràng như muốn nói cho ông cụ Mai biết hắn sẽ không bởi vì nhà họ Mai cũng muốn chiếm được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy mà thay đổi chủ ý. Hắn sẽ kiên trì giữ vững lập trường của mình không thay đổi. Ông cụ Mai đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hạ Tưởng. Xin lỗi không thể tiếp được. Nói xong, ông bỏ mặt Hạ Tưởng mà đi lên lầu. Hạ Tưởng một mình đứng ở phòng khách, cũng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vừa không xấu hổ cũng chẳng có chút bối rối, cung kính mà nhìn theo ông cụ Mai lên lầu, im lặng không nói gì. Hạ Tưởng vẫn đứng trong phòng khách, chắp hai tay sau lưng, thoải mái mà quan sát bố trí của phòng khách. Hồn nhiên không cảm thấy lạc lõng. Trên lầu, trong một phòng khác, ông cụ Mai khoanh tay cùng với Mai Thái Bình đứng quan sát biểu hiện của Hạ Tưởng qua máy camera. Sau vài phút, ông cụ Mai gật đầu cười. Không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, quả thật không tồi. Thật đúng là có thể giữ được sự trầm tĩnh, là người trẻ tuổi mà điềm đạm. Mai Thái Bình gật đầu cười. Con thích nhất điểm này ở hắn. Bộ dạng hắn dường như không bao giờ tức giận, nhưng biểu hiện của hắn trong sự kiện cao ốc hỏa thụ, thì lại cho thấy đây là một tên thanh niên đầy nhiệt huyết. Hạ Tưởng có lúc thật làm cho người ta cảm thấy mâu thuẫn không phân biệt nổi. Càng cân nhắc không ra thì càng có chỗ tiến tới. Sự tán thưởng trong mắt ông cụ Mai càng gia tăng. Nếu qua 5 phút đồng hồ mà hắn không biểu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, cũng không lo lắng nhìn đồng hồ thì ba cho rằng cậu ấy rất đáng được trọng dụng. Chuyện này thì quá võ đoán một chút. Mai Thái Bình mỉm cười khó hiểu. Nếu chẳng may cậu ta vội muốn vào nhà vệ sinh mà tỏ ra thần sắc lo lắng thì không phải là oan uổng sao? Ông cụ Mai liền cười ha hả. Con cả ngày cứ suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu. Tuy nhiên, con nói cũng đúng, nếu cậu ta đột nhiên muốn vào nhà vệ sinh mà tỏ ra lo lắng, bất an thì chỉ có thể chứng minh vận khí của cậu ấy không tốt. Không thể trách người khác. Nói ra thì sự thật là cũng không thiếu lúc có người đang trong khảo nghiệm, đột nhiên bởi vì chuyện nhỏ quá mắc tiểu hay quá đau bụng mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ cả một đời người. Trong cuộc sống, tin hay không tin thì vận may đúng là có tồn tại. Ngoại trừ tố chất bản thân vượt trội, thì trong thời khắc then chốt cũng không thể bỏ qua nhân tố vận may. Đương nhiên, nếu bình thường không có sự điềm tĩnh, vào thời điểm then chốt có giả vờ thì cũng không giả vờ nổi. Hạ Tưởng tuy không rõ lắm thái độ tức giận của ông cụ Mai là thật hay giả nhưng hắn được Mai Thái Bình mời đến làm khách, cho dù chủ nhân có ra lệnh đuổi khách thì cũng phải chào Mai Thái Bình một tiếng mới rời đi. Cho nên hắn không hoang mang mà ở trong phòng khách chờ đợi. Mặc kệ là Mai Thái Bình hay Mai Hiểu Lâm, hoặc Mai Hiểu Mộc, tóm lại là sẽ không có ai không để ý đến hắn. Lại đợi thêm vài phút nữa, Hạ Tưởng bỗng nhiên lắc đầu mỉm cười. Cái chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy lại tác động đến nhà họ Mai và họ Khâu, không biết là nhà họ Phó sau khi biết được tin thì có động lòng hay không. Đột nhiên, Hạ Tưởng nảy ra một suy nghĩ, thừa dịp mình đang ở thủ đô, tranh thủ thời gian gặp mặt Tiền Cẩm Tùng, xem ra đó là một ý kiến hay. Đang nhập tâm suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng trẻ con ở sau lưng vang lên. Mẹ, mẹ! Hạ Tưởng quay nhìn lại, thấy Mai Hiểu Lâm đang gập người dắt một cô bé như viên ngọc ngài đứng ở phía sau, cô cười tươi, chỉ tay về phía Hạ Tưởng,
nhỏ giọng nói gì đó với cô bé. Mai Đình, Hạ Tưởng ngẩn cả người ra. Tính ngón tay thì Mai Đình sắp một tuổi rồi. Cô bé biết đi sớm, nói chuyện cũng sớm, có lúc trước khi tròn một tuổi là đã có thể biết đi biết nói rồi. Mai Đình ở trước mắt, tuy đứng vẫn còn chưa vững nhưng được Mai Hiểu Lâm dắt đi cũng có thể đứng vững. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng, bầu bĩnh trông vô cùng đáng yêu, làm cho người ta không kìm nổi muốn véo một cái. Đôi mắt Mai Đình và khuôn miệng cực kỳ giống Hạ Tưởng. Người khác thì có lẽ không thể đoán ra nội tình, nhưng Hạ Tưởng liếc mắt một cái đã nhìn ra được Mai Đình tuyệt đối là con gái của hắn. Lúc mới sinh ra thì nhìn không rõ lắm, nhưng hiện tại đã lớn hơn một chút thì cô bé càng có nhiều nét giống hắn hơn. Quả nhiên là con gái thường hay giống cha. Hạ Tưởng trong lòng lay động tình phụ tử, nhìn Mai Hiểu Lâm khẽ gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra. Đến đây, Mai Đình, để, chú ôm một cái. Thiếu chút nữa là đã nói thành, ba ôm một cái. Hắn sực nhớ hiện giờ hắn đang ở nhà họ Mai. Nhà họ Mai có không ít người ở, chứ không phải ở trong nhà của Mai Hiểu Lâm. Mai Đình lại trốn phía sau Mai Hiểu Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự sợ hãi người lạ. Cô bé lắc đầu, từ phía sau vươn đầu ra nhìn trộm Hạ Tưởng, chú cái miệng nhỏ nhắn nói. Chú! Nét mặt cô bé hiện lên sự nghi hoặc. Cô bé tất nhiên không thể lý giải, chú, Hạ Tưởng có ý nghĩa gì. Trong đầu óc non nớt của cô bé thì đã có một chú Mai Hiểu Mộc rồi, thì làm sao lại xuất hiện một người chú nữa. Hạ Tưởng thấy Mai Đình sợ người lạ, cũng không miễn cưỡng, cười ha hả hỏi Mai Hiểu Lâm. Công nhận cô bé lớn mau thật, khi nào thì nói được vậy. 2 tháng rồi, nhớ không rõ lắm là ngày nào. Mai Hiểu Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Tưởng, lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Sao lại không ngồi, chú đâu, sao lại mặc kệ anh như thế này? Mai Hiểu Lâm không rõ lắm chuyện gì vừa xảy ra. Cô đối với chính chị cũng giống như trước đây, không quan tâm lắm. Trưởng ban Mai chắc đi nghỉ rồi. Hạ Tưởng nói đùa, hắn không biết trong phòng khách có máy quay giám sát không, nhưng hắn có thể đoán được chắc chắn là Mai Thái Bình đang ở trên lầu nhìn hắn. Có thể chú ấy đang cho anh không gian một mình suy tư. Mai Hiểu Lâm cũng hiểu được Hạ Tưởng nói là có ý gì, chớp chớp mắt, muốn hỏi cái gì đó nhưng liền ngậm miệng lại, kéo Mai Đình lại gần, ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống sofa nói chuyện. Ở biệt thự của nhà họ Mai, Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm hơi khác với bình thường. Một mặt, cô biểu hiện sự tự nhiên, thoải mái, tao nhã. Khi nói chuyện cùng với Hạ Tưởng thì giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, ra vẻ một tiểu thư đài các nên có những lễ nghi và hành vi. Khiến cho Hạ Tưởng phải nhìn khác về cô. Hạ Tưởng vẫn nghĩ rằng Liên Nhược Hạm là cô gái có tiềm chất thiên biến vạn hóa. Giờ mới biết được tất cả các cô gái đều có hai mặt và đều phức tạp như nhau cả. Đàn ông có khi rất xem thường phụ nữ, cảm thấy phụ nữ rất nông cạn, vô tri hoặc không có lý trí. Trên thực tế, phụ nữ trước mặt người khác cũng có sự thay đổi phức tạp. Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng trong lúc nói chuyện với nhau mấy câu đầu thì hỏi thăm tình hình công việc. Sau đó dần chuyển sang nói về Mai Đình. Là kết tinh giữa hai người tình ý mê loạn, Mai Đình đối với Hạ Tưởng mà nói tuyệt đối là một điều ngoài ý muốn. Còn với Mai Hiểu Lâm mà nói thì là tình yêu của một đời. Chỉ chốc lát sau, Mai Đình từ hiếu kỳ và sợ hãi Hạ Tưởng, dần dần trở nên quen thuộc. Hạ Tưởng cũng lúc lúc đùa với cô bé vài câu để kéo gần mối quan hệ. Không bao lâu, rốt cuộc Mai Đình cũng được Hạ Tưởng ôm vào lòng. Hạ Tưởng ôm Mai Đình trong lòng bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc pha chút cảm thán. Cô bé trước mặt là con gái duy nhất của hắn. Cái mũi và lỗ tai thì giống Mai Hiểu Lâm nhưng ánh mắt và cái miệng thì lại giống hắn. Hắn tin rằng, sau này cô bé lớn lên thì sẽ giống hắn rất nhiều. Khác với Liên Hạ hay nghịch ngợm, Mai Đình khi được Hạ Tưởng ôm vào lòng, đúng là con gái, cô bé vẫn để im, không nhúc nhích mặc Hạ Tưởng ôm, tựa đầu vào vai Hạ Tưởng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Hạ Tưởng trong lòng cảm thấy yên bình, con gái giống như một tấm áo bông thân thiết, chỉ bé bỏng thế này thôi đã khiến cho hắn cảm thấy thân thiết và ấm áp. Mai Hiểu Lâm ở một bên nhìn Hạ Tưởng ôm Mai Đình với thái độ yêu thương, trong lòng cô cảm thấy rất vui mừng nhưng lại chua xót. Máu mủ tình thâm, Mai Đình không biết Hạ Tưởng là cha của cô bé mà lại có cảm giác như thân gần tự nhiên. Lại nghĩ đến cô bé còn bé nhỏ như vậy mà phải chịu cảnh tuổi thơ không có tình yêu của cha cũng làm cho người ta cảm thấy bất lực. Nhưng Mai Đình sinh ra đã mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ. Cô sẽ không yêu cầu thêm bất cứ cái gì, chỉ hy vọng Mai Đình có thể vui vẻ mà lớn lên.
và Hạ Tưởng có thể một năm đến thăm con vài lần là cô cảm thấy quá đủ rồi. Ha ha, Hạ Tưởng, đừng nói là Mai Đình có nét giống cậu. Hơn nữa cô bé luôn luôn sợ người lạ, có thể cho cậu ôm cũng đã chứng tỏ là cô bé thích cậu đấy. Mai Thái Bình kịp thời xuất hiện, y đi bộ xuống tầng, còn đỡ ông cụ Mai đi cùng. Xem như là cuộc kiểm tra đã được thông qua, Hạ Tưởng thấy ông cụ Mai lại xuất hiện, trong lòng liền có suy tính, liền vội chuyển Mai Đình cho Mai Hiểu Lâm, cười ha hả đứng dậy. Trưởng ban Mai, bỏ khách ở lại một mình, còn mình thì đi lên lầu uống trà. Đây không phải là đạo đãi khách đâu. Lời nói của Hạ Tưởng không phải là oán giận mà chỉ nói đùa mà thôi. Mai Thái Bình cười lớn. Tôi lần đầu tiên thấy cậu nhỏ mọn như vậy, đàn ông thì nên hào phóng một chút, biết tha thứ, có năng lực thì mới có khả năng thành đại sự, phải không? Y cố ý, vô tình nhìn Mai Đình, ý chừng muốn Hạ Tưởng thừa nhận có hay không mối quan hệ phụ tử giữa hắn và Mai Đình. Hạ Tưởng làm bộ hiểu sai ý. Hiểu rồi, hóa ra là chú đi lên lầu sắp xếp bữa cơm. Xem ra là cháu đã nghĩ nhiều quá, mong rằng trưởng ban Mai không trách tội, quả thật sáng nay thức dậy quá sớm, chưa kịp ăn sáng nên giờ đói bụng. Tiểu Hạ thích ăn cái gì? Để ông bảo người làm cho cậu ăn. Ông cụ Mai chen vào một câu, trên mặt lại khôi phục lại nụ cười hiền hòa, dễ gần, dường như chưa từng có vẻ mặt lạnh lùng như vừa rồi. Nghe nói cậu rất thích ăn vịt nướng toàn tụ Đức, ông vừa rồi đã sai người đi toàn tụ Đức mua về cho cậu rồi. Hạ Tưởng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của ông cụ, không hề cập đến chuyện vừa rồi một chữ. Hắn đương nhiên cũng không tiện nhắc lại, liền gật đầu cười. Cảm ơn ông rất nhiều, không ngờ ông lại biết cháu thích ăn vịt nướng, ông làm cháu thấy khó xử quá. Ông cụ Mai không rằng có chủ đề này nữa mà hứng thú hỏi việc khác. Khâu Nhân Lễ muốn đưa ai đến tỉnh Yến? Hạ Tưởng cũng thành khẩn đáp. Việc này thì cháu cũng không rõ lắm, trưởng ban Khâu chưa nói. Cháu cũng không hỏi. Khó khăn không nhỏ đâu. Chỉ dựa vào lực lượng mỏng như nhà họ Khâu thì vị trí trưởng ban thư ký sẽ khó mà có được. Chủ yếu là cửa của nhà họ Ngô không dễ lọt qua, phỏng chừng nhà họ Ngô sẽ chặn cổ nhà họ Khây đấy. Ông cụ Mai phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, rồi mình ngồi xuống sau. Nhà họ Ngô không chỉ có quản lý ban tuyên giáo trung ương, mà ở ban tổ chức trung ương cũng có tiếng nói rất lớn đấy. Hạ Tưởng tuy không rõ lắm việc phân bố thế lực của bốn đại gia tộc ở Trung ương, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Đối với nhà họ Ngô thì hiểu tỉ mỉ hơn một chút. Ngô Tài Dương là quản lý ban tuyên giáo Trung ương, Ngô Tài Giang đảm nhiệm chức vụ ở nơi khác, ông cụ Ngô thì đã lui về sau, vẫn còn nhiều thực lực khác ẩn phía sau, nhưng phó trưởng ban tổ chức thường trực Trung ương Hạ Ngôn Thành và Ngô Tài Dương là kết giao tâm đầu ý hợp, thì Hạ Tưởng lại biết được sự việc đằng sau điều này. Bổ nhiệm ủy viên thường vụ. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến đều cần phải thông qua ban tổ chức trung ương. Ít nhất là cũng phải qua cửa của phó trưởng ban thường trực, nhà họ Ngô muốn chặn cổ nhà họ Khâu thì đúng là cũng có khả năng. Khi nghe ông cụ Mai nhắc vậy, Hạ Tưởng liền hiểu ý của ông. Ông cụ Mai là muốn mượn cơ hội liên kết với nhà họ Khâu. Khi nhà họ Khâu bị nhà họ Ngô phá thì lúc ấy sẽ ra tay tương trợ. Đương nhiên, lúc ấy ra tay là vì muốn đổi lấy sự cảm kích của nhà họ Khâu. Là vì muốn nhà họ Khâu ở tỉnh Yến phải báo đáp lại nhiều cho nhà họ Mai. Hiển nhiên, ông cụ coi hắn trở thành nhân vật trung gian, muốn hắn truyền đạt đến Khâu Nhân Lễ. Thái độ của ông cụ Mai hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hạ Tưởng. Ông cụ Mai cả đời chìm nổi trong chốn quan trường, hiểu rõ thế sự. Hắn vừa rồi nói ra những lời tâm huyết, dù mặt ông cụ Mai biến sắc mà bỏ đi, nhưng trên thực tế, đó chỉ là biểu diễn nhiều hơn mà thôi. Hạ Tưởng tin rằng, ông cụ Mai tuyệt đối nhìn thấy rõ thế cục, biết lợi hại trong các mối quan hệ. Hạ Tưởng cũng tin rằng, hắn đứng trên lập trường của người ngoài cuộc, trải qua suy xét kỹ càng mới cho ra quyết định, khẳng định là phù hợp với lợi ích của hai nhà trong bốn nhà. Thứ nhất, đương nhiên nhà họ Khâu là người thu được lợi ích. Thứ hai, đó chính là nhà họ Mai. Về phần nhà họ Phó thì không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Còn về nhà họ Ngô thì hắn không tự tin cho lắm. Cảm thấy nhà họ Ngô có khả năng là có ý tưởng khác. Tuy nhiên, với lời nói của ông cụ Mai, Hạ Tưởng cho rằng mình không nên nói tiếp, chỉ im lặng mà gật đầu. Mai Thái Bình thấy thời cơ đến, liền mở miệng. Tiểu Hạ, thay tôi truyền đạt lại cho Khâu Nhân Lễ một tiếng. Nhà họ Mai sẽ ủng hộ nhà họ Khâu có được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng gật đầu cười.
nhất định là tôi sẽ truyền đạt. Ông cụ Mai cũng mỉm cười. Nói chuyện thăm hỏi xong rồi, bây giờ đến lúc dùng cơm. Hiểu Lâm hỏi xem thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi. Hiểu Mộc có mua được vịt nướng về không? Đứa Hiểu Mộc này, làm việc gì cũng tay chân lóng ngóng. Nói đến Mai Hiểu Mộc, ông cụ quay sang Hạ Tưởng gật đầu. Ông còn phải cảm ơn cháu đã chiếu cố cho Hiểu Mộc ở thành phố Yến. Đứa nhỏ này, thật sự luôn làm cho người ta lo lắng. Hạ Tưởng hiểu ông cụ Mai kỳ thật là đang căn dặn, muốn hắn chiếu cố Mai Hiểu Mộc một chút, coi như là một cây cầu nối giữa nhà họ Mai và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền gật đầu đáp lại. Ông đã quá khách sáo rồi, con người Hiểu Mộc cũng không tồi mà. Cậu ấy đã rất sinh động khi làm việc ở nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thị ở quận Hạ Mã. Có hy vọng làm nên thành tích tốt sau này. Nghe nói Hiểu Mộc thích một cô gái tên là Nghiêm Tiểu Thì. Ông cụ Mai dường như vô tình nhớ ra, vẻ mặt thân thiết hỏi Hạ Tưởng. Hiểu Mộc khi mà thích ai rồi thì khó mà thay đổi. Ông nghe nói cháu và Nghiêm Tiểu Thì quen nhau, có thể thay ông tác hợp cho chúng không? Yêu cầu này hơi đột ngột nhưng cẩn thận suy xét thì rất hợp tình hợp lý. Ông cụ Mai có chủ ý này cũng là mượn cơ hội lôi kéo Phạm Duệ Hằng, nhân vật số một tương lai của tỉnh Yến. So với việc mất công mất sức sắp xếp người ở tỉnh Yến sau này thì việc này có ý nghĩa sâu xa hơn rồi. Đều là những cao thủ đa mưu túc trí cả. Hạ Tưởng âm thầm cảm thán. Giao tiếp với mấy ông cụ thì phải cẩn thận một chút, thận trọng từng cạm bẫy. Nói không chừng khi nào đó mình sẽ bị bọn họ kéo vào lúc nào không biết. May mắn là Hạ Tưởng có một chỗ dựa vững chắc nhất chính là hiện giờ những gì mà hắn đã làm, không có lợi ích ngắn hạn, cũng không thể hiện ý đồ cá nhân rõ ràng, không có dục vọng nên người càng thanh thản, nên hắn không có nhiều cạm bẫy để mà nhảy vào. Để cháu thử xem. Hạ Tưởng đành phải mỉm cười đáp ứng. Tuy nhiên cháu cũng muốn nói trước một chút, ông cũng biết là tình cảm không thể miễn cưỡng được. Cháu xin cho Hiểu Mộc vào nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới tiểu thì xem như là đã giúp đỡ cậu ấy đắp đường rồi. Về sau thì cùng lắm trước mặt Nghiêm Tiểu thì nói giúp dùm cậu ấy vài câu. Về phần Nghiêm Tiểu thì có thích Hiểu Mộc hay không thì phải xem sức hấp dẫn của Hiểu Mộc rồi. Chương 661, lần đầu gặp mặt Ngô Tài Dương. Anh không phải luôn được con gái thích hay sao? Dạy cho Hiểu Mộc vài chiêu là được rồi. Mai Hiểu Lâm trêu ghẹo một câu. Như cười như không nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Anh cũng không biết là mình được con gái thích nữa, Hiểu Lâm, em khen sai người rồi. Anh luôn cảm thấy trong quan hệ nam nữ, anh thường nằm vào thế bị động. Hạ Tưởng vốn không quan tâm đến lời nói. Mai Hiểu Lâm lại nghĩ đến hắn cố ý muốn ám chỉ ý loạn tình mê một đêm, nên không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, làm bộ chơi đùa với Mai Đình. Sau khi ở nhà họ Mai dùng cơm xong, Hạ Tưởng không ở lại, vội vàng xin phép ra về. Ông cụ Mai cũng không giữ lại, đề nghị Mai Thái Bình ra tiễn hắn. Hạ Tưởng liền khách sáo mà từ chối, nói không dám phiền trưởng ban Mai phải nhọc công. Mai Thái Bình liền thuận nước đẩy thuyền để Mai Hiểu Lâm tiễn Hạ Tưởng ra ngoài. Mai Hiểu Lâm ôm Mai Đình, tiễn Hạ Tưởng ra sân mới chú ý đến chiếc xe Hạ Tưởng lái là một chiếc Volvo mới cứng, bỗng chốc nghĩ ra điều gì. Liền cảm thấy cay xè nơi sống mũi, suýt nữa đã khóc. Là cô ấy mua xe mới cho anh à? Không phải mua mà là cho mượn chạy thử. Hạ Tưởng vốn định làm cho không khí dễ chịu một chút, không ngờ mới mở miệng đã biết mình nói lỡ lời. Quả nhiên Mai Hiểu Lâm khi không có người ở đây liền khôi phục lại tính tình khiến người khác đoán bắt không ra của mình. Cô, hừ, một tiếng. Giả vờ giả vịt, cái gì mà cho mượn chạy thử? Giữa các người mà còn phân biệt rõ rệt ai với ai sao? Cũng phải, dù sao thì anh và cô ấy cũng thân mật khắng khít, còn em chỉ là khách qua đường thôi, hoặc nói là em là một người anh gian díu rồi thì không muốn gặp lại lần nữa. Cái này có vẻ giống như đang làm nũng. Hạ Tưởng liền sờ mũi, cười ha hả. Em cũng đừng nóng giận, kỳ thật anh cũng cảm thấy áy náy lắm. Không thể chăm sóc con gái đến khi trưởng thành, đối với con điều đó cũng thật là tàn nhẫn. Em xem anh không phải áy náy mà là vui vẻ mới đúng. Chỉ qua một đêm vui vẻ mà lại có được một cô con gái, lại không cần phải chịu trách nhiệm với tình một đêm, cũng không cần nuôi dưỡng con gái lớn lên. Hơn nữa, nói không chừng sau này con gái lớn lên cũng sẽ trở nên thân thiết với anh. Mai Hiểu Lâm tiếp tục chế giễu Hạ Tưởng. Em nói có đúng hay không? Đương nhiên là không đúng rồi. Hạ Tưởng tuy là đàn ông nhưng đàn ông cũng có cái tự tôn của đàn ông.
không phải kẻ yếu tùy tiện cho phụ nữ khi dễ. Tuy nhiên, khi lời đến miệng lại biến thành. Hãy cố gắng nuôi dạy con gái thật tốt. Khi con lớn lên, anh sẽ cho con của hồi môn thật lớn. Không cần anh phải giả tình giả ý. Mai Hiểu Lâm không hề cảm kích. Đi mau đi, đừng dài dòng nữa. Hạ Tưởng lên xe, vừa khởi động ô tô thì lại thấy Mai Hiểu Lâm đập cửa kính xe nên hạ kính xuống. Em chuẩn bị đi làm, không muốn thấy mình còn trẻ mà cứ ở nhà trông con. Anh nói xem, em có nên vẫn đến đoàn trung ương không? Đương nhiên là phải vào đoàn trung ương, đó là một chỗ tốt. Hạ Tưởng liền nói. Đi, nhất định phải đi. Chẳng những phải đi mà còn phải làm cho thật tốt. Không chừng về sau em sẽ trở thành nữ chủ tịch tỉnh. Mai Hiểu Lâm năm nay 31 tuổi, cấp chính, nếu làm việc thì nay có thể lên tới phó giám đốc sở. Ở đoàn trung ương làm việc 2, 3 năm, sau khi lên được cấp giám đốc sở, rồi lên chức thị trưởng. Sau đó tiếp tục cố gắng thêm thì lên làm chủ tịch tỉnh hoàn toàn có khả năng. Em là người mẹ đơn thân, làm sao mà lên chức chủ tịch tỉnh được chứ? Mai Hiểu Lâm liếc Hạ Tưởng một cái. Đã bao giờ em thấy hoàn cảnh gia đình của một quan nữ lớn bị phơi ra không? Em biết có mấy người quan nữ là độc thân? Hạ Tưởng không chút khách khí hỏi lại một câu. Cho nên, em phải tự tin vào bản thân mình. Thể chế hiện nay không sợ hoàn cảnh cá nhân của em thế nào, mà chỉ sợ em không có năng lực. Chỉ cần em có thể đạt được địa vị cao, mọi vấn đề đều không thành vấn đề. Mai Hiểu Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Để em thử xem. Trở lại căn biệt thự của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng chưa kịp thở thì điện thoại reo, hắn ra vẻ có lỗi mà nhìn Liên Nhược Hạm cười, nhận ly nước từ tay cô, uống một ngụm rồi mới nghe điện thoại. Là Từ Khâu Tự Phong gọi đến. Nghe nói cậu đã gặp Mai Thái Bình rồi, có tin tức gì không? Được, hiện giờ hắn đã thành nhân vật tiêu điểm, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Mới vừa từ tòa nhà của nhà họ Mai trở về, Khâu Tự Phong đã biết rõ ràng, bộ không tính cho người ta có sự riêng tư sao? Hạ Tưởng không tức giận mà là cảm thấy buồn cười. Khi có việc liên quan đến lợi ích bản thân, dù là đại gia tộc thì cũng có lúc nóng vội. Có thể thấy Tỉnh Yến quả thật trở thành một cái bánh thơm lừng. Và biến hắn nhờ đó cũng trở thành hàng hot, thật đúng là một cái bánh lịch sử không kịp chuẩn bị từ trên trời rơi xuống. Khi nào ở khách sạn thủ đô mở tiệc thì mời tôi đấy nhé. Hạ Tưởng liền mở một câu nói đùa. Khâu Tự Phong lập tức nghe ra ngụ ý, vui mừng nói. Vậy là Mai Thái Bình đã đồng ý giúp rồi. Chính xác mà nói thì ông cụ Mai sẽ hỗ trợ cho việc khai thông ở ban tổ chức trung ương. Nhưng tôi nghĩ, về phương diện Tỉnh Yến cũng cần anh phải cố gắng. Hạ Tưởng cho Khâu Tự Phong một viên thuốc an thần ngay. Khâu Tự Phong cảm thấy vui mừng quá đỗi. Tốt, thật là tốt, cảm ơn cậu rất nhiều. Hạ Tưởng, tiệc ở khách sạn thủ đô nhất định sẽ mời cậu. Cậu nhớ chờ tin tức của tôi. Hạ Tưởng định nói là hắn chỉ nói đùa thôi, việc ăn cơm hay đại loại gì đó thì hắn không có hứng thú. Hơn nữa hắn còn nhiều việc cần làm ngay, sợ không có thời gian. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Khâu Tự Phong đã tắt điện thoại. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thì tùy anh ta vậy. Giữa trưa, Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cùng nhau ngủ trưa. Chỉ mới ngủ được một lát thì điện thoại lại reo. Hắn mơ hồ không nhìn rõ màn hình, trực tiếp nghe điện thoại. Alo, xin hỏi ai vậy? Tôi là Ngô Tài Dương. Một giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng vang lên khiến cho người ta cảm thấy như mình bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt. Hạ Tưởng lập tức tỉnh ngủ hẳn, vội ngồi dậy. Hắn ngàn lần không ngờ Ngô Tài Dương sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Liên Nhược Hạm đang ngủ bên cạnh Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đột nhiên ngồi thẳng dậy, khiến cô cũng bị giật mình tỉnh giấc, không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi một câu. Ai điện thoại vậy anh? Thanh âm của Liên Nhược Hạm không lớn nhưng trong phòng lại quá im ắng nên Ngô Tài Dương ở đầu dây bên kia có thể nghe được rõ ràng. Dù ông đã sớm chuẩn bị tâm lý là Liên Nhược Hạm chắc chắn sẽ ở cùng một chỗ với Hạ Tưởng. Nhưng thật ra trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái, không khỏi ho khan một tiếng. Hạ Tưởng nghe tiếng ho khan của Ngô Tài Dương trong điện thoại biết là không thoải mái, vội vàng cung kính, khách khí nói. Chào ngài, Bộ trưởng Ngô. Sau đó không nói gì cả, im lặng chờ Ngô Tài Dương lên tiếng. Liên Nhược Hạm lập tức ý thức được ai gọi điện thoại đến nhưng cô cũng không sợ Ngô Tài Dương, bất mãn nói. Nói nhỏ một chút đi, đừng đánh thức con. Giọng điệu có vài phần không kiên nhẫn, rõ ràng là cố ý muốn cho Ngô Tài Dương nghe thấy.
Hạ Tường lắc đầu, chạy đến bên cửa sổ, nói. Bộ trưởng Ngô, có chỉ thị gì ngài cứ dạy bảo. Ngô Tài Dương trầm ngâm một lát, dường như rất khó khăn để thốt ra. Ngôn Hoàng và Tấn Chu đều ở đây. Bọn họ muốn tụ họp với cậu. Khi nào thì cậu có thể qua đây? Ngô Tài Dương không hỏi hắn có rảnh hay không, có đồng ý hay không mà lại trực tiếp hỏi khi nào thì qua bên đó. Hiển nhiên là dùng giọng điệu bề trên mà nói chuyện với hắn. Hạ Tường hơi có chút chần chừ, chưa quyết định được. Có lẽ Ngô Tài Dương nghĩ rằng, ông ấy đã chịu hạ lòng tự tôn gọi điện trực tiếp cho mình là đã cực nể mặt mình rồi. Lại có hai quan lớn của tỉnh Yến đang ở đây, bản thân mình chắc chắn là phải mau mau đến. Cũng phải, nếu là người khác thì họ đã khẩn trương lên đường rồi. Một người là trưởng ban tuyên giáo trung ương, đường đường là ủy viên bộ chính trị, còn có thêm hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đều là những quan lớn cấp phó tỉnh. Với đội hình này thì cả bí thư tỉnh ủy cũng không dám chậm trễ, đừng nói gì mình chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở nho nhỏ mà thôi. Quả thật là niềm vui bất ngờ mà. Nhưng trong lòng Hạ Tưởng không một chút vui sướng, ngược lại còn có chút lo lắng mơ hồ. Ngô Tài Dương đã gọi điện thoại cho hắn, không có nghĩa là ông ấy đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa, nghe giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc, Hạ Tưởng đã nghe ra Ngô Tài Dương vẫn là có thành kiến với mình. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết, Ngô Tài Dương bày ra trận thế mời mình đến, chỉ sợ là không có chuyện tốt. Hoặc là nói, Ngô Tài Dương cho rằng là chuyện tốt và đã đi ngược lại với nguyên tắc của mình. Nếu hắn đi thì chắc là không phải đi dự tiệc mà là đi vào chỗ chết. Đi hay là không đi? Địa điểm ở Tàng Chuyết Trang. Ngô Tài Dương dường như không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hạ Tưởng, trực tiếp nói ra địa điểm rồi cúp máy. Liên Nhược Hạm cũng đoán ra được điều gì liền hỏi. Có phải ba muốn gặp anh không? Không phải muốn mà là ra lệnh. Hạ Tưởng mỉm cười. Còn lôi cả bí thư Lý và phó chủ tịch tỉnh Cao nữa. Đúng là đã bày ra một trận thế thật lớn. Liên Nhược Hạm cũng ý thức được tình hình, kinh ngạc hỏi. Anh làm cái gì mà để cho ba phải gióng trống khua chiêng mà tìm anh? Không cần nghĩ, đó không phải là chuyện tốt rồi. Em rất hiểu ba, ông ấy muốn dùng Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu đè đầu anh. Bởi vì ông ấy không có cách nào trực tiếp quản lý anh, nhưng Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu thì có thể. Nếu không phải là chuyện tốt thì đừng đi, em sẽ giải thích với ba. Không được, nhất định phải đi. Biết rõ là trong núi có hổ, thì phải đuổi hổ đi. Hạ Tường đột nhiên quyết định, biết có một số việc không thể tránh khỏi, tuy nhiên vì không để cho Liên Nhược Hạm lo lắng liền cười ha hả nói. Tốt xấu gì thì ông ấy cũng là cha vợ của anh. Anh cũng phải nể mặt ông ấy chứ, có phải hay không? Ông ấy mà là cha vợ của anh, bớt ba hoa vừa thôi. Em cũng không muốn gọi ông ấy là ba, thì anh cũng đừng ưỡn mặt gọi bậy. Ông ấy là người rất cố chấp, cẩn thận chọc vào ông ấy thì ông ấy sẽ cho anh một vố đấy. Liên Nhược Hạm nửa tức giận nửa buồn cười nói. Anh sẽ không chọc giận ông ấy, anh thích nhất là làm cho người khác vui. Năm mới cũng chính là dịp hội tụ, gặp mặt, trò chuyện, liên lạc một chút cảm tình. Hơn nữa còn có bí thư Lý và chủ tịch tỉnh Cao ở đó, anh không đi thì không coi được. Anh cũng đã từng nhận lời bí thư Lý, trong lễ mừng năm mới sẽ đến thủ đô thăm ông ấy. Hiện tại, ông ấy biết anh ở đây, nếu anh không đi gặp thì có vẻ anh không giữ lời. Hạ Tưởng có khá nhiều lý do, hắn cũng rõ một điều, cần phải gặp Ngô Tài Dương một lần. Có những chuyện khi giáp mặt nói cũng tốt hơn. Đi đi, em không thèm nói anh nữa. Liên Nhược Hạm duỗi người, lộ ra làn da trắng ngần ở thắt lưng. Cô mặc bộ đồ mùa thu ở nhà, bó sát người khoe những đường cong trên cơ thể khiến cho Hạ Tưởng không khỏi liếc mắt nhìn. Có muốn em cởi quần áo cho anh nhìn không? Liên Nhược Hạm liền khiêu khích Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền từ chối. Bây giờ thì không được rồi, buổi tối hẵng cho anh xem đủ. Hiện tại anh phải đi nhanh, nói cho anh biết Tàng Chuyết Trang ở đâu, đi như thế nào. Hạ Tưởng đi một đường thẳng về phía nam, xuyên qua một rừng cây, trước mắt liền xuất hiện một căn nhà đang mở cửa theo phong cách cổ xưa nhưng rất thanh lịch, mái ngói màu xanh. Hơn nữa, bức tường đều để trơ trọi, không có sơn phết gì cả. Vừa nhìn thì cảm thấy rất thô ráp nhưng nếu nhìn kỹ lại thì mới phát hiện sự độc đáo của người thợ, mang một kiểu lù khù nhưng khéo léo. Tàng Chuyết Trang, quả nhiên là một nơi giấu cái khéo sau cái thô ráp, làm được đến kiểu bề thế mà lại thu gọn tập trung. Thiết kế được căn nhà như vậy phải là một cao thủ. Hạ Tưởng lái xe vào cổng chính, đậu xe bên dưới.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi qua một khu nhà vườn giống như tứ hợp viện, sau đó đến một nơi gọi là Thính Vũ Hiên. Chỉ tiếc là ở thủ đô đang rét đậm, ven đường chỗ bóng râm đều là những lớp tuyết còn chưa tan hết. Muốn nghe mưa thì ít nhất cũng phải chờ 3 tháng sau. Khuyết điểm lớn nhất của thủ đô chính là mùa đông dài quá mức, không khí vô cùng lạnh và khô. Thành phố Yến Hơn thủ đô chỉ là cách phía nam chưa đến 300 km nhưng cảm giác mùa đông ấm hơn so với Bắc Kinh. Thủ đô rất dễ dàng bị dòng gió lạnh phía Bắc ảnh hưởng, khi đã lạnh thì lạnh đến thấu xương. Hạ Tưởng bước vào Thính Vũ Hiên, mới phát hiện bên trong còn có một hang động khác, giống như nhà vườn của nhà giàu thời cổ xưa, gọi là thất tiến thất xuất, một tầng bọc một tầng. Kết cấu bên trong và bên ngoài của Thính Vũ Hiên không sai biệt lắm, giống như một tứ hợp viện nhỏ. Hạ Tưởng bước vào cửa, nhân viên phục vụ liền lui ra. Vừa vào cửa liền nhìn thấy một khoảng sân vuông nhỏ, đối diện là một căn phòng cổ bằng gỗ, cửa sổ bằng kính, qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong đang có vài người đang ngồi. Tất cả mọi người đang vây xung quanh một bếp than đỏ hồng nói chuyện. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng có cảm giác mình đang lạc vào thời cổ đại. Như thể là một nhóm người già, thanh niên nhàn rỗi không có việc gì làm, ngồi xung quanh bếp lò để nói việc nhà. Không nghĩ đến Ngô Tài Dương còn khá có tình cảm, gọi hắn đến một nơi cổ kính như vậy. Tuy nhiên, sau khi đẩy cửa bước vào, hơi nóng đập vào mặt. Hạ Tưởng mới phát hiện hóa ra cái bếp lò đó chỉ là bài trí, còn thực tế bên trong có hệ thống lò sưởi khiến không khí ấm áp như mùa xuân. Cũng phải, nếu trong những ngày rét lạnh mà giơ chân không hơ lửa, đối với những người quen sự ấm áp mà nói thì quả thật không thể chịu nổi cái rét lạnh như thế này. Vừa ngẩng đầu lên, Hạ Tưởng lập tức nhìn thấy Ngô Tài Dương đang ngồi chính giữa. Ngô Tài Dương ngồi vị trí chủ tọa, ngồi vị trí bắc hướng về nam, vẻ mặt lạnh lùng như đang muốn giận dữ. Mái tóc của ông đã có sợi bạc, vành tai thật lớn. Dựa theo tướng mạo học thì tuyệt đối là phúc tướng. Mũi thẳng, miệng vuông, có chút kiểu uy nghi không cần giận dữ mà tự thành. Nhất là đôi mắt, khi hơi híp lại ánh mắt cũng rất nghiêm khắc. Ngô Tài Dương có gương mặt chữ điền. Liếc mắt một cái thì có thể nhận thấy Liên Nhược Hạm giống ông không nhiều lắm. Cho dù Liên Nhược Hạm và ông đứng chung một chỗ thì người ngoài cũng không cho rằng họ là cha con. Hạ Tưởng liền nghĩ, xem ra thì Liên Nhược Hạm giống mẹ nhiều hơn, chẳng trách cô mang họ Liên. Hạ Tưởng bước vào cửa, liền mang đến làn khí lạnh. Hai mắt Ngô Tài Dương đang híp lại liền đột nhiên mở to nhìn Hạ Tưởng, chỉ là nét mặt không biểu hiện gì gật đầu một cái. Lý Ngôn Hoàng đang do dự có nên đứng lên hay không thì Cao Tấn Chu đã đứng lên, khuôn mặt tươi cười bước lại gần Hạ Tưởng, chủ động bắt tay, nói. Thời tiết lễ mừng năm mới năm nay thật là lạnh, tôi từ thành phố Yến quay về thủ đô, liền cảm thấy thủ đô so với thành phố Yến thì lạnh hơn nhiều, phải không Tiểu Hạ? Thế nào, đã thích ứng với khí hậu thủ đô chưa? Hạ Tưởng cười ha hả. Khí hậu dễ thích ứng, không khí không dễ thích ứng. Khí hậu là hiện tượng tự nhiên, con người phải thích ứng, không thích ứng thì không thể sinh tồn. Không khí là người tạo ra, con người sẽ học được cách thích ứng với nó. Lý Ngôn Hoàng thì chưa thấy qua năng lực Hạ Tưởng đã từng làm loạn ao đục tại tỉnh ủy tỉnh Yến, trong thời gian ông ta đến tỉnh Yến làm việc thì không xảy ra bất cứ sự tình gì nổi bật. Cao Tấn Chu thì khác, ông ta đã chứng kiến tận mắt bởi vì chuyện của Hạ Tưởng mà khiến một số ủy viên thường vụ tỉnh ủy liên hợp cùng phát ra một tiếng nói chung. Cho nên đứng dậy chào đón hắn gần như là bản năng, căn bản không nghĩ đến thân phận mình là phó chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lý Ngôn Hoàng vốn tự cho mình thân phận cao quý nên còn hơi do dự một lát. Vừa thấy Cao Tấn Chu chủ động và nhiệt tình, ông ta cũng đứng dậy chào hỏi. Đến chỗ tôi ngồi này, tất cả mọi người đều không phải người ngoài, cũng không có không khí không tốt nào cả, Tiểu Hạ cũng không cần phải cố sức thích ứng. Tuy nói vậy, Ngô Tài Dương vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chỉ hơi gật đầu chào Hạ Tưởng, xem như là đã chào hỏi. Hạ Tưởng không để bụng trước thái độ của Ngô Tài Dương. Nhìn vào chức vụ, Ngô Tài Dương hiện nay là ủy viên Bộ Chính trị, đã bước vào hàng ngũ những vị lãnh đạo quốc gia. Nhìn vào mối quan hệ cá nhân, Ngô Tài Dương là cha của Liên Nhược Hạm, là cha vợ không thể công khai của hắn. Hắn cũng biết đến bây giờ, Ngô Tài Dương cũng không vì chuyện của Liên Nhược Hạm mà hoàn toàn tha thứ cho hắn. Hôm nay mời hắn đến đây, chỉ sợ là trời lớn đất lớn cũng không lớn bằng lợi ích. Thể diện quan trọng nhưng lợi ích lại quan trọng hơn. Xét đến cùng, con người sống ở thế gian, cho dù làm nhân vật đỉnh đỉnh thiên hạ, điều cầu ước chung quy cũng không vượt qua được lợi ích và lòng tham.
những người thật sự đạt được cảnh giới không cầu không ước thì đã rời bỏ cuộc đời rồi. Cho nên, trên cơ bản có thể khẳng định là, phàm là người trên đời một lòng theo đuổi danh lợi thì tuyệt đối sẽ không phải đại sư, lại càng không phải là thần tiên. Dùng lời nói của cố nhân mà nói, thần tiên tuyệt đối sẽ không thích tiền tài. Ai đã từng gặp qua thần tiên kiếm được một đống tiền từ việc giả thần giả quỷ? Kiếp trước của hắn, đã từng có một tên giả làm thần tiên tự xưng có thể nín thở dưới nước trong vòng 2 giờ, tự xưng có thể kéo dài tuổi thọ cho con người. Kết quả là dân chúng tin theo rất đông, thậm chí bao gồm cả người được gọi là người ngoài hành tinh, người sáng lập ra trang mạng Bảo Đào là Ngưu Đoá. Sau này khi tên giả làm thần tiên đó bị phát hiện, thì người đã từng nộp mấy nghìn tiền học phí là Ngưu Đoá phải ngụy biện là ông ta đi theo tên giả làm thần tiên không phải là học cách kéo dài tuổi thọ mà là thể nghiệm một cuộc sống khác. Đáng tiếc chính là, con người đều biết được một chân tướng, sở dĩ tên giả làm thần tiên nổi danh chính là bởi vì y thổi phồng lên là y có thể giúp cho con người ta kéo dài tuổi thọ. Các tín đồ của y bao gồm các ngôi sao ca nhạc, các doanh nghiệp có tiếng, v.v. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ số thông minh cũng không nhất định liên quan trực tiếp đến thân phận. Hoặc là sau khi phân tích chặt chẽ cho ra một kết luận, một người bất kể đã đạt được vị trí cao thế nào rồi đều vẫn có lòng tham và dục vọng, đều có ý tưởng không thực tế, đều có những lúc đầu nóng lên thì sẽ làm những việc ngu ngốc mà có lẽ người bình thường sẽ không làm. Người trong nước nhất là dân chúng bình dân, luôn nghĩ người làm quan thì sao mà thần bí, sao mà anh minh, thật ra đó cũng đều là người, đều có hỉ nộ ái ố và cũng có lúc phạm sai lầm. Cho nên Hạ Tưởng nhìn thấy Ngô Tài Dương vẫn giữ bộ dáng uy nghiêm thì cũng không sợ hãi, cũng không để bụng thái độ cố ý ra vẻ thâm sâu của Ngô Tài Dương. Sau khi hàn huyên với Cao Tấn Chu và Lý Ngô Hoàng xong thì mới cúi đầu cung kính hỏi Ngô Tài Dương một tiếng. Xin chào Bộ trưởng Ngô. Chương 662, gặp lại không vui. Ngồi đi. Ngô Tài Dương vẫn là kiểu dáng bất động như tùng. Ở mặt ngoài không để ý gì, thực ra vẫn âm thầm đánh giá cẩn thận Hạ Tưởng. Nói cho cùng, Ngô Tài Dương là vừa căm hận lại tò mò. Căm hận Hạ Tưởng đã để đứa con gái duy nhất của ông đi theo mà không có danh phận gì, làm cho ông đường đường ủy viên Bộ Chính trị không còn mặt mũi. Còn tò mò là, không biết Hạ Tưởng có cái gì tốt, có thể khiến cô con gái liên nhược hạm của ông từ nhỏ vốn vô cùng phản nghịch. Ngay cả ông cũng không quản được, không ngờ một mực theo hắn, nói cái gì cũng không chịu quay đầu lại. Không ngờ còn trốn ra nước ngoài sinh cho hắn một đứa con trai. Có thể thấy được Liên Nhược Hạm là quyết tâm theo hắn cả đời. Hôm nay là lần đầu tiên Ngô Tài Dương gặp Hạ Tưởng, sau khi ông đánh giá Hạ Tưởng, trong lòng là cảm giác nói không nên lời. Hạ Tưởng bộ dạng quả thật coi như được, ông dùng ánh mắt soi mói để xem, cũng không có khuyết điểm gì quá lớn, hơn nữa dựa theo tiêu chuẩn của ông, tướng mạo của Hạ Tưởng rất có tướng làm quan, rất thích hợp làm việc trong quan trường. Ngô Tài Dương rất tin tưởng về tướng làm quan, ông đã đọc thuộc kinh điển cổ văn, biết rằng người xưa lúc chọn cán bộ rất nghiêm khắc, so với hiện tại còn thận trọng gấp nhiều lần. Dù thời xưa không có tivi, một vị cán bộ cũng không được nhiều người dân quen biết. Nhưng người xưa lại cho rằng hình tượng quan viên là đại biểu cho triều đình, phải làm cẩn thận. Mà hiện tại có tivi, không ít cán bộ đều phải xuất hiện thường xuyên trên tivi, để ngàn vạn dân chúng nhìn đến, nhưng lại có hình tượng của vài cán bộ quả thật làm cho người ta không muốn nhìn lần hai. Một người không có uy nghiêm đảm nhiệm chức quan lớn, rất dễ dàng mang đến ảnh hưởng tiêu cực lớn. Trông mặt mà bắt hình dong là tính cách chung của mọi người, nếu không vì sao ngôi sao ca nhạc đang nổi tiếng, mặc kệ nam nữ, đều phải có được hình tượng đẹp. Đương nhiên Ngô Tài Dương cũng không biết rằng bao nhiêu năm sau khi những từ vô cùng tuyệt vời như Phù Dung và Phượng Hoàng lại được dùng cho Phù Dung tỷ và Phượng tỷ, hoàn toàn đảo loạn cách con người nhìn về tốt đẹp của sự vật. Hôm nay cùng Hạ Tưởng gặp mặt, quả thật là Ngô Tài Dương suy nghĩ mãi mới quyết định. Ông vốn không nghĩ sẽ chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, vì thấy hơi tự hạ thân phận. Theo thân phận của Liên Nhược Hạm mà nói, thì ông là bề trên của Hạ Tưởng. Theo chức vụ thì lại là lãnh đạo của Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng lại chậm chạp không chịu chủ động ra mặt đi gặp ông cụ, còn cố ý kéo dài thời gian, lại bận rộn đến gặp Khâu gia, Mai gia, cố tình để Ngô gia tới cuối cùng. Khiến cho trong lòng ông cực kỳ là bất mãn. Rõ ràng là Hạ Tưởng cố ý để Ngô gia khó chịu, không nể mặt Ngô gia, khẳng định là còn ghi hận ngày trước bị chèn ép, vẫn canh cánh trong lòng đối với Ngô gia. Hắn cũng không ngẫm lại, nếu không phải hắn sai trước, Ngô gia làm sao phải ra tay thu thập một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn.
Ngô Tài Dương vốn còn nhiều cái bất mãn với Hạ Tưởng, hiện tại Hạ Tưởng tới thủ đô, trước gặp Khâu gia sau gặp Mai gia. Hơn nữa còn trợ giúp hai nhà mưu đồ đại sự, lại làm như không thấy thiện ý của Ngô gia, hắn dựa vào cái gì? Một bí thư quận ủy nho nhỏ, tuy chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở, thả tới tỉnh Yến trông rất có vẻ bình thường, cũng không có nhiều sức mạnh, dựa vào cái gì mà dám mắt cao hơn đỉnh. Nhưng Ngô Tài Dương tức thì tức, nhưng lại không thể không chịu phục, Hạ Tưởng cấp bậc không cao, ở thủ đô lại rất được hoan nghênh, đi xã giao không ngừng, hơn nữa đều là người khác chủ động mời. Người mời Hạ Tưởng, đều là những người có tên tuổi của thủ đô, đầu tiên là Khâu Nhân Lễ, sau là Mai Thái Bình. Hạ Tưởng thật là nổi tiếng, trong bốn gia tộc lớn, ngoại trừ Phó gia bất hòa với hắn sẽ không mời hắn, Khâu gia và Mai gia trước sau đều nhiệt tình với Hạ Tưởng, nghe nói Khâu gia do Khâu Nhân Lễ ra mặt, còn Mai gia thì ông cụ Mai cũng tự mình tiếp Hạ Tưởng. Nếu tin tức đó còn không đủ để Ngô Tài Dương cảm thấy có gì lo lắng, nhưng sau khi Ngô Tài Dương nghe được một ít tin đồn, rốt cục ngồi không yên. Nhất là ông nghe được Hạ Tưởng lần thứ hai khéo léo từ chối gặp ông cụ, trong lòng coi như hiểu rõ một chút gì đó, Hạ Tưởng không phải thoái thác, cũng không phải làm bộ làm tịch, mà là hắn đã sớm quyết định chủ ý, là muốn đứng ở mặt đối lập với Ngô gia trên sự tình nào đó. Ngô Tài Dương trong lòng vừa giận vừa vội, liền quyết định không học sách lược, ôn thủy nấu ếch của ông cụ, mà muốn một tay giao sắc chặt đay rối. Tuy rằng ông gọi một cuộc điện thoại, Hạ Tưởng đúng hẹn tới giống suy nghĩ của ông, nhưng lúc vừa thấy Hạ Tưởng, trong lòng Ngô Tài Dương lại có một dự cảm không tốt, chỉ sợ Hạ Tưởng sẽ không làm như ông muốn. Hạ Tưởng lúc đầu bị Cao Tấn Chu đón vào, nhưng Lý Ngôn Hoàng lại giơ tay lôi kéo, đem hắn kéo đến bên cạnh, hắn liền tiện thể ngồi ở cạnh Lý Ngôn Hoàng, đối mặt với Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu vẻ mặt không thay đổi, nhưng Hạ Tưởng coi như quen thuộc ông nên nhạy cảm mà thấy một tia bất đắc dĩ trong mắt ông, chắc do trong lòng xúc động. Nhớ tới trên thực tế Cao Tấn Chu và Ngô Tài Giang quan hệ chặt chẽ, nhưng hôm nay lại ngồi cùng một chỗ với Ngô Tài Dương, có phải có nội tình gì hay không? Trên bàn bày đầy đậu phộng, hạt dưa, quả hạch đào và một ít hoa quả, có hương vị của lễ mừng năm mới kiểu cũ. Hạ Tưởng sau khi ngồi xuống, giơ tay bóc đậu phộng cho vào miệng, khen. Không tồi, không tồi, khẳng định là loại ngon nhất, hoàn toàn khác với loại bán ở chợ, có một mùi tự nhiên thơm ngát. Cao Tấn Chu nói theo. Được đấy, khẩu vị của cậu thật không tồi. Một từ, khẩu vị, là có hai ý nghĩa, Hạ Tưởng chỉ biết Cao Tấn Chu là ám chỉ cho hắn. Hôm nay đậu phộng hạt dưa tuy chỉ là đồ ăn vặt, nhưng đều là dễ ăn không dễ tiêu hóa, Ngô Tài Dương gọi hắn đến, tuyệt đối có đại sự. Ngô Tài Dương nhìn vẻ mặt Hạ Tưởng dương dương tự đắc, khẽ nhíu mày, giơ tay lấy bình trà, tự rót một ly, cho lên miệng nhấp một chút, lại cảm thấy không có mùi vị gì cả. Lại bỏ xuống, thình lình hỏi một câu. Hạ Tưởng, cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu lại đây, có chuyện gì không? Không biết. Hạ Tưởng trả lời rất rõ ràng. Tuy nhiên Bộ trưởng Ngô trăm công ngàn việc, tìm tôi đến khẳng định không phải mời uống trà hoặc là nhàn nhã ngồi ăn vặt như vậy, ngài có chuyện gì cứ việc chỉ bảo, tôi lắng nghe. Lời Hạ Tưởng nói nửa trang trọng nửa thoải mái, Ngô Tài Dương nghe xong càng cảm thấy chói tai, bắt đầu thấy Hạ Tưởng càng nhìn càng ngứa mắt. Vốn Tài Giang muốn cùng cậu gặp mặt, ông ấy tạm thời bất ngờ có việc lại ra ngoài rồi, cho nên sẽ do tôi nói với cậu. Thực ra nếu không phải Tài Giang cứ yêu cầu, tôi cảm thấy không cần phải gặp cậu làm gì. Ngô Tài Dương lại bày ra thái độ khoan dung, trên cao nhìn xuống nói. Hạ Tưởng, gần đây cậu cùng Khâu Nhân Lễ gặp mặt, lại gặp Mai Thái Bình, qua lại chặt chẽ với bọn họ, rốt cuộc là có chủ ý gì vậy? Thái độ của Ngô Tài Dương khiến ánh mắt Cao Tấn Chu chớp động vài cái, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Lý Ngôn Hoàng lại là vẻ mặt bình tĩnh, không có biến hóa gì, tuy nhiên ngón tay lại theo bản năng mà gõ vào mặt bàn. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Tôi vẫn cùng Khâu gia, Mai gia quan hệ không tồi, lễ mừng năm mới đi tới thủ đô, phải đi lại nhiều một chút, cũng là chuyện bình thường mà. Hạ Tưởng cũng không sợ hãi ánh mắt gây sự của Ngô Tài Dương, mà bình tĩnh nghênh đón. Dường như không có việc gì mà cùng Ngô Tài Dương nhìn nhau một lát, lặng yên cười. Bộ trưởng Ngô rất quan tâm hành tung của tôi, thật ra tôi cũng đang định đến báo cáo một chút với ngài việc tôi và trưởng ban Khâu, trưởng ban Mai đã nói những gì. Hạ Tưởng chủ động nói ra khiến sắc mặt Ngô Tài Dương hơi dịu đi chút chút. Tôi nghe Ngôn Hoàng và Tấn Chu nói cậu đối nhân xử thế không tồi, cũng có năng lực, tại tỉnh Yến có mạng lưới quan hệ nhất định,
bọn họ đều nói nếu cậu có thể đi vào hệ thống Ngô gia, đối với việc trưởng thành của cậu rất có lợi. Ngô Tài Dương chỉ nói một nửa, nửa câu sau ông lại nuốt trở vào. Bởi vì theo như lời Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu chính là đem Hạ Tưởng lôi kéo lại đây, Ngô gia chẳng khác nào có căn cơ tại tỉnh Yến, Hạ Tưởng chính là cây bút vẽ rồng điểm mắt, có khả năng cho Ngô gia nắm bắt toàn bộ chính trị của tỉnh Yến. Hai người đều không có cường điệu sau khi tiến vào hệ thống Ngô gia, cho Hạ Tưởng bao nhiêu điều tốt. Đương nhiên cũng khẳng định rất có ích lợi, Ngô gia thế lực to lớn, tất cả gia tộc trong nước đều không thể cùng so sánh, mà Hạ Tưởng chỉ là sống yên ở tỉnh Yến mới có nhiều đất dụng võ, nếu ra ngoài tỉnh Yến, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng có khi giảm về số 0. Tầm quan trọng của Hạ Tưởng chỉ thể hiện ở tỉnh Yến mà thôi, nhưng hiện tại vòng kinh tế của thủ đô là ở tỉnh Yến, mới đột nhiên làm Hạ Tưởng trở nên vô cùng trọng yếu. Lý Ngôn Hoàng nhận thức tầm quan trọng của Hạ Tưởng không bằng Cao Tấn Chu, ông tới tỉnh Yến không lâu, gần như không có liên hệ gì với Hạ Tưởng. Ngẫu nhiên mà tiếp xúc hai lần, tuy nhiên chỉ là hời hợt, vừa không có gì để nói, lại không có liên kết để làm đại sự. Cao Tấn Chu thì lại khác, ông biết rõ mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, bình thường còn tốt, trông có vẻ rất bình thường, một khi gặp được tình huống khẩn cấp mà phải vận chuyển. Các ủy viên thường vụ bình thường hay làm theo ý mình đều vì Hạ Tưởng mà liên kết thành đồng minh tạm thời. Quan trọng nhất là, ở tỉnh Yến, người duy nhất có thể có quan hệ cá nhân với Phạm Duệ Hằng, và để Diệp Thạch Sinh xem trọng một chút, chỉ có một mình Hạ Tưởng mà thôi. Lại càng không cần phải nói giao tình giữa Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong. Cùng với Mai Thái Bình làm cho người ta nghĩ không ra quan hệ tốt thế nào. Mạng lưới quan hệ thâm hậu của Hạ Tưởng tại thành phố Yến và tỉnh Yến. Không đến thời khắc mấu chốt sẽ không hiện ra, người không tự mình trải qua, sẽ không thể cảm nhận được sức mạnh của một cán bộ cấp phó giám đốc sở phóng ra làm cho người ta khiếp sợ. Lý Ngôn Hoàng không biết rõ lắm, Cao Tấn Chu thì rất rõ. Nhưng ông lại không có khả năng nói cho Lý Ngôn Hoàng và Ngô Tài Dương hiểu được, người trong quan trường tới vị trí nhất định, rất dễ dàng phán đoán sai lầm, bởi vì tự cho là ở địa vị cao, nắm quyền, còn có một loại khí khái nắm hết thiên hạ, nếu không thấy tận mắt. Ai cũng không tin Hạ Tưởng chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở, tại thành phố Yến thậm chí tỉnh Yến, lại có được lực ảnh hưởng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật theo ý của Cao Tấn Chu, vẫn là do Ngô Tài Giang ra mặt nói chuyện với Hạ Tưởng sẽ tốt hơn, Ngô Tài Dương rất ngạo mạn, tính tình lại cố chấp, lại có thành kiến thâm căn cố đế với Hạ Tưởng, rất khó nói chuyện, mà còn có khả năng cãi nhau. Nhưng Ngô Tài Dương lại bày ra trận thế mời Hạ Tưởng lại đây, chính là bức Hạ Tưởng đi vào khuôn khổ. Cao Tấn Chu ngay trước mặt Ngô Tài Dương khó mà nói gì, trong lòng lại cười khổ, Hạ Tưởng năm đó bị Cao Thành Tùng đè không được, Ngô Tài Dương muốn áp đảo hắn, chỉ sợ rất khó, hơn nữa Hạ Tưởng hiện tại và trước kia không thể so sánh nổi, hiện tại quan hệ giữa hắn và hai nhà Khâu gia, Mai gia vô cùng tốt, Ngô Tài Dương tạo áp lực cho Hạ Tưởng, chẳng những thu không được hiệu quả, khả năng còn bị gậy ông đập lưng ông. Hạ Tưởng đã không còn là Hạ Tưởng năm xưa. Tuy nhiên đối với việc Hạ Tưởng tiếp xúc với Khâu gia, Mai gia, mà cuối cùng còn không chủ động gặp mặt Ngô gia, trong lòng Cao Tấn Chu cũng là hơi có bất mãn. Cao Tấn Chu là người Ngô gia, ông phải thay Ngô gia suy xét ích lợi, nhất là khi nghe nói Hạ Tưởng đang ở bày ra một đại sự, trong lòng càng tức giận, Hạ Tưởng rõ ràng muốn đứng ở mặt đối lập với Ngô gia. Để Khâu gia có vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, còn từ giữa Chu Toàn, để Mai gia trợ giúp Khâu gia một tay. Hạ Tưởng làm vậy hoàn toàn không phù hợp ích lợi Ngô gia, bởi vì Ngô gia cũng có ý định trong vấn đề ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Ngô gia ở tỉnh ủy còn chưa có người có phân lượng, nếu thừa dịp này lấy được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chẳng khác nào hoàn thành bố cục tại tỉnh Yến, đều có người phát ngôn ở tỉnh ủy, ủy ban kỷ luật tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố, đại kế thành công. Nhưng Hạ Tưởng lại xúi dục Khâu gia lấy vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Khiến Cao Tấn Chu không hiểu gì cả, đồng thời cũng có chút ý kiến với Hạ Tưởng. Bởi vậy, hôm nay ông cũng muốn Hạ Tưởng phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng, dù trong lòng thấy thái độ Ngô Tài Dương trên cao nhìn xuống không đúng, nhưng cũng muốn nghe xem Hạ Tưởng rốt cuộc có một lý do hợp lý hay không. Hạ Tưởng nghe xong Ngô Tài Dương nói, cũng không có giống như Ngô Tài Dương nghĩ là sẽ vui sướng, mà vẻ mặt bình tĩnh nói. Cảm ơn Bí Thư Lý và Phó Chủ tịch Cao khích lệ. Thực ra tôi mới là một bí thư quận ủy cấp phó giám đốc sở, cấp bậc không cao, quyền lực không lớn, Bí Thư Lý và Phó Chủ tịch Cao quá khen, tôi biết sức mình thế nào, vẫn là thích hợp ở quận Hạ Mã đảm nhiệm bí thư cho thật tốt,
làm ra cống hiến cho quận Hạ Mã. Ngô Tài Dương ngây ngẩn cả người. Lời Hạ Tưởng nói tuy khéo léo, nhưng có thể hiểu là trực tiếp cự tuyệt đề nghị của ông, là không hề động tâm việc tiến vào trung tâm hệ thống Ngô gia. Ngô Tài Dương sau đó lập tức phẫn nộ. Không giận không được, chủ động mời Hạ Tưởng đến, là đã tự hạ thân phận lắm rồi, đưa ra thái độ, còn đưa ra hai vị quan lớn cấp phó tỉnh ở tỉnh Yến, lại có ông Đường Đường ủy viên Bộ Chính trị, còn có đệ nhất gia tộc Ngô gia mở cửa mời chào Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng mở mồm liền từ chối. Làm cho người ta quá chấn động rồi. Còn nghĩ đến chuyện Hạ Tưởng là người đàn ông của Liên Nhược Hạp, thù cũ hận mới cùng nhau nảy lên trong lòng, Ngô Tài Dương liền thay đổi sắc mặt. Nói như vậy, là cậu cự tuyệt ý tốt của tôi. Ngô Tài Dương thanh âm uy nghiêm mà lạnh như băng, ánh mắt nhìn thẳng hai mắt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thực sự đối mặt áp lực uy nghiêm từ Ngô Tài Dương, vẫn là cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có. Dù sao Ngô Tài Dương là tự mình phấn đấu mà lên, không được ông cụ Ngô gia giơ tay giúp đỡ gì mà cứng rắn tiến đến địa vị bí thư tỉnh ủy, là một nhân vật lợi hại vừa có thủ đoạn có dũng khí lại vừa có sự tàn nhẫn. Hạ Tưởng đè ép sự khó chịu trong lòng, âm thầm hít sâu một chút, mới nói. Kỳ thật tôi nghĩ nếu bộ trưởng Ngô đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, cẩn thận tính toán một chút thế cục trước mắt, sẽ biết hành động của tôi là lựa chọn chính xác nhất vào lúc này. Ngô Tài Dương không nói, Lý Ngôn Hoàng cũng là không vui nói. Hạ Tưởng, lời này là nghĩ một đằng nói một nẻo, cậu giúp Khâu gia đi vận động vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, có suy xét đến cảm giác của Ngô gia không? Khâu gia ở tỉnh Yến thế lớn, tương đương Ngô gia ích lợi đã bị tổn hại. Cậu có nghĩ tới, nếu Ngô gia bắt vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, đối với Ngô gia, đối với cậu, đều là một cục diện rất có lợi. Ít nhất trước đó cậu cũng có thể báo cho tôi biết, chứ không phải tự chủ trương như thế, có đúng không? Trong không khí căng thẳng này, tiếng nói của Cao Tấn Chu là nhẹ nhàng rất nhiều. Hoặc là báo trước với chủ tịch tỉnh Ngô cũng được, nhưng cậu lại mạo muội đem tin tức trực tiếp nói cho Khâu gia, còn tạo nên trận tuyến Mai gia đứng cùng Khâu gia, cậu làm như vậy, có nghĩ tới sẽ có hậu quả gì không? Khâu gia và Mai gia liên kết, đầu tiên sẽ đối phó với Ngô gia. Đứng trên lập trường Ngô gia, lời nói của Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu tự nhiên không có gì dị nghị, hai người hướng về Ngô Tài Dương nói chuyện, là hợp lý. Hạ Tưởng nghe xong, chỉ có yên lặng mà gật gật đầu, nhìn Ngô Tài Dương một cái. Bộ trưởng Ngô, có muốn nghe cách nhìn của tôi không? Ngô Tài Dương tuy rằng rất bất mãn với Hạ Tưởng, nhưng xuất phát từ suy tính nào đó, vẫn gật đầu nói. Cậu còn có cái gì để nói? Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt ba người đang ngồi. Ngô Tài Dương vẻ mặt lạnh lùng, Lý Ngôn Hoàng là thản nhiên, Cao Tấn Chu là bất đắc dĩ thêm tiếc nuối, trong lòng hắn cũng là bình tĩnh. Từ lúc bắt đầu cùng Khâu gia tiếp xúc, hắn cũng đã hạ quyết tâm phải đi một con đường kiểu gì, vốn đang có chút ý nghĩ mơ hồ, sau khi nhìn thấy Ngô Tài Dương ngược lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Chương 663, ra về không vui. Ảnh hưởng đến chính sách cũng được, biến đổi cục diện chính trị cũng được, chỉ cần là ở chế độ hợp lý. Chỉ cần không mất nguyên tắc công bằng, sẽ không cho dân chúng nhiều phản cảm lắm. Nhưng chế độ chính trị trong nước lại quyết định rất nhiều quy tắc vừa bất hợp lý, lại không rõ ràng, không đảm bảo được sự công chính là mọi người tham dự trò chơi dưới chế độ rõ ràng mà hợp lý. Dân chúng chẳng những không có quyền tham dự, thậm chí quyền hiểu rõ cũng không có, bởi vậy trong tình huống như vậy, thế lực gia tộc càng lớn mạnh, càng thâm hậu, thương tổn đến chế độ chính trị lại càng lớn. Đồng dạng, đối với hình tượng của nhà nước lại càng bất lợi. Nhà nước là cơ cấu quản lý, đồng thời lại là cơ cấu phục vụ, là đại biểu công bằng, một nhà nước chỉ quản lý mà không phục vụ, và không chấp hành công bằng, thì nhà nước đó mắc bệnh vô phương cứu chữa rồi. Nhà nước cũng giống con người, không có ai trường sinh bất lão, cũng không có nhà nước nào mãi mãi không diệt vong. Khi một người mới mắc bệnh bên ngoài, có lẽ còn có khả năng trị liệu, nhưng khi bệnh nhập phế phủ, chỉ có một đường chết. Thầy thuốc có một câu là, thuốc không thể trị hết bệnh. Tương tự, nhà nước cũng là như thế. Qua nhiều thế hệ khai quốc hoàng đế đều muốn thiên thu muôn đời, nhất thống giang sơn, đáng tiếc minh chứng thực tế của lịch sử vô tình, chỉ có thể là mộng tưởng. Trung Quốc từ thời Nam Bắc Triều bắt đầu xuất hiện chế độ quý tộc, chế độ gia tộc đời đời làm quan kéo dài đến mấy trăm năm sau, tới Đường Triều liền tiêu vong. Mà Đường Triều, là một triều đại cường thịnh nhất trong lịch sử Trung Quốc, vì sao?
Chính là bởi vì chế độ quý tộc trên căn bản làm trở ngại con đường làm quan của học trò xuất thân nghèo khó, cái gọi là người ở địa vị cao đều là con ông cháu cha, người ở địa vị thấp đều là kẻ nghèo hèn. Chỉ cần xuất thân từ nhà quý tộc, chính là xuất thân cao quý, có thể kế thừa chức quan. Mà xuất thân từ học trò địa vị thấp, dù có cố gắng ra sao, cũng không hơn được cái xuất thân. Chế độ bất công, sẽ làm cho toàn bộ xã hội không có quyết tâm vươn lên. Bởi vậy chế độ khoa cử của Đường triều vô cùng hưng thịnh, mới đưa Đại Đường đẩy lên đỉnh cao. Đồng dạng, ở thời Đại Mãn Thanh, một người Mãn tộc, mặc kệ có biết chữ hay không, mặc kệ đọc sách hay không đọc sách, tới khi trưởng thành đều có thể lĩnh tiền đủ để nuôi sống gia đình, tương đương là ngồi mắt ăn bát vàng, tương đương là lúc ấy cứ 100 người Hán phải phụng dưỡng một gã người Mãn. Mà một người Hán, sau 10 năm gian khổ học tập thi lên tiến sĩ, cho dù có làm một huyện lệnh, bỗng lộc đạt được cũng giống một người Mãn không học vấn không nghề nghiệp. Chế độ bất công làm cho triều Mãn Thanh không có tài hoa văn nhân xuất thế. Bản thân Hạ Tưởng xuất thân từ tầng lớp bình dân, biết rõ gian nan của dân chúng tầng thấp nhất. Hắn cũng đọc qua không ít lịch sử, biết trên thế giới không có chế độ thập toàn thập mỹ, cũng không có tầng lớp tội ác tày trời, hiện tại gia tộc thế lực lớn mạnh, thì cũng không khác so với tầng lớp quý tộc ở cổ đại, nếu gia tộc thế lực càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì sẽ dẫm vào vết xe đổ năm đó tầng lớp quý tộc đã gây trở ngại xã hội tiến bộ. Thực ra tấm gương nhà Ân không xa, hậu thế của vài năm sau, con nhà giàu mới nổi và con nhà quan cũng nhanh chóng trở thành nghĩa xấu, ở dân gian lưu truyền, khiến cho vô số người căm phẫn, gần như tất cả dân chúng đều không có ấn tượng tốt với con nhà giàu mới nổi và con nhà quan. Quan dân đối lập, giàu nghèo đối lập, nảy sinh hàng loạt danh từ mới từ trước kia như so học thức so năng lực phát triển tới so bối cảnh so quan hệ đã biểu đạt phẫn nộ và bất đắc dĩ của dân chúng, bởi vậy dần dần phát triển thành tầng lớp đối lập. Tầng lớp đối lập còn tốt, nếu dần dần dẫn đường họ, có lẽ còn có thể hóa giải. Nếu phát triển trở thành giai cấp đối lập, sẽ thành mâu thuẫn không thể hòa giải, sẽ thành tai họa ngầm cho xã hội. Nói trắng ra là, bốn đại gia tộc kỳ thật chính là hình thức ban đầu của tai họa ngầm cho xã hội. Chính là bắt đầu chủ nghĩa tư bản quyền quý. Chủ nghĩa tư bản quyền quý là chỉ quyền lực và tư bản hợp mưu, chiếm đoạt và lũng đoạn tài sản xã hội, cắt đứt không phải quyền quý, nhất là chỉ nhiều công ty nhỏ và vừa, ở trong nước đặc biệt chỉ dân chúng bình thường thông qua cần cù và trí tuệ, công bằng đạt được giàu có. Hiện tại quy mô thế lực gia tộc mới thành lập quy mô, qua thời gian, tất nhiên sẽ càng ngày càng phát triển lớn mạnh, dù sao trong tay bọn họ có được quá nhiều thứ có thể điều phối tài nguyên xã hội. Cứ thế, thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, dân chúng bình thường sẽ không cảm giác được công bằng, mất đi sự tin tưởng vào nhà nước. Bởi vậy bất cứ chính trị gia nào có một tầm nhìn xa, chỉ cần còn có một sự chính trực ngay thẳng, sẽ muốn xã hội ổn định và hòa bình lâu dài, muốn nhà nước ổn định khỏe mạnh mà phát triển, tất nhiên sẽ áp chế thế lực gia tộc không để lớn mạnh thêm. Như hoàn cảnh trong nước mà nói, sức mạnh của thế lực gia tộc hơn một nửa tập trung ở ngành nghề lũng đoạn. Ngành nghề lũng đoạn vốn chính là ngành sản xuất để cho dân chúng oán than nhất, nhưng lại là ngành sản xuất có lãi cách xù dễ dàng sinh ra hủ bại. Thế lực gia tộc nếu theo quy luật thị trường mà ý tốt tham gia thị trường cạnh tranh còn đỡ một chút, nhưng hơn phân nửa thế lực gia tộc đều lựa chọn ngành sản xuất kiếm tiền nhanh nhất cũng dễ dàng nhất lũng đoạn. Hạ Tưởng biết rằng, hắn không có sức để thay đổi từ căn bản, nhưng nếu hắn đã tái sinh, lại có ưu thế mạng lưới quan hệ, lại có một chút dự kiến trước. Hắn liền biết hắn phải làm cái gì, nên cố gắng theo phương hướng nào. Tiêu diệt thế lực gia tộc là chuyện nghìn lẻ một đêm, nếu hắn có thể vận dụng chính trị trí tuệ, có thể ở giữa chu toàn thế lực của gia tộc, có thể ước đoán giống thủ tướng đang làm. Cuối cùng đạt tới một cân bằng giữa thế lực gia tộc và tầng lớp bình dân, chính là một việc công đức vô lượng. Đương nhiên, nếu hắn có thể thành công mà trở thành người làm cầu nối thế lực của gia tộc, hắn có thể không bị thất bại ở bên trong đấu tranh chính trị sau này. Hạ Tưởng nếu lựa chọn một con đường không giống bình thường, là đường bằng phẳng cũng tốt, là xiếc đi dây cũng tốt, dù sao hắn phải làm việc nghĩa không được chùn bước mà đi, phía trước có cái gì khó khăn hiểm trở tạm thời mặc kệ, lúc này còn có trạm kiểm soát thứ nhất phải vượt qua, chính là Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng đón ánh mắt nghi ngờ và có chút khinh thường của Ngô Tài Dương, hắn chậm rãi bình tĩnh, thong thả nói. Tôi tuy chỉ là một người xuất thân bình dân, không có gì để dựa, có thể đi tới hôm nay. Dựa vào đối xử chân thành với mọi người, làm việc thì suy xét thay người khác, không theo đuổi ích lợi phiến diện. Từ sau khi tiếp xúc với thế lực gia tộc, tôi cũng từng nghĩ tới nếu dựa vào thế lực gia tộc,
chắc chắn có thể vì bản thân kiếm được nhiều ích lợi, thăng quan phát tài không là vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là, mỗi người đối nhân xử thế đều có một điểm mấu chốt, tôi cũng có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình. Hạ Tường nói một câu rất có khí phách. Ngô Tài Dương khinh miệt mà mỉm cười. Nguyên tắc, đứng trước ích lợi, vấn đề nguyên tắc không chịu nổi một kích. Bộ trưởng Ngô nói đúng, nguyên tắc dù lớn, cũng không hơn được ích lợi. Hạ Tường bất ngờ mà lập tức hạ thấp thái độ, ha hả cười. Tôi đã từng phân tích qua nếu Ngô ra bắt vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy sẽ có cục diện gì, kết quả nghĩ tới nghĩ lui lại phát hiện không thể thực hiện được, bởi vì Ngô ra lấy không được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Một lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Tài Dương, Lý Ngôn Hoằng và Cao Tấn Chu đều không hẹn mà cùng giật mình kinh hãi. Ngô Tài Dương hừ một tiếng. Ăn nói lung tung. Lý Ngôn Hoằng cũng là bất bình nói. Hạ Tường, lời của cậu quá duy tâm rồi. Cao Tấn Chu cũng tức giận. Hạ Tường, Bộ trưởng Ngô có ý tốt muốn cùng cậu nói chuyện, cậu phải cư xử thận trọng. Nói thật, ba người cùng nhau tức giận, quả thật mang đến cho Hạ Tường áp lực uy nghiêm không hiểu nổi. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm xúc khôn kể, dường như không muốn biện bạch gì, chỉ muốn cướp đường mà chạy. Nhưng hắn lại biết, hôm nay là một cửa ải trọng yếu, qua hay không qua, đều phải dũng cảm đối mặt, không thể lùi bước. Một khi lùi bước, có khả năng không còn dũng khí mặt đối mặt mà so chiêu với Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương dù sao cũng là đường đường ủy viên Bộ Chính trị, là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đồng thời, ông lại là ba của Liên Nhược Hạm. Mỗi người đều có nguyên tắc và điểm mấu chốt, đồng dạng, một nhà nước cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Hạ Tường biết, có lẽ lời hắn nói ra cũng không chắc có thể thuyết phục Ngô Tài Dương, nhưng hắn cũng phải nói ra lý do, giải thích cho Ngô Tài Dương. Hai thân phận của Ngô Tài Dương là trưởng ban tuyên giáo Trung ương và là ba của Liên Nhược Hạm, hắn phải tôn trọng. Ngô gia tại tỉnh Yến thế lực đã đủ lớn, còn muốn bắt trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không đề cập tới Khâu gia. Mai gia và Phó gia sẽ phản đối, lãnh đạo Trung ương cũng sẽ có người không đồng ý. Tỉnh Yến là tỉnh của nhà nước, không phải của Ngô gia. Phàm là người ngồi vào địa vị cao đều có một tính chung, chính là tự cho mình quá cao, cho rằng mọi việc đều ở trong lòng bàn tay, cảm giác nắm quyền chính là tự cao tự đại, nhất là Ngô Tài Dương là một đường chém giết từ địa phương đi đến thủ đô, tự nhận quản lý miệng tuyên truyền của thiên hạ, lại có thế lực gia tộc hùng hậu, mọi chuyện đều có thể bày mưu nghĩ kế. Nghĩ đến liền làm được. Nhất là Ngô gia gần đây tại tỉnh Yến bố cục thuận buồm xuôi gió, tâm trạng muốn bắt vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy của ông vô cùng bức thiết, nên sẽ không đem lời Hạ Tường nói để ở trong lòng. Hạ Tường tuy là bí thư quận ủy quận Hạ Mã thành phố Yến, có tư cách gì mà khoa tay múa chân quốc gia đại sự? Lại dựa vào cái gì cho rằng Trung ương sẽ có người phản đối Ngô gia bắt trưởng ban thư ký tỉnh ủy? Một cán bộ cấp phó giám đốc sở, ngay cả khí phách đứng đầu một tỉnh hiệu lệnh toàn tỉnh còn không có, lại dám đoán lung tung tâm tư của lãnh đạo Trung ương, thật sự là cực kỳ buồn cười. Suy đoán của cậu không hợp lý, cũng không thành lập. Ngô Tài Dương trực tiếp phủ quyết lời giải thích của Hạ Tường. Cậu và Khâu gia âm thầm đạt thành giao dịch gì tôi mặc kệ, nhưng có một chút mời cậu nhớ kỹ, Ngô gia nhất định sẽ bắt vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nếu ở trong quá trình vận tác không cẩn thận làm ảnh hưởng tiền đồ của cậu. Cũng đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Trong lòng Ngô Tài Dương nghĩ, nếu không phải nể mặt Liên Nhược Hạm, ông mới chẳng thèm lôi thôi với Hạ Tường, mà sẽ trực tiếp đuổi đi cho xong chuyện. Một bí thư quận ủy, là không đáng để vào mắt. Tuy rằng cũng nghe Lý Ngôn Hoằng và Cao Tấn Chu nói, cảm thấy Hạ Tường là một điểm tựa không tồi, nhưng Ngô gia mưu cục từ trước đến nay thích từ trên xuống dưới, thích lớn mà rộng rãi, không có Hạ Tường làm điểm tựa cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ngô Tài Dương sở dĩ đồng ý cho Hạ Tường một cơ hội, là cảm thấy Hạ Tường làm người đàn ông duy nhất của Liên Nhược Hạm, nếu đi hướng đối lập với Ngô gia, đến lúc có việc, Liên Nhược Hạm giận dữ trở mặt, cũng là một chuyện phiền toái. Lại nhìn thấy Liên Hạ, cũng làm ông cảm động, nhưng Liên Nhược Hạm đối với ông lạnh lùng, Liên Hạ đối với ông cũng là hờ hững, khiến ông cũng hiểu được nên cải thiện một chút quan hệ với Liên Nhược Hạm. Xuất phát từ hai phương diện một công một tư suy xét. Lại có Ngô Tài Giang và Cao Tấn Chu đều đánh giá rất cao Hạ Tường, khiến cho Ngô Tài Dương cũng luyến tiếc người tài. Không nghĩ tới, ông đã tự hạ mình mời Hạ Tường đến, Hạ Tường chẳng những không nể tình, còn dõng dạc mà lên lớp chính trị cho ông, Ngô Tài Dương rốt cục nổi giận. Từ trong cảm nhận Ngô Tài Dương trực tiếp quy Hạ Tường tới mặt đối lập,
thấy Hạ Tưởng không thức thời vụ và bàn chuyện viển vông là vô cùng phản cảm, lập tức đứng lên, trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Đường là chính cậu đi, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mời cậu chuyển cáo Khâu Nhân Lễ và Mai Thái Bình, lưu lại một đường, sau dễ nhìn nhau. Đúng là giọng điệu hống hách, Hạ Tưởng thở dài trong lòng, Ngô Tài Dương có chỗ hơn người, cũng có bản lĩnh ngạo mạn, nhưng Ngô Tài Dương là quá kiêu ngạo, hắn vẫn kiên trì cách nhìn của mình, hơn nữa cho rằng lần này Ngô Tài Dương thật sự nhìn lầm tình thế rồi. Cũng nên để Ngô Tài Dương vấp phải trắc trở, nếu không ông còn nghĩ rằng thế lực gia tộc có thể hoàn toàn biến đổi được cục diện chính trị. Chớ quên, thế lực gia tộc chỉ đại biểu ích lợi một số ít người, có thể cho phép tồn tại, nhưng tuyệt đối không cho phép muốn làm gì thì làm. Tôi tặng cậu một câu, Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương gằn từng tiếng nói. Làm tốt vị trí của mình, mới có khả năng đi được xa hơn. Hạ Tưởng thấy Ngô Tài Dương đuổi khách, tự nhiên sẽ không muốn ở lại, cũng đứng dậy, gật đầu nói. Bộ trưởng Ngô dạy bảo, tôi sẽ ghi tạc trong lòng. Nhưng tôi tự dặn mình là quân tử chi đạo, ích như đi xa tất tự nhĩ, ích như đăng cao tất tự ti, đạo quân tử, chính là đi đường dài mới thấy mình ngắn ngủi, leo núi cao mới thấy mình nhỏ bé. Thơ Đỗ Phủ Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, leo lên đỉnh núi Thái Sơn nhìn xuống thì tất cả những ngọn núi phía dưới đều trở thành ngọn núi nhỏ, dường như rất có khí khái. Kỳ thật không phải là độ cao nhân cách đạt tới mức nhìn thấy tất cả những ngọn núi đều nhỏ bé, mà là độ cao địa lý đã đạt tới như vậy. Nhưng đăng cao tất tự ti đạo trung dung, mới là kế lâu dài, thân ở địa vị cao, thời gian tự gian mình không đủ, biết một người thân ở địa vị cao đều không phải là tự thân mà có, mà là dân chúng ủng hộ. Đã không có dân chúng kính yêu, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh vô hạn khi ở trên đỉnh cao. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số người sau khi lên cao, liền cảm thấy có được thiên hạ trong tay. Kỳ thật đứng càng cao nhìn càng xa là không giả, nhưng phải biết rằng, chỗ cao thường lạnh, hơn nữa người ở chỗ cao, nơi chốn vách núi, một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt. Ngô Tài Dương nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Hạ Tưởng, trên mặt tức giận chợt lóe qua, vung tay lên. Xin cứ tự nhiên. Hạ Tưởng bị Ngô Tài Dương trực tiếp đuổi đi, không ngờ còn có thể cười được, ha hả cười. Cảm ơn hạt dưa và đậu phộng của Bộ trưởng Ngô, quả thật ăn rất ngon. Lại nhìn về phía Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu gật gật đầu. Vừa rồi đã quên nói, Bí Thư Lý, Phó Chủ tịch tỉnh Cao, chúc mừng năm mới. Cao Tấn Chu đưa Hạ Tưởng đi vào trong sân, vẻ mặt oán giận. Tiểu Hạ, cơ hội tốt như vậy cậu không nắm lấy, Khâu gia có thể hứa cho cậu ưu đãi gì. Chớ quên quan hệ giữa cậu và Nhược Hạm. Hạ Tưởng cảm thán nói. Chi ngã giả vị ngã tâm yêu, bất chi giả vị ngã hà cầu. Người hiểu lòng ta cho rằng trong lòng ta có buồn phiền, người không hiểu lòng ta cho rằng ta có đòi hỏi gì. Phó Chủ tịch tỉnh Cao, tôi cũng vì tốt cho Ngô gia mới để Khâu gia đi tranh ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nếu Ngô gia đi tranh, sẽ khiến cho khắp nơi phản cảm. Hiện tại không phải thời đại một nhà độc quyền, ý của Bộ trưởng Ngô tất nhiên không tồi, nhưng cũng không thực tế. Cao Tấn Chu thấy Hạ Tưởng còn kiên trì ý riêng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, tôi cũng không muốn thuyết phục cậu. Cậu nhất định phải hiểu một điểm, lần này Bộ trưởng Ngô là làm thật, nếu cậu cản đường ông ấy, chẳng may chọc giận ông. Đừng làm một số việc không đáng mà hủy tiền đồ chính mình. Cảm ơn Phó Chủ tịch Cao nhắc nhở, lòng tôi ghi nhớ. Cáo biệt Cao Tấn Chu, Hạ Tưởng đi ra cửa chính, quay đầu nhìn lại ba chữ to theo phong cách cổ xưa, Tàng Chuyết Trang, trong lòng bất giác buồn cười. Hiện tại là lúc đường làm quan rộng mở của Ngô Tài Dương, lời nói cử chỉ bộc lộ tài năng, làm sao giấu được cái gì? Đứng trước ích lợi, ai có thể thật sự làm ẩn giấu được, đó mới là cao nhân chân chính. Ẩn giấu, nói dễ hơn làm. Đáng tiếc chính là, hiểu rõ thế sự đều từ học vấn, đứng trước ích lợi trọng đại đều dễ dàng mất đi cân bằng, đứng trước quyền lực, lòng người đều dễ dàng sai lệch. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, còn có thể trở về kịp ăn cơm chiều. Liền lái xe về nhà. Đi đến nửa đường, điện thoại lại vang, là một dãy số xa lạ. Hạ Tưởng tâm tình không tốt lắm, nhìn dãy số không có một chút ấn tượng, liền đưa điện thoại di động ném tới ghế phụ, không thèm bắt máy. Không ngờ di động vẫn kêu không ngừng, là kiểu gọi bằng được thì thôi, hắn đành phải tiếp nghe, tức giận mà nói một câu. Ai mà gọi liên tục thế? Đang lái xe, không có tiện để nghe. Cơn tức không nhỏ, bực mình ai vậy? Trong điện thoại truyền đến tiếng của Tiền Cẩm Tùng. Điện thoại của tôi cũng không có tiện nghe sao?
Hạ Tưởng lại vui vẻ, tất cả mọi chuyện nói đi nói lại đều là bởi vì vấn đề ghế trống sau khi Tiền Cẩm Tùng rời chức, hiện tại lại tốt, đương sự đã xuất hiện, hắn còn không muốn nhận điện thoại, thật là có chút tức đến choáng rồi. Không có, không có, vừa rồi ở trên đường bị một chiếc xe đụng một chút, khiến cho tôi nổi nóng. Hạ Tưởng tùy tiện biên một lý do. Chúc mừng năm mới trưởng ban thư ký, có tinh thần chỉ thị gì cho tôi vậy? Năm mới, đừng dở giọng. Thái độ Tiền Cẩm Tùng cũng không tệ lắm, đương nhiên, ông luôn có thái độ không tồi với Hạ Tưởng. Nghe nói cậu ở thủ đô, vừa lúc buổi chiều không có việc gì, đến chỗ tôi có lời muốn nói với cậu. Hạ Tưởng sớm đã có ý nhân cơ hội ngồi xuống cùng Tiền Cẩm Tùng, vào lúc mừng năm mới, dễ liên lạc cảm tình, cũng dễ nói những chuyện không tiện nói so với bình thường, dù sao là năm mới, tất cả mọi người đều vội, có thể mượn cơ hội đến cùng nhau, khẳng định đều là bằng hữu quan hệ không tồi. Người bình thường, vào lúc mừng năm mới còn lâu mới quan tâm. Được, ông nói địa điểm ở đâu, tôi sẽ đến. Hạ Tưởng sảng khoái mà đồng ý luôn. Đi tới chỗ mà Tiền Cẩm Tùng bảo, trời đã tối. Hạ Tưởng gọi điện thoại nói cho Liên Nhược Hạm là không trở về ăn cơm, bởi vì chỗ Tiền Cẩm Tùng hẹn hắn là một khách sạn. Tên khách sạn rất kỳ quái, tên là Khoa Khẩu Nói Ngoa, vừa nghe đến làm cho người ta không biết là cảm giác gì. Tuy nhiên Hạ Tưởng đoán chỉ sợ là khách sạn có đồ ăn vô cùng ngon, sau khi mỗi người ăn xong đều khen không dứt miệng, cho nên mới kêu Nói Ngoa. Tới phòng, Tiền Cẩm Tùng chờ đã lâu. Hạ Tưởng khách khí vài câu, dù sao Tiền Cẩm Tùng là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, để trưởng ban thư ký chờ, hắn cũng phải tỏ vẻ đủ khiêm tốn. Tiền Cẩm Tùng lại không khách sáo gì với Hạ Tưởng, sau khi ngồi vào chỗ của mình, nói thẳng tới việc chính luôn. Năm sau tôi sẽ được điều đi. Hạ Tưởng không có biểu hiện ra kinh ngạc mà Tiền Cẩm Tùng mong chờ, khiến cho Tiền Cẩm Tùng hơi hơi buồn bực, chẳng lẽ Hạ Tưởng đã biết tin tức mình phải đi. Hạ Tưởng lại nói. Tôi đã đoán được, nhưng không biết trưởng ban thư ký sẽ đi nơi nào thăng chức. Tiền Cẩm Tùng ha hả cười. Tỉnh Lĩnh Nam. Chúc mừng ông. Hạ Tưởng lập tức đoán được ý Tiền Cẩm Tùng, cũng không nói ra, chỉ tiếp tục đặt câu hỏi. Làm phó bí thư hay là thường vụ phó? Chương 664, làm việc bình tĩnh sẽ có kết quả tốt. Thường vụ phó. Tiền Cẩm Tùng vẻ mặt vui cười. Hiển nhiên rất hài lòng với chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam. Vừa lòng là đương nhiên, tỉnh Lĩnh Nam là tỉnh có kinh tế lớn, bí thư Hải Đức Trường là ủy viên Bộ Chính trị, thân là phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam, về sau nếu có khả năng lên làm chủ tịch tỉnh, rồi từ chủ tịch tỉnh đến bí thư, chính là phát triển vượt bậc. Nói không chừng tỉnh Lĩnh Nam chính là nơi để Tiền Cẩm Tùng bay lên, vì bắt chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, ông đã mất không ít tâm huyết tốn không ít sức lực. Hiện giờ mộng đẹp thành sự thật, đương nhiên vô cùng cao hứng. Hạ Tưởng nghĩ thầm, Tiền Cẩm Tùng tiến lên vị trí tốt, xem như đặt một nền tảng tốt đẹp, chỉ quan tâm triển vọng không cần để ý sau khi y đi ghế trống do ai tiếp nhận. Tiền Cẩm Tùng sở dĩ vội vàng mà tìm hắn đến, kỳ thật vẫn là coi trọng quan hệ tốt của hắn với Khâu Gia. Mà Hải Đức Trường lại là nhân vật trung tâm của Khâu Gia. Hiển nhiên, Tiền Cẩm Tùng là muốn nhờ hắn ra mặt giật dây. Giới thiệu với Khâu Tự Phong hoặc là Khâu Nhân Lễ một chút, do đó sẽ kéo gần quan hệ với Hải Đức Trường. Làm ủy viên Bộ Chính trị Hải Đức Trường, ở tỉnh Lĩnh Nam tuyệt đối là một bí thư mạnh mẽ và cứng rắn. Tiền Cẩm Tùng muốn đi tới con đường lãnh đạo cấp cao, có thể từ tỉnh Yến điều đến tỉnh Lĩnh Nam làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, nhưng sau khi tới tỉnh Lĩnh Nam rồi, khai triển công tác ra sao, làm thế nào để đứng vững, làm sao để có quan hệ tốt với nhân vật số 1, số 2. Đó mới là vấn đề Tiền Cẩm Tùng quan tâm nhất. Chủ tịch tỉnh thì còn dễ, cho dù có bất hòa, trên mặt không gây trở ngại là được. Nhưng nếu bất hòa với bí thư, hơn nữa bí thư lại là ủy viên Bộ Chính trị, thì sẽ hỏng đại sự, chẳng những ở tỉnh Lĩnh Nam không khai triển công tác, làm không tốt còn có khả năng bị vùi lấp ở tỉnh Lĩnh Nam, cuộc đời chính trị coi như đã hết. Hơn nữa Tiền Cẩm Tùng cũng từ xung quanh biết tính cách Hải Đức Trường là mạnh mẽ, cứng rắn, nói một không hai. Dám làm dám chịu, nên ông còn có chút thiếu tự tin, càng nghĩ càng cảm thấy thông qua Hạ Tưởng giới thiệu với Khâu Tự Phong hoặc Khâu Nhân Lễ để làm quen một chút cho thỏa đáng, trước cứ tạo quan hệ tốt thì sau mới đảm bảo. Nếu có khả năng, thừa cơ ở thủ đô gặp Hải Đức Trường một chút, thì không còn gì tốt hơn. Năm mới nên Hải Đức Trường cũng ở thủ đô. Sau khi quyết định, Tiền Cẩm Tùng vội vàng liên hệ với Hạ Tưởng.
Tiền Cẩm Tùng thấy mới nói một chút mà Hạ Tưởng đã thấu hiểu, không đợi ông nói ra tìm hắn có việc gì, cũng đã đoán được ông phải điều đi, nghĩ thầm rằng quả nhiên là người trẻ tuổi tâm tư trong sáng, chắc là hắn cũng đoán được ý mình tìm hắn làm gì. Đương nhiên Hạ Tưởng đoán được, Tiền Cẩm Tùng đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh Lĩnh Nam, coi như là một bước đáng mừng, về sau nếu đi tốt, chính là trời cao biển rộng. Hắn thấy Tiền Cẩm Tùng vẻ mặt vui sướng và chờ mong, liền ha hả cười. Ngày hôm qua tôi vừa mới gặp trưởng ban Khâu. Câu nói đầu tiên đã nói đúng vào điểm quan trọng, Tiền Cẩm Tùng quá đỗi vui mừng, Hạ Tưởng quả nhiên là diệu nhân, chẳng những đoán được ý tứ của ông, còn chủ động đưa ra tên Khâu Nhân Lễ, có thể trực tiếp nói chuyện với Khâu Nhân Lễ, so với Khâu Tự Phong thì tốt hơn nhiều, dù sao Khâu Nhân Lễ nói chuyện mới có sức nặng. Hạ Tưởng có thể gặp mặt Khâu Nhân Lễ, có thể thấy được quan hệ giữa hắn và Khâu gia, so với sự tưởng tượng của ông là gần gũi hơn vài phần. Tuy nhiên trưởng ban Khâu dường như đang buồn một việc. Hạ Tưởng biết rằng, Tiền Cẩm Tùng có thể vận động thành công để đi tới tỉnh Lĩnh Nam nhậm chức, là cũng có quan hệ ở thủ đô. Chuyện chính trị chính là hỗ trợ cùng có lợi, ông có việc cầu Khâu Nhân Lễ, cũng phải đưa ra thành ý thích hợp mới được. Trưởng ban Khâu cố ý an bài người tới tỉnh Yến tiếp nhận chức vụ trưởng ban thư ký, nhưng dường như có phiền toái nhỏ. Hạ Tưởng chỉ phụ trách truyền lời, nói đến là thôi. Tiền Cẩm Tùng trong lòng vui vẻ, ông cũng không ngờ Khâu gia sẽ động tâm với vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vừa lúc ông có chút quan hệ có thể vận dụng một chút, vậy là hai bên hỗ trợ nhau được ích lợi, sẽ không cần hạ thấp thái độ để nói với Khâu gia, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, cũng là có qua có lại. Tiền Cẩm Tùng cười ha hả, tâm tình rất tốt. Khách sạn Khoa Khẩu đồ ăn rất đặc sắc, hương vị không giống bình thường. Tiểu Hạ, hôm nay cậu cần phải thưởng thức một chút. Ăn ở chỗ khác sẽ không bằng được ở đây đâu. Ngay sau đó hai người bắt đầu ăn cơm, nói chuyện phiếm. Nói xong, đề tài liền chuyển rời đến thế cục tỉnh Yến, Tiền Cẩm Tùng vô tình cố ý nhắc tới tên vài người ở văn phòng tỉnh ủy, ví dụ có người làm việc coi như nghiêm túc, chỉ là năng lực có hạn, có người đối nhân xử thế không tồi, khá chính trực, có người thì có năng lực, nhân duyên cũng có, chỉ là thích ăn uống, yêu thích kiếm những món hời. Có người ở mặt ngoài tuy rằng quan hệ chặt chẽ với bí thư thôi, trên thực tế lại là người của bí thư Diệp, v.v. Gần như đem lai lịch của những nhân vật mấu chốt ở văn phòng tỉnh ủy đều giải thích chi tiết rành mạch rõ ràng. Hạ Tưởng trong lòng cũng biết, Tiền Cẩm Tùng là thể hiện có qua có lại mới toại lòng nhau. Nói cho hắn chuyện bên trong văn phòng tỉnh ủy, ai nên dùng, ai không nên dùng, ai có thể lợi dụng, v.v. Hạ Tưởng liền ghi nhớ từng người từng việc một. Tính tình của bí thư Diệp có khi làm cho người ta không biết thế nào. Nói xong chuyện của văn phòng tỉnh ủy, Tiền Cẩm Tùng lại dẫn đề tài tới Diệp Thạch Sinh. Kỳ thật tôi cảm thấy bí thư Diệp đối nhân xử thế rất tốt, chính là có đôi khi hơi phức tạp, ông ấy dễ dàng do dự, không dám quyết định. Bí thư Diệp là một người tốt, đáng tiếc chính là, người tốt thì tốt tính lại không thích hợp đảm nhiệm nhân vật số 1. Thông thường nếu nói ra oán thầm nhân vật số 1 tỉnh ủy, với quan lớn như Tiền Cẩm Tùng mà nói, tuyệt đối là một chuyện rất kiêng kỵ, nhưng Hạ Tưởng không có nghĩ nhiều, bởi vì Tiền Cẩm Tùng sắp rời chức, hơn nữa Tiền Cẩm Tùng lại là người thông minh, ông nói như vậy, cũng không phải đơn thuần chỉ vì nghị luận Diệp Thạch Sinh làm người thế nào, mà chính là nói cho mình hiểu về Diệp Thạch Sinh. Quả nhiên, Tiền Cẩm Tùng lại ha hả cười, nói, có người ăn mềm không ăn cứng, có người ăn cứng mà không ăn mềm, bí thư Diệp đối nhân xử thế ra sao? Tôi theo ông ấy mấy năm nay, cũng không hiểu hết, nhưng tổng thể mà nói, ông ấy vẫn rất coi trọng ân tình, trọng cảm tình có khi quan trọng hơn ích lợi. Hơn nữa ông ấy tâm không lớn, làm việc dễ dàng bị động. Thực ra nếu có một người thường trò chuyện với ông ấy, nói một câu chuyện phiếm, không chắc bí thư Diệp sẽ một lòng hướng về phía trước, nói không chừng cũng sẽ nghỉ ngơi, để thích ứng trong mọi tình cảnh. Lời Tiền Cẩm Tùng nói hàm nghĩa phong phú, Hạ Tưởng nghe xong, âm thầm cười. Nghĩ thầm rằng Tiền Cẩm Tùng cũng là một nhân vật hoạt bát, nói là không quá hiểu biết Diệp Thạch Sinh, thực ra ông lại là người hiểu biết nhiều nhất, chính mình còn không có nhìn thấu mặt trọng cảm tình của Diệp Thạch Sinh, lại liên tưởng đến Tiền Cẩm Tùng tại tỉnh Yến vẫn có vẻ bình thường, lúc thôi hướng lôi kéo Diệp Thạch Sinh, lúc Diệp Thạch Sinh do dự không quyết định vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến. Tiền Cẩm Tùng bất động như Tùng, bình yên mà tọa sơn quan hổ đấu, không giúp bên nào cả. Thực ra nếu lúc ấy Tiền Cẩm Tùng ra mặt, mặc kệ là thay bên nào nói chuyện, khẳng định sẽ được xác định. Nhưng Tiền Cẩm Tùng cũng không quan tâm, không đếm xỉa đến,
biểu hiện ra tiềm chất một chính khách ưu tú cần có, cũng là một nhân vật lợi hại. Hạ Tưởng cũng tự thầm nhủ may mắn, nếu năm đó không có chút giao tình với Tiền Cẩm Tùng, nếu không phải chu toàn mọi việc, nếu chẳng may trước kia ở một việc nào đó đắc tội Tiền Cẩm Tùng, chỉ cần Tiền Cẩm Tùng ở trước mặt Diệp Thạch Sinh thay Phó Tiên Phong nói ngọt một câu, chỉ cần một câu, có thể khiến Diệp Thạch Sinh hạ quyết tâm. May mắn Tiền Cẩm Tùng không có trở thành cây rơm rạ cuối cùng, đương nhiên, ông cũng không có thay mình nói chuyện, cũng là mình sơ sót không biết tác dụng của ông. Mãi cho tới hôm nay Tiền Cẩm Tùng mới hàm xúc chỉ ra sự hiểu biết về Diệp Thạch Sinh, coi như là tặng mình một phần đại lễ, khiến chính mình rõ ràng hơn về sau nên giao tiếp như thế nào với Diệp Thạch Sinh để đạt được ích lợi lớn nhất. Hạ Tưởng tâm tình rất tốt, đem chuyện không vui với Ngô Tài Dương ném lên chín tầng mây, hắn tin tưởng nếu ông cụ Ngô gia cũng không thể nghĩ được đến chỗ mấu chốt mà hắn nói, cũng chỉ có Ngô Tài Dương sau khi vấp phải trắc trở, sẽ hiểu hắn là người ngoài cuộc nên tỉnh táo còn người trong cuộc u mê. Hạ Tưởng nâng chén đưa về phía Tiền Cẩm Tùng mời. Xin kính trưởng ban thư ký một ly. Tiền Cẩm Tùng cùng Hạ Tưởng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, còn nói. Năm nay là năm có nhiều ý nghĩa nhất. Tiểu Hạ, tôi ở tỉnh Yến vài năm thu hoạch lớn nhất một là từ trên người bí thư Diệp học được không ít đạo lý xử thế, hai là quen biết với cậu. Tôi lăn lộn trong quan trường đã vài chục năm, lần đầu tiên nhìn thấy người như cậu. Một người trẻ tuổi mà làm cho người ta thưởng thức lại làm cho người ta cân nhắc không ra. Lời này không chỉ là khen, Hạ Tưởng liền vội khiêm tốn nói. Trưởng ban thư ký cũng không nên khen tôi, năm mới, chúng ta nói việc may mắn thôi, nói chuyện tốt, không cần nói về tôi, được không? Ha ha ha, Tiền Cẩm Tùng cười vui vẻ. Tôi sắp phải rời khỏi tỉnh Yến, chỉ là cảm thấy tính tình giống cậu, nói vài câu trong lòng. Tôi tặng cậu một câu chung ngôn. Tiểu Hạ, cậu nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, dù sao tôi là bằng hữu mới nói, tôi cũng tin tưởng cậu sẽ không nói lung tung. Hạ Tưởng im lặng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Tống Chiêu Độ đối nhân xử thế sâu không lường được, có tiền đồ, nhưng ông ta rất cẩn thận, không dễ dàng tín nhiệm người khác. Kết giao với ông ta, không thể làm gì sai, nếu có sai sẽ bị vứt bỏ. Mà trong toàn bộ đại viện tỉnh ủy, tàng long ngọa hổ, nhưng bí thư Diệp không phải người tâm cơ sâu nhất. Người cần đề phòng nhất, là Phạm Duệ Hằng. Cũng không biết Tiền Cẩm Tùng là uống say, hay là quá hưng phấn. Cũng không biết là thổ lộ tình cảm thực với Hạ Tưởng, hay là cố ý mượn rượu để nói, dù sao những lời ông nói hôm nay, đều là lời nói dọa người. Nói là dọa người, là bởi vì làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tuyệt đối không nên nói lời như vậy. Những lời này nếu truyền ra, Phạm Duệ Hằng khẳng định sẽ không để yên Tiền Cẩm Tùng. Ai cũng không muốn người khác ở sau lưng chửi bới mình, nhất là đồng sự ở sau lưng nói bậy, làm cho người ta căm tức. Nhưng hôm nay Tiền Cẩm Tùng không ngại thân phận nói với Hạ Tưởng, chỉ sợ đều không phải đơn giản là muốn đạt được hảo cảm của Hạ Tưởng. Tiền Cẩm Tùng giả bộ say cũng tốt, cố ý cũng tốt, giáp mặt thẳng thắn, ông cũng là xuất phát từ quan tâm đến Hạ Tưởng, đối với cách làm của Phạm Duệ Hằng chắc chắn là rất có ý kiến. Hạ Tưởng cũng không rõ vì sao Tiền Cẩm Tùng có thái độ như vậy với Phạm Duệ Hằng, hắn không phải người nghe thấy gió thì cho là mưa, cũng biết quan hệ vô cùng phức tạp, Phạm Duệ Hằng trong mắt của hắn cũng được, ở trong mắt người khác có lẽ là không tốt, đối với nhắc nhở của Tiền Cẩm Tùng cũng là có thái độ chỉ tạm thời nghe, tin tưởng Tiền Cẩm Tùng cũng là xuất phát từ ý tốt, cũng không phải là cố ý châm ngòi ly gián. Đa tạ ý tốt của trưởng ban thư ký đã nhắc nhở, tôi nhớ kỹ. Hạ Tưởng không muốn nói thêm về chủ đề này, nên nói qua chuyện khác. Hiện tại tôi gọi điện thoại cho Tự Phong, để xem cậu ta khi nào có thời gian an bài một chút. Tiền Cẩm Tùng mỉm cười gật đầu, lời Hạ Tưởng nói, đúng là kết quả mà ông chờ đợi. Hạ Tưởng ở trước mặt Tiền Cẩm Tùng, điện thoại cho Khâu Tự Phong. Tự Phong, trưởng ban thư ký Tiền và tôi đang cùng ăn cơm, hiện tại cậu có thời gian hay không lại đây giúp vui? Hạ Tưởng nghĩ vội không bằng đúng lúc. Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng quyết định mọi chuyện luôn cho thoải mái. Khâu Tự Phong hơi chần chừ. Trong nhà đang có nhiều khách. Bỗng nhiên tiếng điện thoại nhỏ xuống, hiển nhiên là ống nghe bị bịt kín, sau một lát tiếng của y lại vang lên. Được, tôi lập tức đến, nói cho tôi biết địa điểm. Hạ Tưởng đoán, chắc là Khâu Nhân Lễ nghe được, lập tức để Khâu Tự Phong đến gặp Tiền Cẩm Tùng. Tiền Cẩm Tùng thấy Hạ Tưởng làm việc gọn gàng. Không dài dòng, cười ha ha. Tôi thích nhất cùng người sảng khoái giao tiếp. Nào, làm một ly, cho dù về sau tôi không ở tỉnh Yến,
tôi cũng nhất định kết giao người bạn như cậu. Khó gặp được Tiền Cẩm Tùng hào khí thẳng thắn, Hạ Tưởng cũng liền thoải mái, uống thêm mấy chén. Trong phòng cũng rất ấm áp, vài ly rượu vào bụng, còn có chút làm người ta nóng bức. Hạ Tưởng cảm thấy hơi khó chịu, liền đứng dậy đi mở cửa sổ. Cửa sổ vừa mở ra, cảnh sắc bên ngoài liền thu hết vào mắt. Mùa đông ở thủ đô, nói thật, cũng không có cảnh sắc gì đẹp. Hơn nữa lại là buổi tối, bên ngoài trừ nơi xa hoa trụy lạc, chính là ngợp trong vàng son, không có gì khiến cho Hạ Tưởng hứng thú. Hạ Tưởng đã mở cửa sổ ra, hít thở không khí mới mẻ, đang định trở lại chỗ ngồi. Bỗng nhiên, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Mặc dù là ban đêm, mặc dù còn cách khá xa, nhìn không rõ ràng, nhưng hai người đúng là Hạ Tưởng đã quá mức quen thuộc, hắn liếc mắt một cái là nhận ra được đúng là Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng. Thật sự là nhân sinh không có chỗ nào không tương phùng, Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng vừa nói vừa cười, cùng vài người khách tiến vào cửa chính. Nguyên Minh Lượng còn tốt, cười là cười, nhưng biểu hiện trên mặt được Hạ Tưởng thu vào mắt, rất rõ ràng gã giả vờ say. Phó Tiên Phong hai mắt mê ly, quả thật hơi say. Cũng không biết có việc vui gì, nhìn bộ dáng gã tươi cười đầy mặt, khẳng định là thực hiện được kế hoạch gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói với Phó Tiên Phong, cùng Nguyên Minh Lượng thì nên nói chuyện đàng hoàng, Hạ Tưởng nhìn chằm chằm bóng dáng Nguyên Minh Lượng trong chốc lát, im lặng mà mỉm cười. Nửa giờ sau, Khâu Tự Phong chạy tới. Không có nói xã giao gì, mà Tiền Cẩm Tùng nói thẳng vào chủ đề, nói ra ý đồ của ông. Khâu Tự Phong hơi trầm ngâm, nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Khâu Tự Phong hiện tại đối với Hạ Tưởng không phải nói gì nghe nấy, nhưng ở vấn đề vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vô cùng tin cậy Hạ Tưởng. Thấy Hạ Tưởng gật đầu, liền lấy cớ đi ra ngoài, rồi gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu liền trở lại, sắc mặt vui mừng. Trưởng ban thư ký khi nào thì có thời gian về nhà tôi một chút. Chỉ nói đến nhà ngồi chơi, hiển nhiên là Khâu Nhân Lễ muốn đích thân gặp mặt Tiền Cẩm Tùng nói chuyện. Về phần có phải đem Tiền Cẩm Tùng dẫn tiến cho Hải Đức Trường hay không, phải xem Tiền Cẩm Tùng đưa ra điều kiện có phải thành ý 10 phần không. Tuy nhiên Hạ Tưởng rõ ràng, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Tiền Cẩm Tùng và Khâu Nhân Lễ nói chuyện thế nào, trao đổi ích lợi ra sao, liền không quan hệ với hắn, hắn hơi mệt mỏi, thật muốn thoải mái mà nghỉ ngơi một ngày. Cứ việc giữa hai người Tiền Cẩm Tùng và Khâu Tự Phong không quá quen biết, tuy nhiên đều là tỏ vẻ biết ơn với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải muốn vài câu cảm tạ của bọn họ, mà muốn bọn họ nhớ kỹ cái tốt của hắn. Chia tay hai người, đã hơn 9 giờ tối, giữa đêm khuya thủ đô rét lạnh đến xương, Hạ Tưởng bật ghế sưởi, mới cảm giác tốt một chút, lái xe thẳng về nhà, trở về bên trong ổ chăn ấm áp của Liên Nhược Hạm, mới chậm rãi nằm nghỉ. Tuy rằng hắn có năng lực hơn người thường rất nhiều, nhưng hôm nay cùng Ngô Tài Dương gặp mặt không vui, vẫn là khiến trong lòng có hàn ý. Hắn tin tưởng Ngô Tài Dương sẽ cúi đầu trước sự thật, nhưng ít ra va chạm hiện nay vẫn khiến trong lòng hắn mơ hồ bất an, cũng không phải lo lắng Ngô Tài Dương làm gì hắn, mà là không muốn làm khó Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm ở giữa, chắc chắn sẽ khó xử. Hạ Tưởng vừa nằm xuống, Liên Nhược Hạm liền mở một con mắt, cười tủm tỉm nói. Em vốn nghĩ một con mắt nhắm một con mắt mở, không phát biểu bất cứ ý kiến gì mâu thuẫn giữa anh và ba, nhưng làm người phụ nữ yêu anh nhất. Đối với cách làm thô bạo và thái độ trên cao nhìn xuống của ba, em sẽ tỏ vẻ nghiêm trọng và bất mãn mãnh liệt, đồng thời, giữ lại quyền sẽ áp dụng tiến thêm một bước hành động. Hạ Tưởng vui vẻ. Em cho rằng em là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao à, nói chuyện còn rất điệu bộ. Anh không sao, không cần lo lắng, anh rất mạnh đấy. Hắn lại nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Vậy là ông nội gọi điện thoại tới hay là ba em? Liên Nhược Hạm đã biết kết quả. Khẳng định là có người gọi điện thoại cho cô. Cả hai. Liên Nhược Hạm thở dài một hơi. Đầu tiên là ba, muốn giáo huấn em một trận, bị em nói lại, tức giận đến quăng điện thoại. Sau đó là ông nội nói, theo cảm tình ông có thể tiếp nhận anh, nhưng nếu anh làm ra chuyện bất lợi với Ngô gia, ông sẽ không nể mặt Liên Hạ. Ông cụ ngụ ý nói là, nếu hắn cản đường Ngô gia, ông cụ không ngại lại ra tay chèn ép hắn tiếp. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ. Thái độ ông cụ đã ở trong dự liệu, ở mặt ngoài ông cụ và Ngô Tài Dương bất hòa, nhưng xét đến cùng hai người là người một nhà, khi đối mặt ích lợi chung, chắc chắn sẽ đồng tâm hiệp lực. Hai người bất hòa chủ yếu thể hiện ở cách làm việc và cách xử thế,
vĩnh viễn không thay đổi chính là tình thâm phụ tử máu mủ ràng buộc cùng ích lợi của Ngô gia. Tuy nhiên ông cụ Ngô gia tạm thời không có phát hiện trung ương có người đã cảnh giác với sự lớn mạnh của thế lực gia tộc, ít nhiều khiến Hạ Tưởng hơi khó hiểu, với chính trị trí tuệ của ông cụ, không nên không có suy xét lâu dài. Theo sau lại suy nghĩ sâu xa một phần, cũng coi như nghĩ thông suốt một ít. Ông cụ Ngô gia cả đời tung hoành quan trường, gần như là không đâu địch nổi, tự nhận thấy thực lực và sức ảnh hưởng khổng lồ của Ngô gia, cùng với mạng lưới quan hệ bên trong trung ương. Hiện tại lấy tiếp vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến, hẳn là không nói chơi, cũng không phải bắt vị trí nhân vật số 1, số 2 tỉnh Yến, nên không phải chuyện lớn gì. Người ngồi lâu ở địa vị cao, không có mấy người cảm nhận được ở chỗ cao không thắng được giá lạnh, nuôi dưỡng thành nơi nơi đều là những loại người mình ta độc tôn, xem mọi thứ đều nhỏ bé. Chỉ tiếc, người ở độ cao của đỉnh núi là do núi cao, không phải độ cao của tự thân. Người đang trên núi, cũng sẽ có khi đi xuống. Sau khi xuống núi, mà còn tự cho là có thể xem mọi thứ là nhỏ, là vô cùng sai lầm. Chương 665, vấn đề đường lối. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vào lúc Tiền Cẩm Tùng vừa mới đi, không được coi là chức vụ đặc biệt trọng yếu. Nhưng hiện tại thì lại khác, bởi vì có đề nghị về vòng kinh tế thủ đô, thực lực tỉnh Yến sẽ tăng mạnh, đồng thời so với trước kia số người nhìn vào ghế trống của tỉnh Yến nhiều lắm. Hơn nữa ở trong mắt cao tầng, địa vị tỉnh Yến so với trước kia khác nhau rất lớn. Tình thế luôn trong biến hóa, cho nên nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Không phải nói ông cụ Ngô gia và Ngô Tài Dương không thức thời, chỉ là tâm tính bọn họ còn không có nghĩ tới đây, không có thấy rõ địa vị tỉnh Yến thay đổi. Ở trong mắt Ngô gia thực lực tỉnh Yến tăng không ít, đồng dạng, ở trong mắt người khác, bao gồm Khâu gia và Mai gia, thậm chí mấy người trong cao tầng, đều có cảm giác không giống nhau. Cũng thế, liền chờ xem thế cục biến hóa là được. Hạ Tưởng tạm thời không nghĩ nữa, mấy ngày nay chạy đông chạy tây tuy rằng vất vả, nhưng thân thể mệt mỏi không tính gì, tâm mệt mới là mệt thực sự. Cùng mấy kiểu người nói chuyện, khiến hắn cũng lao lực quá độ. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống người Liên Nhược Hạm, mới phát hiện người cô so với hoa còn đẹp hơn, ngọc sung uể oải, ánh mắt lưu chuyển, đầy phong tình, cánh tay ngọc lộ ra ngoài, vai hơi nghiêng. Thuận theo xương quai xanh nhìn xuống phía dưới, một mảnh bóng loáng, hai tòa hương sơn, Hạ Tưởng không thể không động, lại giơ tay sờ một cái, trên người không mảnh che thân, thì ra đã sớm đợi hắn đại giá quang lâm. Hạ Tưởng không khách khí mà xoay người lên ngựa, cười ha hả. Chết dưới hoa lài. Lời còn chưa dứt đã bị Liên Nhược Hạm cười ngắt lời. Là phù dung được không? Anh đã nói sai hai lần. Anh thích hoa lài, không thích hoa sen. Hạ Tưởng hiện tại có chứng sợ hãi Phù Dung, nhắc tới Phù Dung, trong đầu liền thoáng hiện hình tượng một nữ nhân người đầy là thịt, nháy mắt đưa tình, liền rất ngán. Được, tùy anh, là hoa sen hay hoa lài không quan trọng, chỉ cần anh gắng sức chính là đàn ông tốt. Liên Nhược Hạm hai tay dùng sức ôm lấy Hạ Tưởng, cắn tai Hạ Tưởng, cười khanh khách không ngừng. Phụ nữ tốt hiểu được tác dụng của tán tỉnh, hiểu được trêu chọc vừa đúng. So với trước kia, trong sự to gan của Liên Nhược Hạm cũng càng có sự hấp dẫn khiến người ta không thể kháng cự, quả nhiên đã thành thục nữ. Hạ Tưởng vốn định tiếp tục khiêu khích cô vài lần, không ngờ bị cô khiêu khích ngược lại, không kìm nổi liền đi thẳng vào đề. Ngày hôm sau cuối cùng ngủ một giấc yên ổn, nói là yên ổn, kỳ thật mới 8 giờ hơn đã dậy, bởi vì Hạ Tưởng mơ mơ màng màng liền giật mình, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, nên gặp lão cổ. Có lẽ nói, nên gặp cổ ngọc. Bởi vì cứ kéo dài, nếu không gặp cổ ngọc, cũng thực không biết nói gì. Cổ ngọc cũng rất có kiên nhẫn, không gọi điện thoại thúc giục hắn, phỏng chừng cũng là tức giận. Hạ Tưởng ăn sáng xong, nói một tiếng với Liên Nhược Hạm muốn đi gặp bằng hữu, liền lái xe ra cửa. Tới bên ngoài mới điện thoại cho cổ ngọc. Anh đi đâu để có thể nhìn thấy em đây? Anh đi đâu cũng không thấy được, em không muốn gặp anh. Cổ ngọc quả nhiên tức giận. Anh cũng thật thảnh thơi. Mỗi ngày gặp người này gặp người kia, thật đúng là một người rất bận rộn. Ông nội cũng không bận bằng anh. Tiếng lão cổ ở một bên vang lên. Bảo Hạ Tưởng đến nhà, nó biết là ở đâu. Lần trước Hạ Tưởng đã đến một lần, tự nhiên biết chỗ, liền đối với cổ ngọc nói. Quả thật có việc vội, anh cũng là thân bất do kỷ, được rồi, anh hiện tại đi đến, vừa lúc nếm thử khả năng đầu bếp của em đã tiến bộ chưa. Được, nhanh lên đến đây. Trên đường thuận tiện mua hai túi nước tương, em làm đồ ăn cần dùng.
Cổ Ngọc lại hết giận, chỉ bảo Hạ Tưởng làm việc. Hạ Tưởng không nói gì, hắn khi nào thì cũng trở thành đi mua nước tương rồi. Mua nước tương cũng không phải là chuyện tốt gì, về sau hay gọi mua nước tương nghĩa là người không có việc gì, thành đại danh từ. Người trong quan trường, ai cũng không muốn trở thành người không có việc gì. Tới nhà lão Cổ, cảnh sắc như trước, chỉ có điều bởi vì mùa đông, một mảnh suy bại. May mắn còn có cây sồi xanh có thể duy trì được màu xanh, cũng coi như có vài phần sức sống. Cổ Ngọc mặc quần áo bó sát người, kéo tay áo, cong lưng, đang ở trong sân làm một cá rô phi. Cô mặc tạp dề, eo nhỏ, mông cong, tròn mà thẳng, trơn mà sáng, khiến Hạ Tưởng từng được nhận thức tư vị trong đó vừa thấy, không khỏi bị kiềm hãm. Theo sau lại vội thu hồi suy nghĩ, xem Cổ Ngọc làm bếp. Hạ Tưởng không thích ăn cá, nếu nói phải ăn hai miếng, thì chỉ ăn một chút rô phi, bởi vì rô phi xương ít thịt tươi. Thấy Hạ Tưởng tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Ngọc đầu tiên là đỏ lên, sau đó lại lạnh lùng. Anh còn biết đến, tuyệt không đem lời em nói để ở trong lòng, chứng minh trong lòng anh không có em. Ai nói không có em? Hạ Tưởng ha hả cười, giơ tay đem một gói to đưa tới trước mặt Cổ Ngọc. Đây, em bảo anh mua hai túi nước tương, anh liền mua cho em 10 túi, thế nào, em muốn một chiếc lá, anh cho em cả một khu rừng. Trời ạ, em chỉ cần dùng hai túi để làm cá, bình thường em lại không làm cơm, chỉ có lúc anh tới mới làm. Anh mua nhiều như vậy, dùng như thế nào cho hết? Cổ Ngọc ngạc nhiên mà kêu lên. Đó là vấn đề của em, không liên quan tới anh. Hạ Tưởng khoát tay, định vào nhà, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại quay người lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Ông tìm anh có chuyện gì vậy? Ông nội không cho em nói với anh. Cổ Ngọc hì hì cười, lại làm cái mặt quỷ, hướng trong nhà nhìn xung quanh vài lần, phát hiện lão Cổ không có để ý đến động tĩnh bên ngoài, lại nói nhỏ. Dường như là vấn đề trưởng ban thư ký tỉnh ủy gì đó, trong lúc vô tình em chợt nghe ông gọi điện thoại nói một câu, cũng không có lưu tâm. Anh cũng không được nói là em nói cho anh, nếu không xem em xử lý anh thế nào. Hạ Tưởng cười khoát tay, xoay người vào nhà, trong lòng lại nghĩ. Ở tỉnh Yến trước kia điều động một cán bộ cấp phó tỉnh, cũng không được nhiều người chú ý lắm, hiện tại thì hơi tí là bốn phương hoạt động, ngay cả lão Cổ cũng để tâm. Tới trong nhà, chỉ cảm thấy ý xuân rào rạt, bên trong chẳng những ấm áp như xuân, chủ yếu là lão Cổ vô cùng nhàn nhã tự đắc mà ngồi ở trên sofa, nghe máy quay đĩa kiểu cũ đang phát hí khúc, lại còn đánh nhịp ngâm nga không ngừng. Nhìn đến tư thế của lão Cổ, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm, biết hôm nay không khí nói chuyện sẽ thoải mái vui vẻ một ít, sẽ không như khi cùng gặp mặt Ngô Tài Dương vừa tẻ ngắt lại lạnh lùng. Nói thật, Hạ Tưởng quen biết lão Cổ cũng có một thời gian, nhưng đối với tính cách của lão Cổ và cách ông đối nhân xử thế thì hắn không dám nói hiểu biết rõ. Lão Cổ dường như khá hiền lành, nhưng cả đời ông chinh chiến, có thể ngồi vào địa vị cao, nếu nói không có thủ đoạn ai cũng không tin. Tuy nhiên lão Cổ vẫn đối với hắn không có ý đồ gì, khiến cho hắn luôn đoán, lão Cổ gần gũi hắn, chẳng lẽ chỉ hoàn toàn xuất phát từ tình bạn. Chỉ vì muốn có một người bạn vong niên là hắn. Nếu là lão Cao thì còn đúng, dù sao lão Cao không hẳn là người trong quan trường, cũng không ham quyền lực, đồng thời, lão Cao đối nhân xử thế cũng hơi tản mạn, chỉ say mê thiết kế, tự nhiên sẽ không tập trung vào việc khác được. Hạ Tưởng tự nhận coi như hiểu biết lão Cao, nhưng với lão Cổ, cảm giác vẫn là nửa quen thuộc nửa xa lạ. Hôm nay vừa vào cửa, thấy lão Cổ thái độ thản nhiên, nhất là ông còn ngâm nga hí khúc khiến cho hắn đầu tiên là giật mình, sau đó lại có một cảm giác như xa lạ khó hiểu. Lão Cổ gật đầu với Hạ Tưởng, ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi tự nhiên, sau đó vẫn như cũ đánh nhịp hát hí khúc. Hạ Tưởng không có nghiên cứu gì về hí khúc, nhưng có thể nghe hiểu lão Cổ sướng chính là Sa Gia Banh. Không thể nói là êm dịu, nhưng coi như là có bài bản hẳn hoi, nghệ thuật hát khá tốt. Phỏng chừng Cổ Ngọc không có nói dối, xem ra lão Cổ thật sự là có việc tìm hắn. Nhưng lão Cổ không chút vội vàng, chẳng lẽ lại không phải việc gấp. Hạ Tưởng ngồi ở một bên, cũng không vội, tĩnh tâm thưởng thức chỗ tinh diệu bên trong kinh kịch. Hát gần 10 phút, lão Cổ mới ngừng lại, ha hả cười. Tiểu Hạ, năm nay, là năm náo nhiệt của cậu, đúng hay không? Vâng, chẳng những náo nhiệt, còn nháo tâm. Nếu ngay cả Cổ Ngọc cũng nói lão Cổ quan tâm vấn đề ứng cử viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chứng minh hành tung của hắn lão Cổ cũng biết rõ ràng, gặp mặt hai nhà khâu, mai sẽ không cần phải nói,
cùng Ngô Tài Dương tiếp xúc rồi gây đến nổi ra về không vui, phỏng chừng lão cổ cũng biết hết, Hạ Tưởng cũng không giấu giếm cái gì nữa. Nhưng so ra vẫn kém lão nhân gia, tự do tự tại, còn thoải mái mà ngồi hát hí khúc. Hát hí khúc là hát hí khúc, lòng thanh thản là lòng thanh thản, là chuyện khác nhau. Lão cổ ha ha cười, dùng tay chỉ đậu phộng và hạt dưa trên bàn. Nào, thoải mái ăn chút gì, Tết thì thích thứ này. Khi tôi còn nhỏ cứ mong đến Tết, vừa đến Tết thì có quần áo mới mặc, vừa đến Tết thì có đồ ăn ngon, lúc đó, ngay cả hạt dưa đậu phộng đều là thứ hiếm có. Lão cổ không biết vì sao, sinh ra cảm thán, có lẽ người già đi, liền thích nhớ khổ nghĩ ngọt. Hiện tại khác rồi, không có tâm tình như xưa, lễ mừng năm mới không phải đi xã giao, thì lại đi thăm họ hàng bạn bè, cái gì cũng không thiếu, rồi lại cảm thấy luôn thiếu cái gì đó. Mỗi năm càng phai nhạt, cảm thấy lễ mừng năm mới với bình thường không có gì khác biệt. Đừng nói hồi nhỏ của lão cổ, chính là hồi nhỏ của Hạ Tưởng cũng hy vọng lễ mừng năm mới. Lúc nhỏ hắn ở nông thôn, nhà hàng xóm là chuyên mổ heo, cứ lễ mừng năm mới liền giết heo. Lúc ấy hắn thích nhất là cùng đám trẻ con nhìn giết heo, bởi vì giết heo xong sẽ có móng heo để chơi. Chính là lấy vỏ của móng heo, bên trong thêm một chút mỡ heo, sau đó lồng vào một mẩu dây thừng, là có thể thành một ngọn đèn dầu nhỏ. Ban đêm ở nông thôn lúc ấy là tối đen, một ngọn đèn nhỏ là một mảnh ấm áp, một mảnh hy vọng, mấy đứa trẻ con tay cầm đèn móng heo đi trên đường cái vui cười đến đêm khuya, đó chính là cảnh tượng động lòng người nhất ở nông thôn khi năm mới. Sau khi lớn lên, trong thôn cũng có đèn đường, lễ mừng năm mới lại thành ăn uống chơi bời. Về sau cuộc sống hơi giàu có một chút, lễ mừng năm mới là thành đánh bạc. Giữa người với người ngoại trừ vui chơi giải trí, cũng rất ít nói việc nhà, vừa nói chính là so sánh hơn thua, chính là kiếm tiền, chính là ăn cái gì mặc cái gì. Nếu không thì ngồi ở nhà xem tivi, giết thời gian. Lão cổ cảm thán làm cho Hạ Tưởng cũng cảm thán, hắn lắc đầu cười. Tình người dần phai nhạt, mùi vị năm mới cũng phai nhạt. Trước kia lễ mừng năm mới là mọi người đoàn tụ, khách quý chật nhà, hiện tại lễ mừng năm mới là ăn uống chơi bời, xã giao, so sánh hơn thua. Mùi vị không thay đổi, mà là lòng người thay đổi. Lão cổ vỗ đùi, bốp, một tiếng. Nói đúng, hiếm có cậu tuổi còn trẻ thì có kiến thức như vậy, khi tôi còn trẻ như cậu, mỗi ngày suy nghĩ mãi, làm sao có tư tưởng sâu sắc gì. Tiểu Hạ, cậu đúng là không đơn giản. Cháu không dám, ông cũng không nên khen cháu, chỉ là nói ra cảm xúc nhất thời, so với cả đời ông năm tháng cao chót vót, thì cháu còn nông cạn lắm. Hạ Tưởng không thể thiếu khiêm tốn vài câu, hắn cũng nhìn ra lão cổ là thật tâm khen hắn, dù hắn đã trải qua hai kiếp làm người, nhưng trên thực tế không thể sánh bằng kinh nghiệm cuộc sống gập ghềnh sóng gió của lão cổ. Hôm nay bảo cháu đến, có chuyện gì chỉ dạy? Hạ Tưởng liền nói vào chuyện chính. Có một việc, cậu giúp tôi ra quyết định. Lão cổ giơ tay lấy ra một phần tài liệu, đưa cho Hạ Tưởng. Hàng Trình Viễn là vụ trưởng Bộ Tài chính, lý lịch kinh nghiệm đủ, cũng có năng lực, có người nhờ quan hệ của tôi, muốn cho ông ta tới tỉnh Yến đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng, thật đúng là bất hạnh khi Cổ Ngọc nói đúng, không ngờ lão cổ cũng chú ý trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hơn nữa còn hỏi kế hắn, mà hắn đã sớm đem cành ô liu vứt cho Khâu gia. Cho dù cố gắng thuyết phục Mai gia, để rồi đắc tội Ngô gia, hiện tại đảo ngược, lại có lão cổ chặn ngang, tình thế thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Hạ Tưởng cầm lấy tài liệu, chỉ đại khái đảo qua vài lần, không xem tỉ mỉ, bởi vì hắn biết nếu như có người tìm tới lão cổ, mà lão cổ còn ở trước mặt hắn đề xuất, có thể thấy người này thể diện không nhỏ, lão cổ không dễ phản bác. Nếu như vậy, lý lịch kinh nghiệm của Hàng Trình Viễn sẽ không có vấn đề, hắn xem hay không xem cũng như nhau. Lão cổ để hắn quyết định, hắn đúng là không biết nói thế nào. Hạ Tưởng nhìn lão cổ một cái, thấy vẻ mặt lão cổ bình tĩnh, ánh mắt kiên định, cũng là biểu hiện nhất định phải đạt được, không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không rõ lắm thực lực chân chính của lão cổ có bao nhiêu kinh người, nhưng là biết, lão cổ sẽ không dễ dàng ra tay, nếu ông thật sự hạ quyết tâm ra tay, Khâu gia đối mặt với Ngô gia phản đối và cạnh tranh từ lão cổ, chỉ sợ sẽ thất bại bỏ chạy. Năm nay, thật đúng là bốn bề dậy sóng. Hạ Tưởng đem tư liệu đặt trên bàn, suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Khâu gia đã bắt đầu bắt tay vào triển khai thao tác vấn đề ứng viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão cổ gật đầu.
Tôi biết. Mai gia cũng sẽ trợ giúp Khâu gia. Tôi cũng biết. Ngày hôm qua trưởng ban thư ký Tiền gặp mặt trưởng ban Khâu, chắc là thảo luận rất vừa ý. Tôi cũng biết thế. Lão Cổ vẻ mặt bất động như núi, không có mỉm cười. Tôi chỉ là hỏi cậu có ủng hộ Hàng Trình Viễn hay không thôi. Cháu ủng hộ hay không ủng hộ dường như cũng không trọng yếu. Hạ Tường mỉm cười. Trọng yếu hay không trọng yếu không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu. Vẻ mặt Lão Cổ chưa bao giờ trang trọng như vậy. Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Lai lịch của Hàng Trình Viễn như thế nào? Hạ Tường rất ngạc nhiên Lão Cổ vì sao phải ra sức ủng hộ Hàng Trình Viễn, vừa rồi hắn đơn giản nhìn qua sơ yếu lý lịch của Hàng Trình Viễn, không phát hiện quá nhiều điểm nổi bật và ý vị sâu xa, chẳng lẽ chỉ là một cán bộ bình thường có xuất thân từ bình dân mà thôi? Hạ Tường đoán thật đúng, Lão Cổ trả lời nghi vấn của Hạ Tường. Không có bối cảnh gì, cũng không có lai lịch gì, chính là một người bình thường không có gốc rễ, đi từng bước vững chắc mà lên tới vị trí phụ trưởng. Ông ta và một lão chiến hữu của tôi quan hệ khá tốt, lão chiến hữu nói, Hàng Trình Viễn đối nhân xử thế chính trực, năng lực tổng hợp lại không tồi, thích hợp để cân bằng thế cục ở tỉnh Yến. Câu đầu thì không có điểm sáng gì, đến một câu cuối cùng khiến mắt Hạ Tưởng sáng ngời, cân bằng thế cục tỉnh Yến, những lời này không phải người bình thường nói được, cũng không có khả năng là người của quân đội. Người của quân đội không quá chú ý với tình hình các địa phương, cho dù quan tâm cục diện chính trị ở nơi nào đó, thì một quân nhân vị trí dù cao tới đâu, cũng sẽ không nhúng tay vào thế cục của nơi đó. Chỉ sợ lão chiến hữu mà Lão Cổ nói, cũng không phải chiến hữu trên ý nghĩa chân chính. Lý lịch kinh nghiệm của Hàng Trình Viễn hơi thiếu, ông ta một bước vượt qua từ giám đốc sở đến ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký, khó khăn rất lớn. Hạ Tưởng do dự một chút, ngay sau đó nói ra cách nhìn của mình. Sở dĩ cháu ủng hộ Khâu gia sắp xếp người tới tỉnh Yến, mà không ủng hộ Mai gia và Ngô gia, cũng là xuất phát từ suy nghĩ cân bằng thế cục. Lão Cổ phụng phịu. Nói như vậy, cậu sẽ không ủng hộ Hàng Trình Viễn. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật. Cháu đã biểu lộ rõ thái độ với Khâu gia, cũng làm nhiều việc, không có khả năng lật lọng. Nói thật cháu ủng hộ hay không cũng không quan trọng, vì hiện tại đã là ván cờ của các lãnh đạo cấp trên rồi. Hạ Tưởng nói chính là lời nói thật, nhưng Lão Cổ cũng không cảm kích. Tôi cần chỉ là một thái độ của cậu, chứ không phải kết quả cuối cùng. Nói như vậy, cậu vẫn kiên định đi theo con đường gia tộc. Con đường gia tộc, Hạ Tưởng lóe lên một ý tưởng, đột nhiên ý thức được cái gì, lại liên tưởng đến việc Lão Cổ đề nghị người không có quan hệ, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy khả năng thông qua đề cử đó là rất ít, không giống là đề cử thật, mà giống như cố ý thử hắn một lần, lại theo cách Lão Cổ đối nhân xử thế và mục đích gần gũi hắn, sâu chuỗi tất cả lại. Rốt cục biết rõ chuyện gì, hiểu ý mà mỉm cười. Không biết hôm nay Cổ Ngọc làm món gì? Hạ Tưởng bỗng nhiên hỏi một câu chuyển hướng đề tài. Đạo bất đồng bất tương vì mưu, hôm nay không có làm cơm cho cậu đâu. Lão Cổ tức giận, đứng dậy, vung tay. Tôi vào trong viện tản bộ, cậu đi hay ở, xin cứ tự nhiên. Lão Cổ nói đi là đi, mặc kệ Hạ Tưởng, nghênh ngang mà đi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Năm nay là năm bất lợi, đầu tiên là bị ông cụ Mai ra lạnh nhạt một lúc lâu, lại bị Ngô Tài Dương răn dậy một phen, hiện tại lại bị Lão Cổ thờ ơ, được, ở trước mặt ích lợi, mỗi người đều lộ ra bộ mặt thật. Tuy nhiên đối với tính tình Lão Cổ nói trở mặt liền trở mặt như trẻ con, Hạ Tưởng chỉ cảm thấy buồn cười, không tức giận gì, liền chắp tay sau lưng đi xung quanh phòng khách. Đi vài bước, phát hiện bộ điêu khắc bọ ngựa bắt ve lần trước Lão Cổ tặng hắn được bày ở một góc phòng khách. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, cái gọi là quốc bảo, khi muốn lấy nó sinh sự, liền lột ra hổ làm văn, chính là quốc bảo. Tạm thời vô dụng, đặt ở một bên, chính là ngọc khí bình thường. Có thể thấy được thị phi đúng sai đều ở lòng người, có đôi khi, xuất phát từ nhu cầu chính trị, đổi trắng thay đen cũng là thủ đoạn không thể thiếu. Liền giống như vừa rồi Lão Cổ thử hắn cũng là một loại thủ đoạn. Trên cơ bản Hạ Tưởng đoán được lập trường của Lão Cổ. Ông là một trong những người phản đối thế lực gia tộc. Bởi vậy, khi hắn nhiệt tình giúp Khâu gia vận tác ứng viên trưởng ban thư ký tỉnh ủy khiến ông cụ rất bất mãn, lại bởi vì mình hỗ trợ Khâu gia liên hợp Mai gia, Lão Cổ lại theo phán đoán từ lúc quen biết mình đến nay, cuối cùng nhận định mình là muốn đi con đường thế lực gia tộc. Cho dù như mắt Lão Cổ có sáng như đuốc, cũng không thể thấy rõ dụng ý đích thực của mình, Hạ Tưởng không biết là may mắn vì mình dụng tâm cao xa,
hay là nên cảm thán ý của mình không được người khác hiểu rõ. Cũng may, sau khi đi lại vài bước, hắn cũng đã nghĩ ra kế sách ứng đối. Chương 666, lý luận về dao làm bếp. Cổ Ngọc từ bên ngoài đi vào với hai tay ướt, đôi tay nhỏ bé trắng mịn bị lạnh mà đỏ bừng, vừa thấy Hạ Tưởng đã nói. Mau giúp em lấy một con dao, em muốn giết anh. Hạ Tưởng hoảng sợ. Em giết anh làm gì? Ái chà, em nói nhầm, là muốn giết cá. Cổ Ngọc nghịch ngợm mà mỉm cười, quay đầu lại hướng trong sân nhìn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Ông nội làm sao mà tức giận thế? Có phải anh đem chuyện của hai chúng ta nói cho ông không, nên ông mới giận? Hạ Tưởng dở khóc dở cười, nữ nhân có lối suy nghĩ không giống với nam nhân, điểm xuất phát để xem xét vấn đề cũng kém rất nhiều, hắn đang muốn xoay người vào bếp lấy dao, ánh mắt liền nhìn vào tay Cổ Ngọc, không khỏi quan tâm nói. Tay em bị lạnh mà đỏ hết rồi, đừng để da tổn thương vì lạnh. Da của em mỏng, bị tổn thương do giá lạnh dễ để lại vết thương, sẽ không đẹp nữa. Cổ Ngọc ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp nhìn Hạ Tưởng không chớp, vừa mừng vừa sợ. Anh thật sự quan tâm em. Hạ Tưởng gật gật đầu, hắn quả thật có chút cảm tình với Cổ Ngọc. Thích tính cách đơn thuần và nghịch ngợm, còn có sự vui vẻ bẩm sinh của cô, cùng một chỗ với Cổ Ngọc, làm cho người ta cảm thấy thoải mái và sung sướng. Cổ Ngọc bỗng chốc cảm động, liền nhào vào lòng của Hạ Tưởng, ô ô mà khóc lên. Anh là người rất xấu, em nghĩ rằng anh chỉ là lừa em một lần, về sau không bao giờ để ý tới em nữa, em còn khóc thầm vài lần. Gặp anh muốn hỏi anh, lại sợ anh chê cười em. Cổ Ngọc khóc giống như một cô bé con, khóc nức nở làm cho người ta thấy thương xót, Hạ Tưởng đang ôm cũng không thể đẩy Cổ Ngọc ra, nhưng bởi vì hai người đang đứng ở trước cửa, sợ để lão Cổ nhìn thấy, hắn liền ôm Cổ Ngọc lui lại sau mấy bước. Không ngờ Cổ Ngọc hiểu lầm ý tứ của Hạ Tưởng, mặt đỏ tới mang tai. Anh muốn làm gì, ban ngày ban mặt, ông nội còn ở bên ngoài, anh đừng sằng bậy. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, trí tưởng tượng của Cổ Ngọc thật phong phú, nghĩ rằng hắn sẽ giữa ban ngày làm chuyện đó, chẳng lẽ động tác của hắn vậy làm cho cô suy nghĩ. Lập tức không thể không kìm nổi cười, bởi vì lúc Cổ Ngọc ôm hắn, ôm lấy cả cánh tay của hắn, nên hắn không thể giơ tay lên, vì vậy khi ôm Cổ Ngọc, tay ôm xuống phía dưới một ít, liền chạm vào mông Cổ Ngọc. Làm như hắn có suy nghĩ xấu thì phải. Hiện tại Hạ Tưởng cũng không có tâm suy nghĩ lệch như vậy. Trong lòng hắn có việc không thể bỏ xuống được, nên một chút hứng thú cũng không có. Tuy nhiên ôm Cổ Ngọc vào trong ngực cảm giác cũng quả thật không tồi, chỗ hai tay chạm vào cũng là xúc cảm 10 phần, nhưng nhịn một chút, vẫn là buông tay, nhỏ giọng nói. Đừng làm cho ông nội thấy, mau buông tay. Cổ Ngọc nghe lời mà buông Hạ Tưởng ra, lại giống như dỗi mà đem đôi tay nhỏ bé ửng đỏ duỗi đến trước mặt Hạ Tưởng. Nhưng lạnh, giúp em hà hơi làm ấm đi. Hạ Tưởng đem tay Cổ Ngọc quả thật là mỹ nhân như ngọc, ngọc thủ động lòng người nắm ở trong lòng bàn tay, chăm chỉ thổi vài hơi ấm. Như vậy Cổ Ngọc mới vui vẻ, nhanh chóng hôn Hạ Tưởng một cái. Em đi nấu cơm cho anh, nhớ kỹ, cố gắng làm ông nội vui. Ông cũng già rồi, có nhiều lúc tính tình giống trẻ con. Thực ra Hạ Tưởng đã sớm muốn đi khuyên nhủ lão Cổ, hắn lấy dao giúp Cổ Ngọc, đi ra bên ngoài, còn chưa đưa dao cho Cổ Ngọc. Đã thấy lão Cổ từ sau núi giả đi qua. Lão Cổ thấy trong tay Hạ Tưởng cầm dao làm bếp, gương mặt đang nghiêm bỗng nhiên mỉm cười. Thế nào, muốn cùng tôi rèn luyện? Hạ Tưởng cũng cười. Phải đấu văn, không cần võ đấu. Phải phát huy tinh thần quân tử động khẩu bất động thủ, nhưng khi động khẩu, nếu một tay cầm dao, một tay giảng đạo lý, khẳng định sẽ vô hình mà mang đến áp lực cực lớn cho đối phương. Lão Cổ nghe thấy Hạ Tưởng nói bóng nói gió. Có chuyện thì nói rõ, đừng có nói vòng vo với tôi là người thô thiển, không giống các cậu người có văn hóa, làm việc rất thích kiểu đầu tiên là nói ba, sau đó mới nói tiếp cho tôi biết ba là từ 1 cộng 2 mà có, hoặc là từ 1 cộng 1 lại cộng 1 mà có, rất phiền toái. Hạ Tưởng đưa dao cho Cổ Ngọc. Dao ở trong tay người xấu, có thể dùng để giết người. Nhưng ở trong tay Cổ Ngọc, lại có thể dùng để giết cá làm món ăn ngon. Sai không phải do dao. Mà do người dùng. Hắn tiến lên dìu đỡ lão Cổ, cười ha hả. Nhiều tuổi, ít tức giận cho thoải mái. Tức làm hại sức khỏe, tức giận người khác, vừa hại sức khỏe của mình vừa chẳng đạt được kết quả gì chỉ phí sức. Lão Cổ không cảm kích, bỏ tay Hạ Tưởng ra. Tôi còn đi được.
đi nhanh về phía trước vài bước mới nói. Có chuyện thì nói thẳng, nói vòng vo nữa là tôi không nghe đâu. Hạ Tưởng đuổi kịp lão cổ, theo ông đi vào một cái đình. Đình không lớn, bên trong có một bàn tròn, trên bàn tròn có khắc bàn cờ có 7 quân cờ. Lão cổ ngồi xuống, Hạ Tưởng cũng đi theo ngồi ở đối diện, tùy tay cầm lấy một quân cờ, cười nói. Cháu đi không phải con đường gia tộc, nói thô tục chút là con đường giao làm bếp. Lão cổ lập tức có hứng thú. Tôi mới nghe nói qua con đường trung gian, hay con đường tả khuynh, chứ chưa nghe nói qua con đường giao làm bếp, cậu nói một chút xem con đường giao làm bếp là làm sao. Cháu trợ giúp Khâu gia mưu cục, lại liên hợp Mai gia, ở mặt ngoài là trợ giúp thế lực gia tộc lớn mạnh, trên thực tế theo góc độ khác mà nói, là làm suy yếu thực lực Ngô gia và Phó gia. Bởi vì sau khi tầm quan trọng của tỉnh Yến được đề cao, khiến rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, thế lực các nhà đều muốn nhúng tay vào thế cục tỉnh Yến. Cháu nghĩ nếu Khâu gia thực lực yếu nhất tỉnh Yến tiến quân tỉnh Yến, không cho Ngô gia thừa cơ nắm bắt vị trí trưởng ban thư ký, Ngô gia sẽ không thể tại tỉnh Yến một mình độc tôn. Hạ Tưởng một bên đùa nghịch quân cờ trong tay, một bên chậm rãi nói. Ngụy Biện, vẫn là để Khâu gia mượn cơ hội lớn mạnh thực lực, tương đương là để thế lực gia tộc nhúng tay vào chuyện của tỉnh Yến, chẳng khác nào là cậu vẫn lấy lòng Khâu gia và Mai gia. Lão cổ vẫn là thở hổn hển nói. Ông cổ, nếu ông để hàng Trình Viễn tới tỉnh Yến, thuận lợi đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, sẽ có kết quả gì? Hạ Tưởng hỏi lại một câu. Ít nhất có thể ngăn cản thế lực gia tộc tiến thêm một bước khống chế tỉnh Yến. Ở mặt ngoài xem là vậy, thực ra là không phải. Hạ Tưởng cẩn thận phân tích tình hình cho lão cổ. Ông nghĩ, cho dù hàng Trình Viễn như ý lên làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ông ta một mình thế đơn lực mỏng, ở tỉnh Yến sẽ có bao nhiêu tiếng nói. Hoặc là bị phó bí thư ép tới mức không ngẩng đầu lên được, hoặc là bị bí thư Diệp áp chế, mà ở trong hội nghị thường vụ, lại có không ít thế lực gia tộc liên kết. Căn bản là ông chẳng làm được gì. Như vậy ở trước mặt ông ta chỉ có hai con đường có thể đi, một là dựa vào bí thư Diệp hoặc chủ tịch tỉnh Phạm, hoặc là dựa vào Ngô gia, Mai gia hoặc Phó gia đã chen vào thế cục tỉnh Yến. Nhưng mặc kệ là lựa chọn gì, đều không có quyền tự chủ, cũng chẳng làm được gì mấy, không trở thành con rối của bí thư Diệp hoặc chủ tịch tỉnh Phạm, thì là bị phụ thuộc mấy nhà kia, liền giống như trưởng ban thư ký tiền ở tỉnh Yến vài năm mà vẫn không có mở ra tình hình mới. Lão cổ chân mày cau lại. Có chút thú vị, tiếp tục nói đi. Đối với thế lực gia tộc, nên phân tán chứ không nên chặn, với thực lực hiện tại của bốn nhà, chặn cũng chặn không được. Cũng không biết vị chiến hữu ông nói là người thế nào, dù sao ông ấy muốn cho hàng Trình Viễn tới tỉnh Yến để cân bằng thế cục không phải một nước cờ tốt, bởi vì hàng Trình Viễn chả có quan hệ gì, tới tỉnh Yến lại càng không có uy vọng, đừng nói cân bằng thế cục, cuối cùng không bị thế cục san bằng là tốt lắm rồi. Cháu nghĩ hàng Trình Viễn tới tỉnh Yến rồi chỉ có một kết quả, đó là tiền đồ chính trị ảm đạm, không có gì làm, cuối cùng chật vật kết thúc. Lời Hạ Tưởng nói làm trong lòng lão cổ nổi lên sóng to gió lớn. Ông vốn nghĩ rằng tuy Hạ Tưởng tại tỉnh Yến mạng lưới quan hệ thâm hậu, nhưng là người trong cuộc thường mê muội thiếu sót, không nghĩ tới, Hạ Tưởng nhảy ra phạm trù tỉnh Yến, đứng ở thủ đô trông về tỉnh Yến phía xa, lấy một ánh mắt của người ngoài cuộc phân tích thế cục tỉnh Yến, cũng có thể nói rất hiểu biết. Nhiều quan điểm còn rất sắc bén, làm cho người ta không thể không tin phục. Lão cổ có cảm giác một lần nữa nhận thức Hạ Tưởng, quen Hạ Tưởng càng lâu, càng phát hiện ra chỗ hơn người của hắn càng nhiều, thật sự là làm cho người ta không hiểu vì sao hắn trẻ tuổi như vậy, lại có được ánh mắt nhạy bén và lịch duyệt hơn người như thế. Con đường giao làm bếp của cậu nghĩa là sao? Lão cổ vẫn có nghi vấn muốn hỏi. Các thế lực ở tỉnh Yến giải rác, bí thư và chủ tịch tỉnh làm theo ý mình. Trong các ủy viên thường vụ cũng có phe phái, trong mấy ủy viên thường vụ Lý Ngôn Hoàng và Cao Tấn Chu là phe Ngô gia, Thôi Hướng và Mã Tiêu là phe Phó gia, Mai Thái Bình thì không cần phải nói, bản thân ông ấy chính là đời thứ hai của Mai gia. Hiện tại vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy bị bỏ trống, bốn nhà đều muốn tranh thủ. Phó gia có động tĩnh hay không cháu không rõ lắm, Khâu gia và Mai gia dù sao đã đạt thành thỏa hiệp, cùng liên kết để Khâu gia đắc thủ, mà Ngô gia là giữ thái độ phản đối kiên quyết. Cháu đã ở trước mặt Ngô Tài Dương chịu đựng tức giận rồi. Hạ Tưởng ha hả cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tuy rằng nói quan hệ giữa cháu và Ngô gia phức tạp nhất, theo lý thuyết cũng là thân cận nhất, nhưng cháu cũng không muốn để Ngô gia nắm bắt ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy, bởi vì nếu Ngô gia đắc thủ, đối với toàn bộ thế cục tỉnh Yến bất lợi,
không phù hợp ý của lãnh đạo muốn cân bằng cục diện tỉnh Yến. Cân bằng, chính là muốn để bốn nhà đều được lợi, lại có chế ước lẫn nhau, mới đạt tới một cục diện cân bằng, mới khiến thế cục tỉnh Yến không đến mức bị một nhà khống chế. Chỉ có cục diện chế ước lẫn nhau, mới là một cục diện yên ổn đoàn kết. Cuối cùng Hạ Tưởng tung ra lý luận giao làm bếp của hắn. Cháu để Khâu Gia tranh thủ vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, có lợi cho Khâu Gia, họ sẽ cảm kích cháu. Cảm kích của Khâu Gia chính là con dao làm bếp khi cháu và Mai Gia đàm phán, Mai Gia có thể xem thường phân lượng của cháu, nhưng phải coi trọng uy lực con dao trong tay cháu. Sau khi cháu giúp Khâu Gia và Mai Gia liên kết, hai nhà chiếm được ưu đãi, bọn họ sẽ đều cảm kích cháu. Sự cảm kích của họ chính là một con dao làm bếp càng to khi cháu đối diện với áp bức của Phó Gia và uy hiếp của Ngô Gia. Ha 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 ha! Lão cổ rốt cục hiểu rõ lý luận dao làm bếp của Hạ Tưởng là gì, ngửa mặt lên trời cười to. Hay cho một con dao làm bếp to lớn, hay cho một con dao làm bếp dọa người, tiểu Hạ, hôm nay xem như cậu làm tôi sợ, cũng thuyết phục được tôi. Hạ Tưởng quả thật đoán đúng, lão cổ tung hàng trình viễn ra, chính là được người khác nhờ thử phản ứng của Hạ Tưởng, bởi vì gần đây hành động của Hạ Tưởng ở thủ đô không chỉ khiến cho Ngô Gia bất mãn, cũng khiến vài lãnh đạo cao cấp vốn đang phản đối thế lực gia tộc rất là bất mãn, cố ý gõ gõ Hạ Tưởng, đừng quá đáng. Lão cổ chính là ứng cử viên tốt nhất để gõ và thử Hạ Tưởng. Thực ra theo ý lão cổ, không cần thử Hạ Tưởng, trực tiếp tìm hắn khởi binh vấn tội là được. Không nghĩ tới, có lãnh đạo cao cấp không đồng ý, nói là thử một chút phản ứng của Hạ Tưởng, tìm hiểu ý tưởng thực sự của hắn. Lão cổ cảm thấy Hạ Tưởng nếu đã làm chuyện trợ giúp Khâu Gia, cũng không có gì. Nhưng vẫn nghe theo lời nhân vật sau lưng nói, tung ra hàng trình viễn tới thử Hạ Tưởng. May mắn, trong lòng lão cổ thầm kêu may mắn, vẫn là người nọ lợi hại, nói là Hạ Tưởng chưa chắc như ở mặt ngoài là muốn đi con đường gia tộc, bởi vì theo ông ta quan sát Hạ Tưởng, trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng dường như còn không nông cạn đến như thế. Nếu hắn muốn theo con đường gia tộc, thì phải đầu phục Ngô Gia từ 2 năm trước, chứ không phải hiện tại mới lựa chọn. Thái độ Ngô Tài Dương ra sao? Lão cổ ý thức được không thể xem nhẹ lực ảnh hưởng của Ngô Gia, hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đem tình cảnh khi gặp Ngô Tài Dương nói ngắn gọn cho ông, cười khổ một tiếng. Cuộc gặp mặt cùng bộ trưởng Ngô là ra về không vui, hơn nữa cũng có khi còn chọc ông cụ tức giận, ở Ngô Gia, coi như cháu là người xấu rồi. Hừ, ông ta có gì mà phải sợ, ông ta dám làm gì cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi sẽ đảm nhận làm con dao làm bếp khác. Thể diện của tôi đừng nói Ngô Tài Dương phải cấp, ngay cả lão Ngô cũng phải nể 3 phần. Lão cổ cũng là hăng hái, khó được thể hiện khí thế. Hạ Tưởng ha hả cười. Ông đừng nói, cháu thật là có ý này, tuy nhiên đến lúc đó ông nhất định phải giúp cháu, nếu không lúc cháu giơ dao lên mới phát hiện, hóa ra trong tay chỉ có chuôi, không có lưỡi, sẽ chẳng dọa được ai. Tôi khi nào thì nói chuyện không giữ lời, trừ phi tôi chết, nếu không... Tôi nhất định làm một con dao làm bếp của cậu. Lão cổ đập bàn một cái. Tôi cũng không tin, bốn lão già Ngô, Mai, Khâu, Phó, có thể muốn làm gì thì làm được. Ngay cả lão cổ cũng dễ dàng nói ra xếp hạng của bốn nhà Ngô, Mai, Khâu, Phó, thì có thể thấy được quả thật hiện tại thế lực bốn đại gia tộc không phải là nhỏ, ngay cả quân đội cũng là cam chịu thực lực của bọn họ. Hạ Tưởng cũng trong lòng tò mò, hỏi. Ông cổ. Vị lão chiến hữu của ông rốt cuộc là ai thế? Lão cổ ha hả cười, khoát tay. Đừng hỏi nhiều như vậy, lúc cần biết tự nhiên cậu sẽ biết. Nếu cậu theo lối suy nghĩ của cậu mà làm tiếp, đừng nói tôi không dám cam đoan, ít nhất lúc tôi còn sống, tôi có thể bảo vệ cậu không bị người khác làm thương tổn. Nếu ai dám động đến cậu, đầu tiên phải hỏi tôi một chút xem có đồng ý hay không. Có lời hứa đáng giá nghìn vàng của lão cổ đảm bảo, Hạ Tưởng liền kiên định rất nhiều. Cảm ơn ông cổ, có trong tay con dao làm bếp chém sắt như bùn của ông, cháu có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng. Lão cổ ha hả mỉm cười, tuy nhiên vẫn là không có lạc quan mù quáng. Dao làm bếp đấu dao làm bếp, chúng ta không bị thua. Nhưng cẩn thận âm mưu quỷ kế của đối phương, liền phải cẩn thận đề phòng. Tôi dùng kế không giỏi, tính toán hay nhiễu loạn, cậu thì giỏi, thì do cậu tự ứng phó là được. Lời này dường như không phải lời khen, bởi vì lúc lão cổ nói, luôn nhếch miệng. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý nhiều như vậy, cười hỏi. Hôm nay cháu có được ăn cơm không? Có,
Đương nhiên là có, con bé Cổ Ngọc làm không ít, đều là thứ cậu thích ăn. Nói đến Cổ Ngọc, lão Cổ bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Cổ Ngọc gần đây hay nhắc tới cậu, có đôi khi còn đỏ mặt, có phải cậu đã làm gì nó hay không hả? Không có, tuyệt đối không có. Hạ Tưởng Hiên ngang lẫm liệt mà một mực phủ nhận. Ông có thể nói cháu, nhưng không thể nghi ngờ lung tung cháu gái mình, đúng hay không? Cổ Ngọc là cô gái tốt, không phải người tùy tiện. Cả đời tôi chỉ có một nữ nhân, là tình cảm từ những năm tháng cách mạng, nói thật, tôi không quá hiểu biết cô gái hiện tại muốn cái gì thích cái gì, tuy nhiên tôi biết rõ, Cổ Ngọc rất có hảo cảm với cậu, nếu cậu có ý đồ gì xấu, nó tuyệt đối không thể tránh được, cho nên tôi muốn cảnh cáo cậu một chút, Tiểu Hạ, cậu cũng không được lợi dụng Cổ Ngọc, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Hạ Tưởng trong lòng lộp bộp một chút, có đôi khi không phải hắn muốn như thế nào, mà là việc luôn phát sinh ngoài ý muốn. Hắn thực không muốn lợi dụng, nhưng có Mỹ Ngọc thơm ngát trong lòng, hắn là nam nhân bình thường, không kiềm chế được cũng rất bình thường. Đương nhiên, lý do có đầy đủ thế nào cũng không có thể giải thích với ông. Sau này phải nói cô bé ngốc Cổ Ngọc cho tốt, đừng có luôn ở trước mặt lão Cổ thất thần, khiến lão Cổ nhìn ra manh mối gì sẽ không tốt lắm, giống như hắn gặp một người yêu một người. Trên thực tế cho tới bây giờ, chỉ có vài nữ nhân hắn yêu thực sự, Tào Thù Lê là không cần phải nói, Liên Nhược Hạm là một, Tiếu Giai cũng có cảm tình có nguyên nhân ở bên trong, cuối cùng chính là Cổ Ngọc, hắn hiện tại cũng quả thật có chút tình cảm với Cổ Ngọc. Mà đối với Mai Hiểu Lâm, có lẽ thật sự chỉ thích hợp làm một hồng nhan tri kỷ. Giữa trưa, Cổ Ngọc làm một bàn đồ ăn phong phú rất ngon miệng, Hạ Tưởng và lão Cổ khá vui vẻ, liền mở một chai rượu, uống vào mấy ngụm. Sau khi ăn ít đồ ăn, Cổ Ngọc liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn để hỏi trưng cầu ý kiến của hai người. Lão Cổ nói, ăn ngon, là lần cháu nấu ăn ngon miệng nhất từ trước đến nay. Hạ Tưởng cũng tốt, ăn ngon thật, tuy nhiên nếu dựa theo cách anh nói thay đổi một chút, thì càng ngon hơn. Cổ Ngọc vội hỏi, là cái gì? Cho ít nước tương thôi. Cổ Ngọc bực mình, làm bộ muốn đánh Hạ Tưởng. Làm cho ông nội có vẻ mặt hồ nghi mà nhìn chăm chú Hạ Tưởng và Cổ Ngọc. Cổ Ngọc sợ tới mức lè lưỡi, vội vàng thu tay, giải thích. Trước kia ở tổ lãnh đạo, anh ấy tính tình tốt, có cô nữ đồng sự hay nói đùa với anh ấy, động cái là đánh anh ấy, cháu cũng đi theo bắt trước làm vậy. Bịa, cực kỳ bịa chuyện, Hạ Tưởng nheo mắt nhìn Cổ Ngọc một cái, phát hiện trong mắt Cổ Ngọc cười giảo hoạt, nghĩ thầm rằng nữ nhân đơn thuần cũng có một tâm tư phức tạp, Cổ Ngọc cũng biết gạt người. Sau khi nói chuyện, Hạ Tưởng cùng ông Cổ nói trong chốc lát, lại hàn huyên tán gẫu thế cục trước mắt. Lão Cổ không nói ông là người phát ngôn cho ai, Hạ Tưởng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao hắn cũng rõ ràng lập trường của ông, biết về sau nên nói chuyện như thế nào với Lão Cổ. Buổi chiều hơn 2 giờ, lúc chuẩn bị ra về, Lão Cổ nhận một cuộc điện thoại. Tiếp điện thoại xong, cao hứng mà nói với Hạ Tưởng. Có một cuộc gặp, cậu nhất định phải tham gia. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt tươi cười của ông, liền hỏi. Có chuyện tốt gì hả ông? Là một buổi họp mặt chúc Tết nội bộ, chính là sẽ không công bố ra ngoài để thăm hỏi một vài đồng chí cán bộ lão thành, cậu có thể theo đi cùng, đến lúc đó sẽ có một vài lãnh đạo trung ương tham gia. Cơ hội tốt, Hạ Tưởng mỉm cười. Đương nhiên tốt, mở mang kiến thức cũng là chuyện tốt. Chào tạm biệt lão Cổ, Cổ Ngọc đưa Hạ Tưởng ra cửa, đưa đến tận bên ngoài. Cô mới nhỏ giọng nói. Khi nào anh lại đến thăm em? Hạ Tưởng lắc đầu. Mấy ngày nay là không có thời gian, phỏng chừng còn phải quay về thành phố Yến. Anh cùng lắm ở thủ đô nốt ngày mai, ngày kia phải trở về. Hạ Tưởng mùng 7 còn phải trực, tuy hắn là bí thư, không đi cũng không ai nói gì, nhưng hiện tại quận Hạ Mã là lúc đi vào quỹ đạo, hắn phải làm gương tốt dẫn đầu. Chương 667, một là một, hai là hai. Vậy được rồi, em cũng không cố ép anh. Cổ Ngọc cắn cắn môi, lại hì hì cười. Cái tên Trịnh Nghị kia rất đáng ghét, mỗi ngày đưa hoa tặng quà, em không thích hắn, làm sao bây giờ? Là một cô gái, còn là một cô gái xinh đẹp, đối với việc làm cách nào cự tuyệt nam nhân theo đuổi, mỗi người đều có một cách riêng, anh tin tưởng em cũng có, sẽ không cần anh dạy cho em, đúng hay không? Hạ Tưởng liền trêu đùa Cổ Ngọc vài câu, kỳ thật hắn biết rõ Cổ Ngọc thông minh thế. Làm sao không thoát khỏi sự đeo bám của Trịnh Nghị? Cô chỉ là mượn cơ hội làm núng, cô muốn nhìn xem hắn có quan tâm cô hay không thôi. Ừ,
Cổ Ngọc quả nhiên không nói thêm về Trịnh Nghị, lại nói một câu khiến Hạ Tưởng hoảng sợ. Lần trước khi cùng anh làm chuyện đó, vừa lúc là kỳ nguy hiểm của em, sau đó kinh nguyệt liền chậm lại. Hả? Hạ Tưởng vô cùng giật mình, không phải một phát súng trúng tâm chứ, chỉ một lần mà khiến cho Cổ Ngọc mang thai. Ngay cả hắn cũng không thể tin được chính mình cũng quá thần kỳ, liền vội vàng hỏi một câu. Hiện tại thì bình thường rồi chứ? Đương nhiên tốt rồi, lại bình thường, em còn tưởng rằng là mang thai, kết quả không có, làm em sợ nhảy dựng. Cổ Ngọc vỗ vỗ cánh tay Hạ Tưởng. Em còn trẻ, không nghĩ sinh con đâu. Về sau anh chú ý một chút, lúc muốn ức hiếp người ta phải tính ngày lành, nếu không anh đừng mong đụng tới em. Cổ Ngọc nhanh nhẹn mà chạy đi, nhìn bóng dáng vô ưu vô lự, vô tư không lo nghĩ của cô, Hạ Tưởng không khỏi cảm thán. Có đôi khi ngẫm lại có tính cách như Cổ Ngọc cũng là một loại hạnh phúc khó kiếm, không giữ trong lòng chuyện gì, muốn tức giận liền tức giận, nhưng tức giận không vượt qua 3 phút, sau đó thì lại vui vẻ cười nói. Nếu có thể đem hạnh phúc trở thành một việc đơn giản, làm người cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều. Chỉ có điều, tuyệt đại bộ phận mọi người không làm được điểm này. Hạ Tưởng lái xe về nhà, thấy thời gian còn sớm, cũng không sốt ruột. Về cơ bản hắn ở thủ đô người nên gặp thì đã gặp rồi, giờ chỉ chờ ngày mai đi cùng lão Cổ tham gia buổi tụ họp, sau đó ngày kia trở về thành phố Yến, bắt đầu bắt tay vào bố cục quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã, sau Tết còn nhiều việc phải làm. Lúc gần đến nhà, hắn gặp ven đường không ít quán nhỏ bán hoa quả, liền đi xuống xe mua ít hoa quả. Nhớ là Tiểu Liên Hạ thích ăn táo nhất, hắn liền mua 2 thùng táo đem lên xe. Cái này Tiểu Liên Hạ và hắn rất giống nhau, hắn từ nhỏ chính là thích ăn táo. Táo được xưng vua hoa quả, không có bất cứ tác dụng phụ gì, là hoa quả ôn tính, ăn vừa không gây nóng cũng không hạ hỏa, hơn nữa nghe nói còn có thể đề cao trí lực, bởi vậy táo còn được gọi là quả trí lực. Về đến nhà, Hạ Tưởng đem táo lên lầu, hôm nay tâm tình hắn không tồi, quyết định ngay trước mặt Liên Nhược Hạm và Tiểu Liên Hạ, biểu diễn một chút tuyệt kỹ gọt táo của hắn. Năm đó khi hắn mới tới nhà Tào Vĩnh Quốc, chính là dùng một tay hành văn liền mạch lưu loát gọt táo khiến Tào Thù Lê xem chăm chú không ngừng. Hạ Tưởng lén lút vào cửa, không cần gõ cửa, chính là muốn cho mẹ con Liên Nhược Hạm một tin vui bất ngờ. Hắn nhấc cao chân, đi nhẹ, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng. Liếc mắt một cái nhìn thấy người ngồi ở giữa phòng lập tức sững sờ tại chỗ. Có Liên Nhược Hạm, Tiểu Liên Hạ cũng có. Liên Nhược Hạm lẳng lặng mà ngồi trên sofa, vẻ mặt đoan trang. Tiểu Liên Hạ lại hồn nhiên không phát hiện không khí ngưng trọng, chỉ mải đuổi theo quả bóng. Mà ngồi ở giữa sofa là một người tóc hoa râm, thân hình cao lớn, gương mặt chữ điền, dù Hạ Tưởng chưa có gặp qua ông, nhưng hắn mới thấy Ngô Tài Dương, lại quen thuộc với Ngô Tài Giang. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra người trước mắt chính là ông cụ Ngô gia. Trời ạ, ông cụ Ngô gia tự mình đến thăm hỏi, thật sự là bất ngờ lớn ngoài dự đoán. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng cùng Ngô gia so chiêu hẳn là phải tạm ngừng một thời gian, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không có tiếp xúc gì, bởi vì năm sau khắp nơi động viên lực lượng, là va chạm giữa mấy nhà, điều hắn cần chỉ là khi cần nhân vật số 1, số 2 ở tỉnh Yến tỏ thái độ, nói một chút với Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng. Chu toàn một chút. Trên cơ bản lần trước giữa hắn và Ngô Tài Dương tan rã trong không vui, khẳng định sẽ làm ông cụ Ngô ra bực mình, cho dù không đến mức lập tức ra tay chèn ép hắn, khả năng cũng ở lúc thích hợp, sẽ thông qua một vài con đường lại gõ gõ hắn. Hơn nữa sau khi ông cụ Ngô ra hướng Liên Nhược Hạm đề xuất ám chỉ, hắn cũng không chủ động đến nhà thăm hỏi, ông cụ Ngô ra khẳng định cũng sẽ rất có ý kiến với hắn, nói không chừng lại lần nữa đưa hắn tới góc xó xỉnh nào đó. Tuyệt đối không ngờ, chẳng qua cách không đến một ngày, ông cụ lại đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Còn trực tiếp ngồi ở trên sofa trong tổ ấm của hắn và Liên Nhược Hạm, khiến cho Hạ Tưởng giật mình, không nghĩ được gì, đầu óc trong nháy mắt còn có chút thất thần, không hiểu ông cụ Ngô gia tự mình đến nhà rốt cuộc ý muốn ra sao. Hạ Tưởng đang ôm một thùng táo, sững sờ ở cửa, bộ dáng cực kỳ quái dị. Tiểu Liên Hạ đang đuổi theo quả bóng phát hiện Hạ Tưởng trở về. Lập tức cao hứng mà nhảy dựng lên. Ba ba đã trở lại. Sau đó liền nhào tới, ôm hai chân Hạ Tưởng. Phụ tử tình thâm, có thể thấy rất rõ. Hạ Tưởng vội buông thùng táo, ôm Tiểu Liên Hạ vào lòng. Con trai, có nhớ ba không? Nhớ. Tiểu Liên Hạ muốn khẳng định mà đáp, sau đó dùng tay sờ sờ mặt Hạ Tưởng. Bẩn. Hạ Tưởng lúc chọn táo, trên mặt có ít bùn, hắn ha hả cười.
lấy tay lau đi, sau đó mới ôm Liên Hạ đến trước mặt ông cụ Ngô gia, cung kính nói. Lão nhân gia, chúc mừng năm mới. Một câu, lão nhân gia, hàm nghĩa phong phú, ông cụ Ngô gia chau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui, nhưng hay là không tức giận, gật gật đầu. Hạ Tưởng, tôi có lời muốn hỏi cậu, cậu ngồi xuống. Không, cháu là phải đứng, thế mới tốt, ở trước mặt ông, không có chỗ cháu ngồi. Hạ Tưởng thái độ khá tốt, vô cùng đoan chính mà đứng ở trước mặt ông cụ Ngô gia, hơi hơi cúi đầu. Cậu cũng biết tôi là ai, giữa chúng ta không cần phải khách sáo nữa. Ông cụ Ngô gia cũng không có đứng dậy, ngồi bất động, sau đó lại uy nghiêm mà nhìn Liên Nhược Hạm một cái. Nhược Hạm, cháu và Liên Hạ lên lầu đi. Liên Nhược Hạm chần chừ một chút, nhìn Hạ Tưởng một chút, mới ôm Liên Hạ đi lên lầu, lúc gần đi còn dùng ánh mắt hướng Hạ Tưởng ra hiệu, khiến hắn không cần kích động. Hạ Tưởng hiểu, chắc chắn hắn sẽ không kích động, sẽ không phát sinh xung đột gì với ông. Nếu thực sự là không cùng chí hướng thì không thể ngồi chung thảo luận, cũng không đến mức như với Ngô Tài Dương, kết cục không vui mà về. Hạ Tưởng cũng quyết định, hôm nay ông lão nói cái gì là cái đó, hắn không phản bác không giải thích, cũng không tranh luận, lại càng không đi thuyết phục ông cụ, hắn chỉ để ý nghe, sau khi nghe xong có làm hay không, thì lại là một chuyện khác rồi. Ông cụ ngưng thần nhìn Hạ Tưởng một lúc lâu, muốn cười, nhưng không có cười, mà là thở dài một tiếng. Kỳ thật cậu đúng là một người trẻ tuổi không tồi, đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ông một bên lắc đầu, một bên thở dài, sau đó lại đứng lên, lấy tay chỉ ra bên ngoài. Vẫn là ra bên ngoài đi dạo một chút tốt hơn. Để cháu đỡ ông. Hạ Tưởng đúng lúc mà đỡ ông cụ. Ông cụ cũng không lảng tránh, tùy ý Hạ Tưởng đỡ, một già một trẻ đi ra bên ngoài. Sân không lớn, lại là buổi chiều, trời chiều lặn xuống ở hướng Tây, gió Bắc thổi tới. Có cảm giác rất thê lương. Ông cụ Ngô gia đi vài bước, tiếng nói có chút tang thương. Trời chiều vô cùng tốt, chỉ có điều gần hoàng hôn. Người già, có đôi khi hay nghĩ nhiều chuyện, liền phức tạp một ít, hơn nữa mềm lòng hơn nhiều so với thời còn trẻ. Hạ Tưởng cẩn thận nghe, vẻ mặt mỉm cười, khiến cho ông cụ Ngô gia trong lòng âm thầm tán thưởng. Vừa rồi ông nói hai từ, đáng tiếc, lấy địa vị của ông, nếu còn tại vị. Hai từ, đáng tiếc, đủ để cho một bí thư tỉnh ủy ngủ không yên. Chính là hiện tại không tại vị, nếu có vị quan to một tỉnh nào bị ông giáp mặt nói thành, đáng tiếc, cũng sẽ sợ tới mức ăn không ngon ngủ không yên, ít nhất cũng phải vô cùng cung kính hướng ông thỉnh giáo rốt cuộc đáng tiếc ở nơi nào. Hạ Tưởng lại giống như hồn nhiên vô sự, cũng không hỏi vì sao, đối với kết luận của ông tuyệt không để ở trong lòng, khiến cho ông cụ không khỏi thầm khen một câu, mặc kệ Hạ Tưởng là giả bộ cũng tốt. Là thật tâm cũng tốt, sự trấn tĩnh đó, chính là trong số người trẻ tuổi mà ông gặp, có một không hai. Biệt thự của Liên Nhược Hạm có sân không lớn, hai người đi vài bước, đứng đón trời chiều, bóng dáng hai người lại nghiêng dài. Tôi rất thích Liên Hạ, có nó, khiến bệnh tình của tôi có thể chuyển biến tốt đẹp. Tôi cũng rõ, nếu không phải Liên Hạ, nói không chừng cái thân già này đã không thể gắng gượng nổi. Từ chuyện này mà nói, chuyện giữa cậu và Nhược Hạm. Cũng không phải đều là sai lầm, cũng có một mặt có lợi. Ông cụ và Ngô Tài Dương không giống nhau, ông trực tiếp từ thân tình mà nói. Mọi chuyện trên đời này, đều là có lợi thì có tệ, không có thập toàn thập mỹ, cho nên tuy rằng tôi trách cậu, nhưng hiện tại cũng không vì chuyện của Nhược Hạm mà ghi hận cậu, làm người cần nhìn về phía trước. Vâng, ông nói rất đúng, cảm tạ sự khoan hồng độ lượng của ông. Hạ Tưởng không tiếp lời, mà chỉ thích hợp tỏ vẻ cảm tạ. Ông cụ Ngô gia bỗng nhiên ha hả cười. Hạ Tưởng, cậu là muốn đi con đường trung gian, con đường tả khuynh, hay là muốn dựa vào một nhà nào đó? Ông cụ Ngô gia đưa vấn đề rất trực tiếp, Hạ Tưởng liền không thể không ngay mặt trả lời. Hiện tại tầm mắt của cháu còn thấp, trước mắt cứ quản lý quận Hạ Mã mới là chuyện trọng yếu. Thực ra Hạ Tưởng là trả lời cho có, ý là con đường nào hắn cũng không đi. Nhưng người trong quan trường... Không có khả năng con đường nào cũng không đi, hơn nữa Hạ Tưởng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã bước vào hàng ngũ cấp phó giám đốc sở, phải có ánh mắt lâu dài. Bởi vì khi tới cấp sở, một khi chủ quản một phương, phải có đường đi kiên định, nếu không sẽ đi không dài được. Ông cụ thấy Hạ Tưởng tránh nặng tìm nhẹ, vô cùng không vui nói. Cậu trợ giúp Khâu Nhân Lễ, đồng thời liên hợp Mai Thái Bình, còn giới thiệu Tiền Cẩm Tùng và Khâu Nhân Lễ quen biết, mỗi một việc đều bất lợi cho Ngô gia.
tôi có thể cho rằng cậu đã đứng ở mặt đối lập với Ngô gia hay không, không để ý chuyện Nhược Hạm và Liên Hạ là người Ngô gia, nhất định muốn đối nghịch đến cùng với Ngô gia. Ông à! Hạ Tưởng lần đầu tiên thành khẩn mà kêu ra một tiếng, ông, sau đó hắn lại khẽ lắc đầu nói. Ông nói không đúng, cháu làm như vậy vừa không là trợ giúp Khâu gia, cũng không phải tổn hại ích lợi Ngô gia, chỉ là xem xét thời thế thuận theo trào lưu mà hành động. Giống như cháu tại thành phố Yến, giúp Phù Phồn Nhiên mà giới thiệu Lý Đinh Sơn và Cao Hải quen biết, chỉ là cho rằng ở tình thế hiện tại, Phù Phồn Nhiên và Lý Đinh Sơn, Cao Hải quen biết, có lợi cho duy trì thế cục cân bằng thành phố Yến, mà không phải vì giúp Phù Phồn Nhiên liên hợp Lý Đinh Sơn và Cao Hải tại thành phố Yến hình thành thế lực mới. Cũng như vậy, cháu trợ giúp Khâu gia, vì cho rằng giai đoạn hiện tại Khâu gia ở tỉnh Yến mở ra cục diện mới, so với Ngô gia, Mai gia và Phó gia hay bất cứ một nhà nào ở tỉnh Yến gia tăng lực lượng sẽ có lợi cho thế cục cân bằng của tỉnh Yến, càng có thể duy trì cục diện chính trị hiện tại yên ổn đoàn kết, cho nên cháu mới trợ giúp Khâu gia. Khẩu khí rất lớn. Ông cụ Ngô gia nửa là vui đùa nửa là trêu cợt. Mới chỉ có là một bí thư quận ủy nho nhỏ, hiện tại nói lý do, lại là người có hoài bão, làm cho người ta nghe xong, còn tưởng rằng cậu là bí thư tỉnh ủy. Xem xét thời thế, thuận theo trào lưu, người trẻ tuổi, cậu có biết hiện tại là thế cục gì? Cậu có biết về sau là trào lưu gì? Tuổi trẻ không phải lấy cớ mà nói mạnh miệng. Bị ông cụ vừa châm chọc vừa khiêu khích, Hạ Tưởng tuyệt không tức giận, thái độ ông cụ thì hắn đã tính trước. Hôm nay ông cụ không mời mà tới, khẳng định là đến thăm Liên Hạ. Thăm Liên Hạ có lẽ chỉ là một trong các mục đích của ông cụ, chứ không phải toàn bộ mục đích. Ông cụ vẫn lo lắng, khả năng đã biết thái độ của Ngô Tài Dương không tốt lắm, mới hạ mình tìm đến, cũng là vì cùng hắn tiếp xúc, để tránh hắn chết mà không thay đổi, trong khi tranh đấu bị Ngô gia ngộ thương. Bởi vậy có thể thấy được, ông cụ quả thật còn sự yếu lòng, có lẽ quả thật hắn quan tâm tới ông nhiều hơn Ngô Tài Dương một chút. Hạ Tưởng ở bên cạnh ông cụ, hắn đang đứng thẳng, dáng người so với ông cụ cũng không cao hơn là mấy, có thể thấy được lúc ông cụ còn trẻ, cũng là người thân hình cao lớn tướng mạo uy vũ, tuy nhiên lúc này, dưới bóng chiều chiếu rọi, lúc gió bắc thổi, bóng dáng ông cụ ở trong mắt Hạ Tưởng cũng là tiêu điều, hơn nữa ông còn hơi hơi cong lưng, tóc hoa dâm chuyển động theo gió, như cây cỏ điêu tàn trong gió lạnh. Trong nháy mắt, lòng Hạ Tưởng mềm xuống, rất muốn cho ông cụ một câu an ủi thân thiết, rất muốn cho ông một lời hứa hẹn trịnh trọng. Nhưng sau một lát hắn lại khôi phục bình tĩnh, biết lập trường chính trị phải kiên định, không thể có nửa điểm nhu tình và lùi bước. Ở vấn đề quan trọng trước mặt, hắn thỏa hiệp chẳng những là không có trách nhiệm với bản thân, cũng là không có trách nhiệm với Ngô gia. Hơn nữa hắn đã đồng ý với Khâu gia, không có khả năng lật lọng. Đừng nhìn hiện tại Khâu gia và Mai gia đều cùng hắn quan hệ không tồi, nhưng chỉ cần hắn một lần đổi ý, lập tức sẽ bị hai nhà ghét bỏ, sẽ khó có được tín nhiệm của hai nhà một lần nữa. Đường đã đi một nửa, không có khả năng đi lại từ đầu. Huống chi cho dù đi lại từ đầu, một lần nữa dựa vào một nhà, đều không phải là ước nguyện ban đầu của hắn. Hạ Tưởng liền cười vì sự châm biếm của ông cụ. Trước khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, ai cũng không thể khẳng định lựa chọn của bản thân là chính xác. Từ lúc cháu quen biết Nhược Hạm luôn luôn suy nghĩ, có phải nên đi một con đường gia tộc hay không? Phụ thuộc vào một đại gia tộc, khẳng định có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, đồng thời cũng sẽ giảm đi phiêu lưu, có thế lực gia tộc nâng đỡ. Tốc độ lên chức là sẽ nhanh một ít, cũng càng ổn định, nhưng đồng thời cũng dễ dàng trở thành vật hy sinh chính trị của gia tộc. Ông cụ Ngô gia khoát tay. Chính mình không có năng lực, không dựa vào gia tộc, cũng sẽ ở vô hình chung trở thành vật hy sinh cho người khác. Cậu có thể làm tốt vị trí của mình, nhưng chớ quên, bên trong Ngô gia, Tài Giang đối với cậu có hảo cảm, ít nhất ở lúc tôi còn sống, Tài Dương cũng sẽ không dễ dàng động chạm cậu. Có hai điểm cam đoan này. Cậu tiến vào trung tâm hệ thống Ngô gia, có trăm lợi mà không một hại. Ông cụ quả thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ Hạ Tưởng, dù ông nói hay không, Hạ Tưởng cũng có thể đoán được mục đích thực của ông cụ. Ông quả thật đã già, giống những ông cụ bình thường, tới lúc nên vui đùa với con cháu, không muốn mất đi Liên Hạ. Ông cụ hiểu chỉ có thể lay động hắn bằng tình cảm, kỳ thật chẳng phải cũng có tâm lý lo ngại mất Liên Hạ sao. E sợ cho chính mình và Ngô gia sau khi trở mặt. Liên Nhược Hạm lại giận dữ mang theo Liên Hạ đi Mỹ, không quay trở về. Có lẽ ở sâu trong nội tâm ông cụ, đã coi Liên Hạ trở thành chỗ dựa duy nhất trong sinh mạng của ông. Người qua cơn bệnh nặng, cũng đã trải qua sinh tử, khi còn sống đối với sinh tử đặc biệt để ý, và rất quý trọng.
Liên Hạ, chính là phúc tinh may mắn của ông cụ. Mặc kệ đi đến đâu, cháu đều khuyên Nhược Hàm ở lại với ông, nếu cô ấy mang theo Liên Hạ về Mỹ, cháu cũng sẽ ngăn lại, để cô ấy và Liên Hạ ở bên cạnh ông. Hạ Tưởng không có trả lời thẳng vấn đề của ông cụ, mà là nói ra chuyện ông cụ quan tâm nhất. Ông cụ rốt cục biến đổi sắc mặt, nhìn Hạ Tưởng đánh giá vài lần, muốn nói cái gì, lại hóa thành một tiếng thở dài. Cậu thật sự là một thanh niên tuyệt đỉnh thông minh, nhìn nhận điểm chính của vấn đề rất chuẩn xác, có thể biết rõ mỗi người cần nhất là cái gì, không trách được cậu ở tỉnh Yến có mạng lưới quan hệ rộng rãi. Hạ Tưởng chỉ có lẳng lặng nghe ông cụ nói, không phát biểu ý kiến, cũng không nói theo. Ông cụ Ngô gia chỉ biết, Hạ Tưởng cũng là một người bướng bỉnh, giống Liên Nhược Hàm, có đôi khi ở mặt ngoài cung kính và lễ phép, nhưng một là một, hai là hai, một khi quyết định chuyện gì, rất khó thay đổi. Trách không được Liên Nhược Hàm và hắn đi đến cùng nhau, hóa ra ở dưới khuôn mặt ôn hòa của hắn, cũng có một sự cố chấp. Ông cụ Ngô gia bỗng nhiên lấy tay chỉ ra xa có một ghế dài. Đi, qua chỗ đó ngồi. Hạ Tưởng vẫn như cũ tươi cười không giảm. Đỡ ông cụ vào ghế ngồi xuống. Bên cạnh ghế là một xích đu, chắc là chỗ Liên Hạ hay chơi đùa. Nếu vào mùa hè, trong vườn một mảnh xanh mát, lại có tiếng cười ngây thơ của Liên Hạ vang vọng, sẽ là cảnh tượng động lòng người đến cỡ nào. Hạ Tưởng vốn muốn ngồi ở bên phải ông cụ, nhưng có gió bắc thổi, ông cụ sẽ ngồi ở đầu gió, hắn liền đổi bên, ngồi ở tay trái ông cụ, chặn gió lạnh cho ông cụ. Tuy là một chi tiết nhỏ, cũng khiến trong lòng ông cụ ấm áp. Ngô Tài Dương cũng tốt, Ngô Tài Giang cũng tốt, trong số con cháu ba đời của Ngô gia, ai có thể có xảo trá và cẩn thận giống Hạ Tưởng, còn có một phần hiếu thảo đáng quý này. Trong lòng ông hơi cảm thán, đáng tiếc thật, không thể chính thức để Hạ Tưởng vào bên trong hệ thống Ngô gia, thật sự là một chuyện thiên đại tiếc nuối. Tuy nhiên là như thế, mới chứng minh chỗ đáng quý của Hạ Tưởng. Hắn không cầu Ngô gia ban ân, lại vẫn như cũ có thể làm được cẩn thận chu đáo mà kính trọng với ông. Phần tâm tình này, người bình thường sẽ làm không được. Chính là Ngô Tài Dương và Ngô Tài Giang cũng làm không được, đương nhiên, cũng là bởi vì hai người địa vị rất cao, nên tự cao thân phận. Nhưng mặc kệ như thế nào, Hạ Tưởng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chẳng những mỉm cười đỡ ông, còn chắn gió cho ông, khiến cho ông cụ cảm thán một phen, lần đầu tiên trong lòng thấy áy náy với Hạ Tưởng. Bởi vì hôm nay ông cố ý đến gặp mặt Hạ Tưởng, một là muốn nói chuyện với Hạ Tưởng. Hai là ông cũng tò mò về Hạ Tưởng, muốn chính mắt trông thấy Hạ Tưởng. Ba là cho tới hôm nay mới chính tai nghe được một chuyện làm ông khiếp sợ. Liên Nhược Hàm từ Mỹ trở về, là do Hạ Tưởng tận tình khuyên bảo nên mới về. Chương 668, đối xử chân thành. Chính miệng Ngô Tài Giang nói cho ông, lúc ông bệnh tình nguy cấp, Hạ Tưởng liền ra mặt khuyên bảo Liên Nhược Hàm về nước, còn chủ động đề xuất cho Liên Hạ mang họ Ngô, chính là vì để ông vượt qua nguy hiểm, cho ông được an ủi. Cả đời ông cụ dù tung hoành quan trường, sóng gió gập ghềnh, cũng chỉ là con người, có xúc động, có cảm tình, Hạ Tưởng âm thầm làm nhiều việc vì ông như vậy, chẳng những không cảm kích, sau khi khỏe bệnh lại ra tay chèn ép Hạ Tưởng. Làm hại Hạ Tưởng thiếu chút nữa đã mất chức, nếu mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng không thâm hậu, quan hệ vững chắc, chỉ sợ ngay cả chức chủ tịch quận cũng không làm được. Ngay cả như vậy, Hạ Tưởng yên lặng mà chịu đựng sự chèn ép của ông, cũng không có bảo Liên Nhược Hàm rời khỏi. Ông cụ hiểu rõ trong lòng, Liên Nhược Hàm vẫn ở lại, vẫn là Hạ Tưởng có ảnh hưởng lớn nhất, nếu Hạ Tưởng để cô rời đi, thì cô đã sớm bay trở về Mỹ. Hạ Tưởng lấy ơn báo oán, ông cụ Ngô gia vẫn không biết Hạ Tưởng mưu đồ là gì, là mưu đồ quyền thế Ngô gia, hay là muốn từ Ngô gia được ích lợi lớn hơn nữa. Trong lòng ông khó hiểu, lại khó chịu, nên hôm nay muốn đích thân tới đây một chuyến, giáp mặt nói chuyện với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại cự tuyệt ý tốt của ông. Khiến cho trong lòng kinh ngạc một chút, Hạ Tưởng thật sự làm ơn không cần hồi báo. Hắn nhẫn nhịn bị chèn ép, để mẹ con Liên Nhược Hàm vẫn ở lại Ngô gia, chẳng lẽ thật sự không phải vì giành ích lợi lớn hơn? Cho dù không tin, nhưng Hạ Tưởng kiên định mà cự tuyệt đề nghị của ông, để cho trong lòng ông cụ hiểu được, Hạ Tưởng không phải làm bộ, cũng không phải lấy mẹ con Liên Nhược Hàm uy hiếp, mà hắn là thật sự xuất phát từ việc để thân thể của ông hồi phục mà suy nghĩ, cái khác không nói. Riêng việc hiếu thảo này, khiến cho ông cụ cảm thấy ấm áp mà lâu rồi không cảm nhận được. Một người trẻ tuổi xa lạ có một phần thật tâm với mình, hơn nữa còn không cần hồi báo, nếu là ai, cũng sẽ là thực sự cảm động. Cậu nói xem, vì sao cho rằng Ngô gia lấy không được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy?
ông cụ rốt cuộc đã già, bắt đầu yếu lòng, không còn có khí phách như xưa, mà là lấy một giọng điệu bình thường như nói việc nhà, và như kiểu nói chuyện phiếm để nói về thế cục trước mắt. Cậu cũng không rõ thực lực chân chính của Ngô gia, cũng không biết lực ảnh hưởng của Ngô gia ở Trung ương, ánh mắt của cậu chỉ giới hạn ở tỉnh Yến, làm sao có khả năng đưa ra kết luận này. Tôi rất có hứng thú, đem phân tích của cậu nói ra, tôi xem có hợp lý hay không. Hạ Tưởng nhạy bén phát hiện cảm xúc biến hóa của ông cụ, cùng với thái độ chuyển biến, hắn bình tĩnh, mỉm cười. Ông à, thực ra ông cũng có thể biết một chút, sau khi, bốn đại gia tộc, trở thành một danh xưng ước định mà thành. Mang đến cho bốn nhà nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cây to đón gió, từ thực lực bốn nhà mà tăng cường thêm, hiện tại thế lực bốn đại gia tộc đã qua độ mở rộng, bắt đầu có năng lực ảnh hưởng đến quyết sách của Trung ương và địa phương, là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. Với bản thân bốn đại gia tộc, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng với cả quốc gia và quảng đại dân chúng mà nói, cũng là chuyện xấu. Bốn đại gia tộc thế lực càng lớn mạnh, lại càng đối lập với dân chúng, lại dễ dàng làm cho lãnh đạo cấp cao cảnh giác, đồng thời, cũng sẽ khiến phần lớn cán bộ quốc gia có xuất thân bình dân bất mãn. Ngô gia làm gia tộc lớn nhất trong bốn nhà, giai đoạn hiện tại thế lực ở tỉnh Yến đã đủ khổng lồ, lại xếp vào một trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Lực ảnh hưởng của Ngô gia với tỉnh Yến hết sức quan trọng, không phải kết quả mong muốn của lãnh đạo cấp cao và ba nhà kia. Hạ Tưởng cũng biết, chắc chắn ông cụ có thể nhìn đến chỗ này, nhưng ông cụ cả đời tung hoành phong vân, đã trải qua vô số việc lớn, cũng có rất nhiều thủ đoạn, có lẽ ở trong cảm nhận của ông, ý dân mạnh không bằng cường quyền, tiếng nói phản đối không hơn được thực lực tuyệt đối. Nhưng thời đại hiện tại không như thế, đem thế giới thu nhỏ lại thành một thôn địa cầu. Không còn thời đại như trước đây truyền thông do tiếng nói một nhà. Ngô gia thế lớn không sai, nhưng thế lực có khổng lồ cũng không hơn được bài post hoặc là tin tức trên, dư luận chiến không chỉ là vũ khí của các địa phương. Cũng là công cụ để một vài lãnh đạo lợi dụng. Hạ Tưởng tin, nếu thế lực bốn đại gia tộc bành trướng đến mức không thể vãn hồi, vượt qua điểm quan trọng của người nào đó ở Trung ương, nói không chừng sẽ có bùng nổ một cuộc chiến dư luận. Mà người khởi xướng dư luận chiến có thể là lãnh đạo cao cấp phía sau. Thực lực tuyệt đối chỉ là một phương diện, hiện tại đã có thực lực mềm, có thực lực kinh tế, có nguyên nhân chính trị, v.v. Trước kia độc đoán mà nghe không coi tiếng nói phản đối vào đâu thì nay đã không như thế. Đương nhiên Hạ Tưởng căn cứ tình thế trước kia chỉ là phỏng đoán ý của lãnh đạo cấp cao, nhưng hắn vừa mới cùng lão cổ nói qua, trong lòng cũng có kết luận từ phán đoán của mình. Cũng biết nhất định có lãnh đạo cấp cao muốn động thủ ngăn cản bốn đại gia tộc chiếm đoạt ích lợi từ tỉnh Yến. Tỉnh Yến cách thủ đô quá gần, chỉ cần có tin tức nhỏ gì là đã phát hiện được, hơn nữa tỉnh Yến liên quan đến an ninh của thủ đô, có lực lượng quân đội bí mật của quốc gia, lãnh đạo cấp cao, chắc chắn không cho phép bất cứ một nhà nào ở tỉnh Yến an toàn phát triển. Kinh nghiệm giáo huấn rõ ràng trước mắt của một số tỉnh đuôi to khó vẫy như tỉnh Lĩnh Nam, Thành Đô. Đều bởi vì đối kháng với Trung ương mà bị tẩy trừ. Bốn đại gia tộc tuy rằng không thể so với mấy vị quan lớn cấp tỉnh không có căn cơ bị tẩy trừ, nhưng thế lực bốn đại gia tộc ở các nơi, sẽ bị Trung ương tóm được một số nhược điểm mà lấy đi thế lực của vài địa phương, cũng coi như đáp trả lại. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, lãnh đạo cấp cao có người muốn ngăn cản thế lực gia tộc phát triển an toàn quyết tâm không thay đổi. Ông cụ tự nhận cả đời du ngoạn sơn thủy, thiên hạ đều đã đi qua. Thực ra vẫn quá lạc quan với triển vọng. Chính trị trong nước có lẽ sớm muộn gì sẽ tiến vào chủ nghĩa tư bản quyền quý, nhưng không phải hiện tại. Bây giờ chưa phải lúc để thế lực gia tộc phát triển an toàn như kiểu tập đoàn tài chính của Mỹ hoàn toàn có thể thay đổi cục diện chính trị. Tỉnh Yến vẫn còn là tỉnh của quốc gia, không phải tỉnh Yến của một nhà nào. Hạ Tưởng giọng điệu trầm trọng nói. Trong số lãnh đạo cấp cao, 9 vị ủy viên thường vụ thực ra là một kiểu cân bằng. Mà ở tỉnh Yến cũng đồng dạng phải duy trì một cân bằng. Ngô gia đã có 2 người ở tỉnh Yến, còn muốn 3 người 4 người, sẽ làm nhiều người tức giận. Cũng may, Hạ Tưởng lời nói tuy rằng sắc bén, nhưng không có kích thích ông cụ oán giận, ông cụ chỉ có gật gật đầu. Lý giải của cậu không phải không có lý, tôi cũng suy xét về cân bằng thế cục. Nhưng nói cho cùng chính trị trong nước vẫn lấy thực lực là vua, đánh cờ giữa lãnh đạo cao cấp cậu không rõ lắm, không thể tránh được phán đoán sai lầm. Tuy nhiên cậu có thể đưa ra được kết luận sâu sắc như vậy, cũng không đơn giản. Hiển nhiên ông cụ vẫn không có xem lời nói của Hạ Tưởng vào đâu, tuy nhiên ông có vẻ thoải mái rất nhiều, đứng dậy, còn chủ động giơ tay để Hạ Tưởng đỡ. Với người trẻ tuổi mà nói,
lễ mừng năm mới là phải đi xã giao, với người già mà nói, thêm một năm ít một năm. Tuy nhiên năm nay gặp được cậu, với tôi mà nói cũng là một chuyện đáng vui mừng, không đề cập tới chuyện không vui, hôm nay tôi khá là thoải mái thanh tĩnh. Được, theo ông già này đi uống hai chén. Liên Nhược Hạm nhìn một già một trẻ chuyện trò vui vẻ từ bên ngoài trở về, vẻ mặt hai người đều thoải mái, sự lo lắng của cô đã tan biến, nghĩ đến cuối cùng Hạ Tưởng và ông nội đạt thành nhận thức chung, không còn khúc mắc. Hạ Tưởng không cho rằng như vậy, thoải mái là bởi vì ông cụ không ngạo mạn tự đại như Ngô Tài Dương, ông còn có chút tình cảm. Nhưng hắn cũng biết, ông cụ mặt ngoài là thoải mái, thực ra vẫn cho rằng Ngô gia có thể đoạt ngai vàng trưởng ban thư ký tỉnh ủy, là muốn sau khi xác định được, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục, sau đó ông cụ còn có thể nhắc lại ra vẻ đắc ý. Trong lòng Hạ Tưởng lại mơ hồ có lo lắng, mặc kệ ông cụ xuất phát từ mục đích gì muốn lôi kéo hắn, đều không phải hắn mong muốn, hắn đã kiên định một con đường, chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu bất hạnh bị hắn nói đúng, Ngô gia sau lần thất thủ này, Ngô Tài Dương sẽ nghĩ gì thì hắn không dám đoán, nhưng khẳng định ông cụ sẽ càng coi trọng hắn, ngược lại sẽ càng tìm cách kéo hắn tiến vào hệ thống Ngô gia. Đến lúc đó hắn nên làm thế nào đây? Hạ Tưởng lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung trong đầu bỏ đi, tập trung mà cùng ông cụ uống rượu. Ông cụ tửu lượng không lớn, lại bởi vì bác sĩ không cho uống nhiều, ông chỉ uống vào mấy chén nhỏ là thôi, lại có hứng thú cùng Hạ Tưởng tán gẫu việc nhà, nghe Hạ Tưởng kể chuyện trước đây rồi đến sau khi tốt nghiệp đại học, tới huyện Bá, tổ cải tạo thôn nội đô, huyện An cùng với tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đến hiện tại bí thư quận ủy quận Hạ Mã. Gần như mọi chuyện liền hỏi một lần. Ông cụ tửu lượng không lớn, lại bởi vì bác sĩ không cho uống nhiều, ông chỉ uống vào mấy chén nhỏ là thôi, lại có hứng thú cùng Hạ Tưởng tán gẫu việc nhà, nghe Hạ Tưởng kể chuyện trước đây rồi đến sau khi tốt nghiệp đại học, tới huyện Bá, tổ cải tạo thôn nội đô, huyện An cùng với tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, đến hiện tại bí thư quận ủy quận Hạ Mã, gần như mọi chuyện liền hỏi một lần. Hạ Tưởng nói thì nói, cũng không có giấu giếm gì. Hắn cũng biết lúc này là cơ hội tốt cùng ông cụ tâm sự, hiện tại hắn không lo ông cụ là nhân vật oai phong một cõi gì cả, chỉ là một ông cụ bình thường, chỉ là ông nội của Liên Nhược Hạm, chỉ là một ông cụ nói chuyện phiếm với hắn. Liên Nhược Hạm ở một bên thấy Hạ Tưởng và ông nội trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ, nghĩ đến hai người bỏ qua hiềm khích trước đây, thành bạn vong niên. Tiểu Liên Hạ cũng vui vẻ mà ở giữa Hạ Tưởng và ông cụ chạy tới chạy lui. Trong chốc lát chui vào trong lòng Hạ Tưởng kêu ba ba, trong chốc lát lại chui vào trong lòng ông cụ kêu ông ngoại, người một nhà hòa thuận vui vẻ, người nhìn ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không cho rằng có chỗ nào kỳ quái. Thực ra trong mấy người, chỉ Hạ Tưởng hiểu rõ, giữa hắn và ông cụ, có lẽ còn cách trăm núi ngàn sông, chính xác mà nói, giữa hắn và Ngô gia, còn có một khoảng cách rất dài phải đi. Ông cụ ngồi chơi đến hơn 9 giờ mới đi, trước khi đi còn cười ha hả mà nói với Hạ Tưởng. Tôi nhớ Liên Hạ, nếu không, hiện tại để tôi đem Liên Hạ theo. Hạ Tưởng không có ý kiến, Liên Nhược Hạm cũng đồng ý, Liên Hạ lại không đồng ý rời khỏi ba mẹ. Ông cụ nghĩ đến quanh năm thời gian Liên Hạ và Hạ Tưởng ở cùng một chỗ rất ít, cũng không có miễn cưỡng, liền lên xe đi. Ông cụ đi rồi, Liên Nhược Hạm liền cười ha hả nói với Hạ Tưởng. Được, có bản lĩnh, em thấy ông nội khá thích anh. Hạ Tưởng không muốn để Liên Nhược Hạm lo lắng cái gì, liền cố ý đùa cô. Đó là, không nhìn xem anh là ai, anh đường đường là. Tự khen mình còn chưa nói xong, Tiểu Liên Hạ liền đúng lúc mà chen vào một câu. Là ba ba. Đúng, đúng, anh đường đường là ba của Liên Hạ, đường đường là người đàn ông của Liên Nhược Hạm, đương nhiên phải lợi hại. Hạ Tưởng lâm thời nói sửa lại. Coi như anh nói khéo, tối nay tạm tha anh một lần. Liên Nhược Hạm hai mắt quyến rũ, nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Hạ Tưởng hoảng sợ, vài ngày gần đây, Liên Nhược Hạm có chút vô độ, hắn thật là có điểm sợ cô, chẳng lẽ đêm nay còn không ngừng nghỉ. Liên Nhược Hạm mỉm cười. Hiểu sai phải không, đi, đừng cố nghĩ chuyện tốt, em đã chiều ý anh để cho em nghỉ ngơi một đêm, có được hay không? Em nói đêm nay tha cho anh một lần, là chỉ buổi tối anh không cần rời giường xem Liên Hạ, em đi là được. Hạ Tưởng yên tâm, vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm rằng giữa hai người có một số việc đúng là phải nói rõ ràng, nếu không anh chiều ý em chiều ý anh, mỗi ngày cày cấy, cuối cùng mệt chết vẫn là đầu mưu người đàn ông. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tưởng liền nhận được điện thoại của lão cổ,
lão cổ nói Hạ Tưởng không trực tiếp đi hội trường, bởi vì Hạ Tưởng không được mời đến, chắc chắn không vào được, mà bảo Hạ Tưởng trực tiếp đến nhà đón ông đi. Hạ Tưởng lái xe tới nhà lão cổ, phát hiện Cổ Ngọc không ở nhà. Hóa ra Cổ Ngọc hôm nay đi gặp vài người bạn, hẹn nhau đi mua sắm, tập thể hình, v.v. Nên đi từ sáng sớm rồi. Có Hạ Tưởng cùng đi, lão cổ cũng không để nhân viên cảnh vệ đi theo, ngồi trên chiếc Volvo của Hạ Tưởng, chỉ dẫn Hạ Tưởng đi tới nơi nào đó mà vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên bản đồ. Sau khi ô tô xuyên qua rất nhiều khu vực đề phòng nghiêm mật, mới đến một khu kiến trúc có vẻ cũ kỹ. Bên ngoài không có treo biển gì cả, chỉ thấy cảnh sát vũ trang đứng gác. Ô tô Hạ Tưởng vừa tới trước cửa, còn có cảnh sát vũ trang giơ tay ngăn lại, đòi Hạ Tưởng xuất trình giấy tờ. Hạ Tưởng đương nhiên không có giấy tờ gì cả, lão cổ ở trong xe nói một tiếng với cảnh vệ. Cho đi. Cảnh vệ không dám tiến lên xem diện mạo ông, chỉ nghe thanh âm vẻ mặt liền lập tức khẩn trương, trào nghiêm, lập tức phất tay cho đi. Sân rất lớn, khắp nơi đều là kiến trúc màu xanh xám, bình thường, hơn nữa không có nhà cao tầng, chỉ là nhà 2-3 tầng, hiện ra một loại cảm giác nghiêm trang. Sau khi đi qua vài tiểu viện, đi vào một bãi đỗ xe rộng lớn. Hạ Tưởng đỗ xe, đang muốn xuống để mở cửa cho lão cổ, bên cạnh đi vào một xe quân sự, uy phong bát diện mà dừng ở phía bên phải, kề sát xe Hạ Tưởng chỉ 10 cm, đừng nói mở cửa, muốn lách qua cũng chẳng được. Hạ Tưởng không khỏi có chút bực mình, xe hắn là không giấy phép, cấp bậc cũng không cao, khả năng đến những nơi này bị người xem thường cũng bình thường, nhưng làm sao có chuyện ức hiếp thế, đỗ xe kề chắn cửa, quả thực là khinh người quá đáng. Hạ Tưởng liền tức giận nói. Mấy người vui lòng đỗ xe cách ra một chút, trên xe còn có người không cách nào xuống được. Vài tên quân nhân từ trên xe nhảy xuống, người cầm đầu dáng người cao to, trên vai mang quân hàm trung tá, khá béo, đầu chọc, gã ngạo nghễ mà nhìn Hạ Tưởng vài lần, vung tay lên nói. Cậu đỗ xe không thẳng, tự mình rời đi là được rồi, tốn sức nói làm gì. Hạ Tưởng không nói hai lời trở lại xe, liền khởi động ô tô, sau đó đem xe lui dịch ra. Lộ cửa bên ghế phụ chỗ lão cổ. Lão cổ liền đẩy cửa ra, từ trên xe bước xuống, chắp tay sau lưng, vẻ mặt tức giận. Ai vừa nói xe của tôi phải lùi ra, uy phong không nhỏ. Vừa rồi vài tên quân nhân thấy Hạ Tưởng nhượng bộ, liền xoay người hi hi ha ha mà đi, sau khi đi chưa được mấy bước liền nghe thấy tiếng lão cổ ở sau lưng, mấy người nhìn lại, lập tức bị dọa sững sờ tại chỗ. Gã trung tá may vẫn nói được một ít, còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Lắp bắp mà kêu một câu. Thủ trưởng, sao lại là ngài? Vài tên cấp bậc thấp khác nhưng biết ông, đều sợ tới mức hết hồn, thậm chí có một người sợ tới mức liên tục lui về phía sau, không thấy rõ dưới chân, tự ngã mà ngồi xổm xuống dưới đất. Lão cổ uy phong như vậy, Hạ Tưởng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy ông oai phong lẫm liệt, cũng là thầm giật mình, hóa ra ông thật sự là một nhân vật lợi hại, có thể khiến một trung tá sợ tới mức nói không ra. Cấp bậc bên trong quân đội rất nghiêm khắc, xem ra ông cũng là một nhân vật cực kỳ uy vọng. Lão cổ hôm nay là muốn làm chính sự, dọa người thì bỏ qua, sẽ không cùng bọn họ tính toán đến cùng, liền giận quát một tiếng. Đều cút đi cho tôi. Đám người do tên trung tá cầm đầu, tan tác như ong vỡ tổ, đảo mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để cho Hạ Tưởng biết được lúc quan trọng, tiềm lực con người quả nhiên thật lớn, tên trung tá và mấy tên tiểu tử đều giống nhau. Khi chạy trốn nhanh như con thỏ. Hạ Tưởng và lão cổ cùng nhau đi vào cửa chính hội đường, thông qua cửa kiểm tra an ninh, đi vào bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh, kỳ thật không có chỗ thần kỳ gì, chỉ là một hội đường bố trí bình thường, bày đầy tiệc rượu, cũng có khá nhiều người đã ngồi. Người ngồi trong tiệc rượu đều là người già 60 tuổi trở lên, có quân nhân, có cán bộ lão thành, hơi có hương vị quân dân liên hoan. Hạ Tưởng suốt đường đi cũng không có hỏi lão cổ cụ thể ai sẽ đến, hiện tại đã tới hội trường, hắn thấy nên hỏi một tiếng. Nhóm cán bộ lão thành ở đây, đều là cấp bậc gì? Phó bộ trở lên. Lão cổ khẽ gật đầu. Cậu khẳng định tò mò ai sẽ đến, sớm định là Tổng Bí Thư và Thủ tướng sẽ đến, nhưng Tổng Bí Thư bất ngờ có việc, khả năng sẽ không đến, nên có thể là Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng ra mặt. Thủ tướng thì Hạ Tưởng đã gặp qua. Chủ tịch Quốc hội Tông Trường Quy Hạ Tưởng chỉ nhìn trên TV, còn chưa thấy người thật. Sơ yếu lý lịch của Tông Trường Quy gần như Hạ Tưởng có thể đọc lau lau, nhưng hắn biết sơ yếu lý lịch công khai ra ngoài không có giá trị tham khảo gì, chỗ không lộ ra mới là chỗ chân chính hữu dụng.
Tông Trường Quy là từ cơ sở đi bước một, gần như làm từ bí thư đảng ủy xã, bí thư huyện ủy, bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy, gần như mỗi một cấp đều làm đến nơi đến chốn mà có chiến tích, là làm việc thực sự. Nhưng cán bộ xuất thân bình dân cuối cùng chưa chắc đã là người phản đối thế lực gia tộc, Hạ Tưởng đối với chủ trương chính trị của lãnh đạo cấp cao không dám có kết luận. Bởi vì công bố ra ngoài biện pháp thi hành phương châm chính trị cũng tốt, là nói chuyện cũng tốt, đều đã trải qua nghệ thuật gia công tin tức, căn bản không thể phán đoán lập trường chính trị của một người. Đối với nhân vật số một của tỉnh thành nào đó thì còn đỡ, có thể từ một số việc nhỏ hoặc biến hóa bên trong địa phương để nhìn ra phong cách chấp chính và lập trường chính trị. Nhưng đối với người lãnh đạo đảng và quốc gia mà nói, yêu thích và chính trị lập trường của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thể từ tư liệu được công bố để nhìn ra được. Hơn nữa bọn họ có rất nhiều bí mật, vĩnh viễn giấu ở sau ánh sáng, không bao giờ lộ ra ngoài. Cho dù có được nói chuyện với Tông Trường Quy không, cho dù hôm nay chỉ được nhìn thấy ông ta từ xa, cũng là một cơ hội không tồi, Hạ Tưởng đã nghĩ, nếu đã tới thì phải an tâm. Chương 669, phiền phức. Cho dù có được nói chuyện với Tông Trường Quy không, cho dù hôm nay chỉ được nhìn thấy ông ta từ xa, cũng là một cơ hội không tồi, Hạ Tưởng đã nghĩ, nếu đã tới thì phải an tâm. Nói là an tâm, ánh mắt nhìn quanh, thì lại lập tức thấy bất an, bởi vì hắn đã thấy Phó Tiên Phong. Nếu nói chỉ thấy Phó Tiên Phong thì không có gì kinh ngạc, nhưng thấy Nguyên Minh Lượng bên cạnh Phó Tiên Phong, khiến cho Hạ Tưởng giật mình không nhỏ. Đương nhiên hắn giật mình không phải Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng cùng một chỗ, mà là Nguyên Minh Lượng không ngờ cũng xuất hiện ở nơi như thế này, khiến cho hắn trong lòng giật mình, chỉ với mặt mũi của Phó Tiên Phong là không có tư cách mang Nguyên Minh Lượng tiến đến, hơn nữa cũng không cần thiết, chẳng lẽ là, vốn lưu động của Nguyên Minh Lượng, còn có lợi ích của lãnh đạo cấp cao ở trong đó. Nếu có ích lợi của nhân vật cấp cao vượt qua cả tỉnh Yến, sẽ rất phiền toái, nói không chừng sẽ thêm rất nhiều biến số. Hạ Tưởng hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy người đang đứng cùng chỗ nói chuyện với Phó Tiên Phong, Nguyên Minh Lượng, không ngờ là Quốc vụ viện Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân. Hạ Tưởng đối với Triệu Tuyền Tân không thể nói đặc biệt quen thuộc, nhưng từng có vài lần tiếp xúc. Khi hắn còn ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, cùng Trình Hy học luận chiến, thì cùng Triệu Tuyền Tân quen biết, lúc ấy cảm thấy Triệu Tuyền Tân tuy đối nhân xử thế bảo thủ, nhưng trong tính cách cũng có chỗ đáng để học. Đương nhiên giữa hắn và Triệu Tuyền Tân không có chân chính qua lại, cũng không rõ con người thật của Triệu Tuyền Tân, cũng không biết ông ta đã làm những gì. Nhưng hiện tại thấy ông và Phó Tiên Phong cười nói với nhau, hơn nữa còn rất rõ ràng mà cùng Nguyên Minh Lượng nói chuyện rất nghiêm túc với nhau. Hạ Tưởng cách khá xa, nên nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng theo vẻ mặt bọn họ là có thể nhìn ra, Nguyên Minh Lượng hiển nhiên là đang báo cáo với Triệu Tuyền Tân chuyện gì đó. Hơn nữa Phó Tiên Phong cũng ở một bên không ngừng nói vào. Triệu Tuyền Tân nghe rất say sưa, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi vài câu, câu chuyện vô cùng sôi nổi mà không để ý mọi người xung quanh. Hạ Tưởng liền đoán, khẳng định là bên trong có lợi ích gì đó, nếu không mấy người đó cũng không trò chuyện với nhau vui vẻ thế. Lão cổ chú ý tới Hạ Tưởng khác thường, hỏi. Cậu đã từng gặp Triệu Tuyền Tân? Qua lại mới hai lần. Hạ Tưởng chợt nhớ tới bên cạnh có một cao nhân như lão cổ, tiện thể hỏi một chút về Triệu Tuyền Tân xem như thế nào. Liền hỏi, ông à, ông có biết nhiều về Phó Thủ tướng Triệu không? Triệu Tuyền Tân, lão cổ nheo mắt, nhìn phía xa xa, hơi sửng sốt trong chốc lát, mới nói. Là nhân vật khéo léo, chỉ đáng tiếc là, thời vận không tốt, vài lần bỏ lỡ cơ hội tốt. Ông ta cũng chính là một lần. Sau đó, lão cổ còn nói một số chuyện về Triệu Tuyền Tân. Triệu Tuyền Tân xuất thân bình dân, cũng là thuộc loại từ cơ sở đi lên, đi bước một lên đến cán bộ trung thực chịu làm của lãnh đạo cấp cao. Có một năm khi ông đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, đang làm chống lũ cứu tế, ngay lúc đó thủ trưởng số 1 tiến đến thị sát, bí thư tỉnh ủy tiến đến nghênh đón, còn ông ta đang bận không đến được. Khi thủ trưởng đi vào hiện trường kiểm tra, ông đang chuẩn bị tiến đến nghênh đón, lại đột ngột xuất hiện tình hình nguy hiểm. Thân là chủ tịch tỉnh Triệu Tuyền Tân không để ý an nguy bản thân, phấn đấu quên mình mà cùng vài tên giải phóng quân đi cứu người dân. Khi cả người đầy bùn đất vẻ mặt chật vật muốn đi rửa xác rồi gặp mặt thủ trưởng số 1, thì thủ trưởng số 1 lại bỏ qua những người đi theo, lập tức tới trước mặt ông ta, chủ động cầm tay ông, xúc động nói. Đúng là bởi vì có đảng viên tốt, cán bộ giỏi như đồng chí, sự nghiệp của đảng mới có hy vọng. Lúc ấy đúng là lúc nhằm để cả nước phồn thịnh.
cần tạo điển hình để thu phục lòng dân. Về sau Triệu Tuyền Tân đã bị thủ trưởng số 1 trong nhiều lần nói chuyện quan trọng dẫn chứng làm ví dụ, Triệu Tuyền Tân cũng vì thế mà một bước lên mây, thuận lợi tiếp nhận chức phụ bí thư. Sau đó tiến vào Bộ Chính trị, rồi là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện. Chẳng qua từ đó, sau khi thủ trưởng số 1 lui ra sân khấu, Triệu Tuyền Tân căn cơ không ổn tệ đoan liền hiện ra. Năm đó ông ta thăng quan là một lần trùng hợp, thậm chí còn có người hoài nghi là ông ta cố ý thể hiện, vì thế còn có người gọi là chủ tịch tỉnh thể hiện. Tuy rằng sau khi ông đảm nhiệm phó thủ tướng, tận lực khiêm tốn làm việc, nhưng bài xích trong chính trị có ở khắp mọi nơi, thanh danh, thể hiện của ông, truyền lưu bên trong lãnh đạo cấp cao khá rộng, cũng ảnh hưởng tới hình tượng bản thân. Lần trước, khi chuẩn bị nhiệm kỳ mới, Triệu Tuyền Tân nhất thời được là ứng cử viên lớn nhất cho chức thủ tướng, nhưng cuối cùng chẳng những không trở thành thủ tướng, lại dẫm chân tại chỗ với chức phó thủ tướng, ngay cả xếp hạng cũng chẳng hơn ai, có thể cho thấy ông ta đã bị lạnh nhạt và xa lánh. Triệu Tuyền Tân đã nhiều tuổi, làm thêm một nhiệm kỳ phó thủ tướng, nên lui xuống. Thật ra phải nói từ sau khi ông ta đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, tuy rằng một phen chắc trở coi như thuận lợi lên tới hàng ngũ người lãnh đạo đất nước, nhưng từ đó về sau thì không còn thuận lợi. Chức vụ chỉ là thứ yếu, chủ yếu là công tác bị xa lánh và lạnh nhạt, ai cũng biết rằng Triệu Tuyền Tân ở Quốc vụ Viện bị ra rìa. Con người khi còn sống, vận khí rất quan trọng, nhưng là có mức độ. Vận khí của Triệu Tuyền Tân, một lần dùng xong, cho nên hiện tại làm việc không thuận lợi. Lão Cổ cảm thán vài câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, còn nói. Không có nghe nói quan hệ giữa Triệu Tuyền Tân và Phó Gia gần gũi thế nào, chẳng lẽ nói, hiện tại ông ta và Phó Gia đến gần. Có phải đến gần với Phó Gia hay không, Hạ Tưởng không dám đoán, nhưng gần như có thể khẳng định, câu chuyện của Triệu Tuyền Tân và Phó Tiên Phong, không phải khách sáo bình thường, khẳng định là đàm luận đại sự, hơn nữa đối với cả hai bên bọn họ mà nói, đều là chuyện tốt. Hạ Tưởng lại âm thầm quan sát mấy người một lát, không bao lâu, có người tìm Triệu Tuyền Tân có việc. Triệu Tuyền Tân liền cùng Phó Tiên Phong phất tay cáo biệt, lúc gần đi, Triệu Tuyền Tân lại cùng Nguyên Minh Lượng bắt tay, còn nói thầm một câu gì đó, hai người đều là hiểu ý mà cười, sau đó tách ra. Triệu Tuyền Tân và Nguyên Minh Lượng đến gần, chẳng lẽ Nguyên Minh Lượng hứa hẹn ưu đãi gì cho ông ta? Hạ Tưởng đang nghĩ mà nhập thần, bỗng nhiên cảm giác có người vỗ vào vai của hắn, không kịp quay đầu lại, chợt nghe từ phía sau tiếng cười ha hả. Tiểu Hạ. Không nghĩ ở trong này cũng có thể gặp được cậu, tôi còn tưởng rằng lễ mừng năm mới năm nay không thể gặp cậu. Là Ngô Tài Giang. Lễ mừng năm mới năm nay không có cùng Ngô Tài Giang gặp mặt, Hạ Tưởng cũng thấy có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới ở hội trường gặp Ngô Tài Giang, Hạ Tưởng cũng thật cao hứng, quay lại cùng Ngô Tài Giang bắt tay. Chủ tịch tỉnh Ngô, chúc mừng năm mới. Lão Cổ chỉ gật gật đầu với Ngô Tài Giang, lại nói với Hạ Tưởng. Tôi đi xã giao một chút. Lát nữa gặp lại. Xoay người đi, ngay cả tay cũng lười cùng Ngô Tài Giang bắt. Ngô Tài Giang cũng không thấy xấu hổ, ông cũng biết Hạ Tưởng và Lão Cổ quan hệ không tồi, mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng rất phức tạp, ông miễn cưỡng cũng chẳng được gì. Mà giữa Lão Cổ và bốn đại gia tộc không có việc gì lui tới, quan hệ cũng là bình thường. Hạ Tưởng liền cùng Ngô Tài Giang tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện. Sau khi Ngô Tài Giang tới tỉnh Ninh nhậm chức, tất cả đều làm từng bước. Trên cơ bản là sóng yên biển lặng. Vị trí địa lý và đặc điểm đã quyết định tỉnh Ninh chính là một tỉnh ổn định, chỉ là tuyên truyền về tỉnh Ninh khá ít, bởi vì ở đây thường có nhiều người dân tộc thiểu số, nên bình thường trung ương đều khiêm tốn xử lý. Ngô Tài Giang và Mã Vạn Chính phối hợp coi như ăn ý, giữa hai người bởi vì có cơ sở hợp tác, cho nên đều nhường nhịn nhau. Mã Vạn Chính kính thế lực gia tộc Ngô Tài Giang, đồng thời, Ngô Tài Giang lại cùng Hạ Tưởng có chút quan hệ phức tạp. Trong lòng Mã Vạn Chính cũng biết rõ ràng. Ngô Tài Giang cũng biết Mã Vạn Chính và Hạ Tưởng từng có quá khứ không tồi, tuy rằng sau lại không có tiếp tục kết giao, y cũng nghe Hạ Tưởng nói qua, Mã Vạn Chính đối nhân xử thế có thể coi như công đạo. Hai người kính trọng lẫn nhau, đều nhường nhịn nhau, cho nên coi như là nhân vật số một đảng và chính quyền tương đối hòa hợp. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn đó là quy mô kinh tế tỉnh Ninh không nổi bật gì, không có ích lợi lớn xung đột. Nếu hai người là nhân vật số 1, số 2 của tỉnh Lĩnh Nam tất nhiên sẽ có mâu thuẫn và xung đột. Lợi ích là vĩnh hằng, giao tình là tạm thời. Nói chuyện một lúc, Ngô Tài Giang vỗ vai Hạ Tưởng mà nói. Tuy cậu lựa chọn trợ giúp Khâu gia, đối lập với Ngô gia, nhưng tôi vẫn là tôn trọng lựa chọn của cậu.
Hạ Tường liền thành khẩn nói. Tôi liền ăn ngay nói thật, thực ra tôi không phải là cố ý trợ giúp Khâu gia, cũng không phải muốn cùng Ngô gia đối nghịch, mà lựa chọn của tôi là lựa chọn hợp lý nhất, hiện tại có lẽ không giải thích được, từ từ xem sẽ biết. Ngô Tài Giang dường như cũng không để ý lựa chọn của Hạ Tường. Ngô Tài Giang dường như cũng không để ý lựa chọn của Hạ Tường. Không có gì, tôi không miễn cưỡng cậu nhất định phải đi một con đường. Dù sao tôi sẽ vẫn là một bằng hữu, một người thân của cậu. Hạ Tường cũng thật không ngờ dù trải qua rất nhiều trắc trở, ngược lại hắn và Ngô Tài Giang càng ngày càng thân thiết, trong lòng ấm áp, nói. Cảm ơn chú ba. Ngô Tài Giang gật gật đầu, đứng dậy. Tôi phải đi trước, hôm nay khá nhiều việc, hôm nay tôi thay ông cụ xuất hiện, ông ấy không muốn tham gia chỗ náo nhiệt này. Không thể cùng cậu hàn huyên, cậu cùng với lão cổ đến gần tôi cũng không phản đối. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ giữ vững nguyên tắc của bản thân, không cần trở thành lính hầu của bất cứ phương nào. Ngô Tài Giang đi xa rồi, Hạ Tưởng còn đứng tại chỗ bất động, sửng sốt trong chốc lát, lắc đầu mỉm cười, đang muốn xoay người trở lại chỗ ngồi, vừa quay đầu lại hoảng sợ, không biết từ khi nào phía sau đứng một ông già tóc bạc trắng, vẻ mặt tức giận, đối diện trợn mắt nhìn hắn. Hạ Tưởng vốn khó hiểu vì sao ông già lại tức giận với hắn, lại vừa thấy chỗ mình đứng thì mới hiểu được, là do mình cản đường người ta, hắn đứng ở giữa lối đi, quả thật hơi thất lễ, vừa rồi thất thần, không có nghĩ nhiều, liền vội đứng sang một bên, ngượng ngùng nói. Rất xin lỗi, cản đường ông, vừa rồi thất thần, ông nên nhắc nhở tôi một tiếng, thật sự thật có lỗi. Hạ Tưởng thái độ rất nghiêm chỉnh, giọng điệu rất thành khẩn, nhưng ông già cũng không cảm kích. Vẫn khí thế mười phần nói. Hạ Tưởng, làm người phải tự biết mình, cậu cấp bậc không cao, vốn không nên tới chỗ này. Nếu đã tới rồi, còn không có mắt đứng ở giữa lối đi, vừa không biết điều lại còn thất lễ. Ông già nói chuyện giọng điệu không hiền tí nào, Hạ Tưởng vốn đã cúi đầu xin lỗi, dù sao vừa rồi thất thần, chắn lối đi, cũng không phải chuyện to tát gì, không đáng nói. Lời ông già nói khiến cho hắn không nói gì, muốn nói cái gì. Lại cảm thấy hẳn là kính già yêu trẻ, lại bởi vì hắn và ông già từng gặp mặt một lần, coi như là quen biết, cũng chỉ mỉm cười, lui về phía sau một bước, không nói gì. Ông già thấy Hạ Tưởng không phản bác, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nghĩ thầm rằng người thanh niên này giỏi kiềm chế, bị người dạy vài câu không có một chút tức giận, không đơn giản. Ông liền quan sát Hạ Tưởng vài lần, đi qua bên người Hạ Tưởng, cũng không nói cái gì nữa. Người ta một câu cũng không phản bác. Chẳng lẽ còn có thể nói không để yên? Vừa mới đi vài bước, ông bỗng nhiên lại đứng lại, vẻ mặt nghi hoặc hỏi một câu. Cậu cùng ai đến đây? Hạ Tưởng do dự một chút, cũng biết tuy rằng mới biết ông già, chưa có giao tình gì, hắn và lão cổ đến gần, cho dù ông già cuối cùng có thể điều tra ra, nhưng không muốn chính mồm nói cho ông già, liền ha hả cười. Phó lão gia, xin thứ cho tôi không thể trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, ông cụ phó gia lập tức biến đổi sắc mặt. Không thể trả lời, Hạ Tưởng, cậu định lên giọng với tôi. Hạ Tưởng rõ ràng, lúc này ông cụ phó gia có ý kiến với hắn, thái độ so với lúc ở bệnh viện thăm hỏi hắn là khác nhau hoàn toàn, là bởi vì thế cục hiện tại cũng đã khác rồi. Hạ Tưởng, cậu thật đúng là một nhân vật, không nói ai mang cậu vào, có phải là cậu trà trộn vào hội trường? Ông cụ phó gia vẻ mặt giận dữ, trong ánh mắt phun ra lửa giận. Chẳng lẽ cậu không biết nói nơi này là hội nghị gì? Lấy cấp bậc của cậu, căn bản không có tư cách đi vào. Lời này nói được hơi quá, Hạ Tưởng đã bị ông hai lần làm tức giận, áp chế cơn tức nói. Ông phó, tôi tuy vừa rồi cản ông một chút, cho dù là thất lễ, cũng không có gì quá, không đáng để ông phải cùng tôi so đo. Còn tôi đi vào hội trường như thế nào là chuyện của tôi có tư cách hay không cũng không liên quan tới ông, chẳng lẽ ông còn có quyền đuổi tôi đi? Ông cụ phó gia không phải đi một mình, bên cạnh còn có hai người đi theo. Cậu cũng không phải là cản tôi một chút, mà là nhiều lần chắn đường của tôi, Hạ Tưởng, không phải tôi so đo với cậu cái gì cả, mà tại cậu đối nghịch với tôi ở khắp nơi. Ông cụ phó gia tuổi không nhỏ, nhưng khi đối mặt Hạ Tưởng, lại mất đi khí độ trầm ổn, tức giận đến mức râu tóc đều dựng. Hiện tại tôi xin mời cậu đi ra ngoài, mời đi ra ngoài. Ông lão đưa tay lên. Hai người bên cạnh liền nhanh nhẹn mà đi hai bên Hạ Tưởng, giơ tay định đưa Hạ Tưởng đem ra ngoài. Hai người muốn đưa hắn đi ra ngoài, hắn mà chống lại, ở hội trường liền lộn xộn, khẳng định là hắn không tốt.
nhưng không chống lại, trước mắt bao người bị đưa đi ra ngoài, cũng là mất mặt. Ông cụ phó gia rất có tâm cơ, đừng nhìn đang tức giận, nhưng sửa trị người khác rất có thủ đoạn. Hạ Tưởng hơi do dự, hai tay đã bị giữ lại, hắn còn không có nghĩ nên làm thế nào thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc có chứa khẩu âm phía nam. Ông phó, tuổi càng lớn tức giận càng lớn, không tốt đâu, dễ bị thương thân đó. Hạ Tưởng không cần quay đầu lại cũng biết, là ông cụ Mai ra đúng lúc xuất hiện. Ông cụ Mai đứng ở phía sau Hạ Tưởng, bên cạnh là Mai Thái Bình. Mai Thái Bình nói chuyện vốn không có khách khí như ông cụ Mai ra, nói với hai người đang giữ Hạ Tưởng. Còn không buông tay, xem tôi thu thập các người thế nào. Hai người hiển nhiên cũng biết Mai Thái Bình, theo bản năng mà thả tay ra, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi. Uy danh năm đó Mai Thái Bình ăn chơi trác táng ai chẳng biết, hai người đã sớm nghe thấy, mặc dù có chỗ dựa là ông cụ phó, cũng khó tránh trong lòng khiếp đảm. Ông cụ phó thật vất vả mới có cơ hội sửa trị Hạ Tưởng một chút, cũng để hắn bị xấu mặt, không nghĩ tới, lại bị Mai lão đầu làm cho thất bại, trong lòng không khỏi tức, không vui nói. Ông Mai, đây là chuyện giữa tôi và Hạ Tưởng, ông không phải nhúng tay. Hắn vừa rồi chắn lối đi của tôi chỉ dạy hắn một chút kinh nghiệm thôi, chứ không có gì. Người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất, phải cho người trẻ tuổi cơ hội trưởng thành, bọn họ mới có khả năng kế tục chúng ta. Ông cụ Mai tuy rằng vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong ánh mắt tươi cười vô cùng kiên định, ý là chuyện này ông phải quản rồi. Ông cụ phó sắc mặt phát lạnh. Ông Mai, chúng ta quen biết cũng đã vài chục năm rồi. Không đáng vì một thiếu niên trẻ mà tự hạ thấp mình đúng hay không? Ông cụ Mai ra sắc mặt không thay đổi. Ông phó, chúng ta biết nhau đã lâu, từ trước đến nay là ông nhường tôi nhường ông. Hôm nay nhường tôi một lần, chẳng lẽ không được? Ông không nhường tôi, để tôi ở trước mặt vãn bối mất thể diện. Ông cũng biết Thái Bình bực mình, cũng rất dọa người, dám không phục tùng tôi cũng không muốn để nó oán giận tôi không chịu trách nhiệm. Ông cụ phó trên mặt cơn tức càng ngày càng thịnh. Đó là chuyện giao tình của hai chúng ta, không đáng liên lụy tới vãn bối, và Thái Bình không liên quan gì cả. Sao lại không liên quan đến tôi? Mai Thái Bình liền đúng lúc mà đứng dậy, cười ha hả. Hạ Tưởng là tôi mang đến, cậu ta bị người đuổi ra ngoài, không phải trực tiếp đánh vào mặt tôi sao? Ông phó, ông là bề trên, ông đánh vào mặt tôi một chút, tôi nhịn được. Nhưng nếu mặt tôi bị người ta đánh, kiểu gì cũng phải muốn tìm người hạ hỏa chứ. Đến lúc đó tùy tiện tìm vài người, không chắc sẽ làm ai bị thương. Tính tình của tôi hơi kém, gây chuyện lớn mà không thu xếp được, cũng là chuyện phiền toái. Ông cụ phó ra tức giận đến xanh mặt vì Mai Thái Bình thể hiện xấu xa, nhưng tên Mai Thái Bình ở thủ đô lại không ai không biết, dù sao đã nổi danh xấu, ông có năng lực làm gì y. Ông đang do dự tìm bậc thang để qua. Quả thật là không đáng vì một Hạ Tưởng mà cùng gây chuyện với Mai gia, cuối cùng đều không vui, dù sao Mai Thái Bình không sợ mất mặt, ông cụ phó lại sợ. Ông cụ phó gia đang phải lâm trận lùi bước, dù sao tranh đấu với Mai gia vài chục năm, có thắng có thua, cũng không cần nhất thời so đo được mất. Bước chân ông cụ hơi lui về phía sau, hai người đi theo liền lập tức hiểu ý, từ bên người Hạ Tưởng rút về, không ngờ còn chưa có cất bước chân, chợt nghe đến một tiếng nói nghiêm khắc vang lên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thủ trưởng sắp đến, sao còn lộn xộn thế? Ông cụ phó thấy trong lòng vui vẻ, phó bá cử đã tới. Phó bá cử vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào giữa, lần này ông là một trong những người tổ chức hội nghị này, phụ trách chủ yếu an bài và sắp xếp chỗ ngồi. Ông ta vừa thấy ông cụ và Mai ra rằng co, còn có Mai Thái Bình trên mặt lộ ra ý cười tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, ông chỉ biết, lại có gút mắc. Phó bá cử lấy ra uy nghiêm người chủ trì. Đầu tiên là hướng ông cụ phó ra gật gật đầu, hướng ông cụ Mai ra chào hỏi, mới nhìn Mai Thái Bình nói. Thái Bình, lại làm sao vậy? Một từ, lại, biểu lộ thành kiến và sự không kiên nhẫn của phó bá cử với Mai Thái Bình. Mai Thái Bình còn chưa nói gì, một trong hai người đi theo ông cụ phó ra, đến gần phó bá cử, nhỏ giọng báo cáo vài câu. Nghe xong, sắc mặt phó bá cử liền thay đổi, ánh mắt không tốt mà nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết rằng, phó bá cử muốn tìm gây phiền toái cho hắn, hôm nay theo lão cổ đến đây, không nghĩ tới, chưa thấy cơ hội đâu mà chỉ thấy phiền toái đến rồi. Chương 670, rằng co. Quả nhiên, phó bá cử cười vẻ lạnh lùng. Hạ Tưởng, bí thư quận ủy quận Hạ Mã của thành phố Yến,
cậu không đủ tư cách để được vào trong hội trường này. Tại sao cậu lại trà trộn được vào đây? Là người phụ trách hội trường, bây giờ tôi mời cậu đi ra ngoài ngay lập tức. Sự tươi cười trên mặt của ông cụ Mai ra động lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Lão phó, cho qua, cho qua. Ngược lại thì ông cụ phó ra tỏ vẻ thoải mái, ông ta khoát tay. Việc Hạ Tưởng cản đường tôi, thì xem như việc đã qua. Nhưng bá cử mời cậu ta đi ra ngoài là sự suy xét xuất phát từ sự an toàn của hội trường. Dù sao hôm nay nó cũng là người phụ trách của hội nghị này, phải bảo đảm việc an toàn cho các thủ trưởng. Phó bá cử lại thay đổi sắc mặt, mang chút ý cười nói với ông cụ Mai ra. Xin Mai lão tha thứ, tôi được thủ tướng Hà giao trách nhiệm phụ trách trật tự của toàn bộ hội trường. Mà Hạ Tưởng thì một mình tự động xâm nhập vào hội trường, trường hợp này thì không cần phải bàn tới nữa ạ. Vẻ mặt của phó bá cử luôn mỉm cười, tỏ vẻ cực kỳ tôn kính, nhưng giọng điệu là đang giải quyết việc chung, hiển nhiên là không có ý định nể mặt ông cụ Mai ra. Mai Thái Bình nóng nảy, đẩy những người xung quanh Hạ Tưởng ra, đứng chặn ở trước mặt Hạ Tưởng rồi nói. Muốn mời Hạ Tưởng đi ra ngoài, đừng mơ, có bản lĩnh thì cũng mời luôn tôi đi ra ngoài, đừng lấy thủ tướng ra để đè mọi người, Hạ Tưởng là do tôi dẫn đến, nếu thủ tướng trách tội thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thái Bình, không được hành động theo cảm tính. Lời nói phó bá cử thành khẩn, tình ý sâu xa. Đây là nơi nào thì cậu chắc chắn rất rõ. Ở đây không phải là nơi cậu đùa giỡn làm bừa được, phải cẩn thận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ đó. Ý tứ châm chọc và khinh thường của phó bá cử hoàn toàn biểu lộ ra ngoài. Cũng do Mai Thái Bình chỉ mới có cấp bậc phó tỉnh, phó bá cử là phó thủ tướng, cấp bậc chênh lệch rất xa. Nếu phó bá cử không phải nể mặt mũi nhà Mai ra, thì thậm chí còn có thể khiển trách Mai Thái Bình một trận không thương tiếc. Hạ Tưởng thấy sự tình náo loạn kiểu này thì cũng cảm thấy không thể ở đây được nữa. Vì thế, hắn liền chủ động nói. Cảm ơn ý tốt của ông cụ và trưởng ban Mai. Vừa rồi vốn tôi là đưa người đến đây, vừa lúc gặp chủ tịch tỉnh Ngô, nói chuyện mấy câu nên đã quên đi ra ngoài. Đã có quy định thì phải tuân theo, tôi sẽ ra bên ngoài chờ đợi. Cũng không có việc gì đâu ạ. Phó bá cử nghe thấy Hạ Tưởng đưa Ngô Tài Giang ra thì ánh mắt không khỏi chớp chớp mấy cái, lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù Hạ Tưởng và Phó gia bất hòa với nhau, đã cùng Phó Tiên Phong so chiêu và đánh cho Phó Tiên Phong không còn lực để trả đòn, nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân căn bản để ông cụ Phó gia và Phó bá cử tức giận với Hạ Tưởng. Với thân phận của hai người bọn họ mà nói thì cũng không chấp nhận những việc nhỏ nhặt như vậy. Cũng không đến mức độ nhân cơ hội này để gây khó khăn cho Hạ Tưởng. Điều mà ông cụ phó gia và phó bá cử hận Hạ Tưởng thấu xương chính là việc chọn người vào vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến. Việc Hạ Tưởng trợ giúp cho hành động Khâu gia liên hợp Mai gia đã rơi vào trong tai phó gia, sau đó phó gia mới biết được vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến sẽ thay đổi người, bọn họ kinh hãi vội vàng bắt tay vào vận tác, nhưng mà vẫn chậm một bước. Chẳng những Khâu gia đã đi trước một bước mà ngay cả Ngô gia cũng có ý tham gia, phó gia đã chậm chân hơn rất nhiều, vì thế không còn một chút hy vọng. Bởi vậy, phó gia đem toàn bộ mọi căn nguyên của sự thất bại này quy kết lên người Hạ Tưởng, cho rằng sở dĩ Hạ Tưởng làm như vậy, nói cho cùng chính là cố tình và muốn cố ý đối nghịch với phó gia, mục đích chính là không muốn phó gia lớn mạnh tại tỉnh Yến. Là người, nếu nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn, nhưng trường hợp này thì không thể được rồi. Tất cả mọi người của phó gia, bao gồm cả phó tiên phong ở bên trong, tất cả đều rất phẫn nộ. Ai nấy đều hận không thể đem Hạ Tưởng dẫm nát dưới chân mình. Hôm nay lại vừa lúc gặp được Hạ Tưởng, có lý do để bắt tội hắn, nếu không trừng trị Hạ Tưởng cho tốt thì chẳng phải là rất tiện nghi cho hắn sao. Tâm tư của phó bá cử và ông cụ phó gia giống nhau, vừa thấy Hạ Tưởng là giống như nhìn thấy kẻ thù, hai con mắt đỏ lên vì phẫn nộ. Vừa lúc hôm nay y lại chịu trách nhiệm phụ trách công tác trong hội trường này, nếu không làm cho Hạ Tưởng mất mặt thì không làm sao rửa bớt mối hận trong lòng y được. Việc Hạ Tưởng chủ động tự nhận trách nhiệm thì đã nằm trong dự kiến của Mai Thái Bình. Tuy rằng phó bá cử gây cho ông ta áp lực rất lớn nhưng ông ta cũng không sợ một phó bá cử với thân phận là phó thủ tướng, cũng sẽ không để Hạ Tưởng bị người khác làm cho mặt mày xám xịt rồi bị đuổi ra bên ngoài như vậy. Hạ Tưởng mà đi ra ngoài thì ông ta sẽ mất mặt. Điều này cũng có nghĩa là Mai gia cũng tự đánh mất giá trị của mình. Ông cụ Mai gia lên tiếng mà phó bá cử còn không có chút nào tỏ ra nể mặt. Xem ra hôm nay đúng là y rất có khí thế,
chắc chắn là có liên quan tới việc Hạ Tưởng trợ giúp hai nhà Mai gia và Khâu gia mưu đồ vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Yến. Hiện tại, nếu Mai gia mà nhượng bộ thì không chỉ bất lợi trong tình cảnh trước mắt, mà còn phải thêm việc một người tuổi con tuổi cháu như phó bá cử khi gặp ông cụ Mai gia mà không nể mặt chút nào. Sự tình này mà lan truyền ra bên ngoài thì chắc chắn Mai gia sẽ bị người khác chê cười. Mai Thái Bình đẩy Hạ Tưởng đứng về phía sau, vẻ mặt cười khẽ nhìn phó bá cử mà nói. Phó Thủ tướng Phó, hôm nay tôi rất xin lỗi, kể cả là Thủ tướng đến đây thì tôi vẫn là thái độ này. Phó bá cử cũng nổi giận. Mai Thái Bình, nếu cậu không chịu thức thời thì ngay cả cậu tôi cũng mời đi ra ngoài. Tôi luôn luôn là người không thức thời như vậy đấy, đã lúc nào ngài thấy tôi thức thời chưa? Mời tôi đi ra ngoài, cứ việc, ngài nghĩ rằng ngài dọa như vậy thì tôi sẽ sợ hay sao? Mai Thái Bình một bước cũng không nhường. Hạ Tưởng xem như chứng kiến một bộ mặt xấu khác của Mai Thái Bình, chính là sống chết không tuân phục người khác, bất kể đây là một phó thủ tướng phụ trách toàn quyền hội trường này. Dù sao ông ta cũng là người có cái cổ khá cứng, xem thử người khác làm gì được ông ta nào. Phó bá cử cũng sẽ không dễ dàng trở mặt với Mai Thái Bình, đừng nhìn Mai Thái Bình chỉ mới có cấp bậc thứ trưởng, nhưng việc ông ta đi lên cũng sẽ rất nhanh, hơn nữa sau lưng còn có thế lực khổng lồ của Mai gia. Đắc tội với một Mai Thái Bình thì y cũng không sợ, chủ yếu là y không đắc tội nổi với cả Mai gia. Đương nhiên, đúng là bởi vì Mai gia có thế lực to lớn nên Mai Thái Bình mới không kiêng nể gì, nghe nói ngay cả thủ tướng cũng có khi bị tính khí bướng bỉnh của ông ta mà làm cho đau đầu, sau đó rồi cũng chỉ có thể cười ha hả cho xong việc. Phó bá cử nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Mai Thái Bình, nghĩ thầm rằng một khi Mai Thái Bình đã ra vẻ bướng bỉnh thì vẻ mặt và bộ dạng tỏ ra như một kẻ lưu manh vậy, đúng thật là làm cho người khác phải đau đầu. Phó bá cử đã nói rất cứng rắn, thậm chí lại yêu cầu cả Mai Thái Bình đi ra ngoài. Mà lúc này thì Mai Thái Bình không tỏ chút ý tứ thoái nhượng nào, nếu y không hạ bậc thang thì đúng là rơi vào tình trạng lấy cứng đối cứng. Mấy anh lại đây, mời người này đi ra ngoài. Phó bá cử lấy tay chỉ vào mấy nhân viên bảo vệ đang mặc thường phục. Đây toàn là những nhân vật lợi hại, đều là những cảnh vệ tinh anh của Trung ương nhằm giám sát, ngăn ngừa bất cứ tình huống nào xảy ra. Bọn họ mà ra tay thì Hạ Tưởng không có cơ hội còn sức để trả đòn. Phó bá cử dùng tay chỉ vào Hạ Tưởng, sau khi chỉ về Hạ Tưởng xong thì ngón tay y lập tức thu về, xét cho cùng là không dám chỉ về phía Mai Thái Bình. Khách khí một chút, lễ phép mời anh ta đi ra ngoài là được. Vào lúc cuối cùng này thì phó bá cử cũng không đủ sự khí khái để mời Mai Thái Bình đi ra ngoài, mà y lại còn cố ý dặn dò nhóm cảnh vệ đối xử khách khí một chút với Hạ Tưởng, xem ra đây là nhân tiện cơ hội để làm ra một chút thoái nhượng thích hợp. Mai Thái Bình muốn ngăn, nhưng không thể ngăn cản lại được. Người trong đoàn cảnh vệ trung ương đứng canh gác ở đây thì không ai biết mặt mũi của Mai Thái Bình, cũng không biết Mai Thái Bình là người ra sao, mà bọn họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của phó bá cử. Còn mặt mũi của người khác thì bọn họ ngay cả một chút cũng không nhìn tới. Đây chính là sự phục tùng một cách tuyệt đối. Hôm nay tới đây đều những cán bộ lão thành, những cựu chiến binh kỳ cựu, tại sao dám động tay động chân ở đây? Hừ! Một thanh âm ở phía sau phó bá cử vang lên, thanh âm nhạt nhẽo, hơi lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không mất đi vẻ uy nghiêm. Hơn nữa khi lọt vào trong tai phó bá cử thì ít nhiều y còn có cảm thấy sự âm trầm. Trong lòng phó bá cử hơi rúng động một chút, thầm kêu không tốt, là Khâu Nhân Lễ đến. Y nhìn lại thì muốn kêu to lên nhưng cũng không được, chẳng những Khâu Nhân Lễ ở đây mà đứng ở bên cạnh Khâu Nhân Lễ là một ông lão vẻ mặt ngưng trọng, không phải ai khác, đúng là ông cụ Khâu Gia. Cả đời ông cụ Khâu Gia làm trong ngành an ninh quốc gia, đã từng đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, trong hệ thống an ninh và công an của toàn quốc thì đều có mạng lưới quan hệ rộng khắp. Hơn nữa, do đặc thù nghề nghiệp mà bởi vậy ông cụ cũng dưỡng thành kiểu cách không giận tự uy, từ trước đến nay nói năng thận trọng, mặt mày lạnh lùng. Nếu nói về ba ông cụ này thì ông cụ Ngô Gia sâu không lường được, luôn giấu vẻ âm thầm ở trong. Ông cụ Mai Gia thì vẻ mặt ôn hòa, sự thân thiện được bộc lộ ra bên ngoài. Từ trước đến nay khi phó bá cử gặp mặt các ông cụ này, ngoại trừ sự kính trọng ra thì trong nội tâm của y còn có chút khiếp sợ. Riêng đối với ông cụ Khâu Gia thì mỗi lần y gặp mặt thì đều tự trong đáy lòng xuất hiện một tâm lý sợ hãi lạnh cả người. Nếu như nói trước kia cấp bậc của y không cao nên khi gặp ông cụ Khâu Gia trong lòng run sợ thì không nói, nhưng hiện tại y đã có địa vị là phó thủ tướng, chức cao quyền lớn,
vậy mà khi nhìn thấy ông cụ Khâu ra thì trong lòng vẫn không tự chủ được, luôn cảm thấy nhút nhát. Điều này làm cho y đầu tiên là tự mắng thầm rằng mình là người không có tiền đồ, sau đó là căm hận ông cụ Khâu ra âm trầm quá mức đến nổi hù dọa người khác. Ông lão này, nếu ở triều đại thời nhà Minh thì chắc chắn phải là chỉ huy của Cẩm Y vệ, đã không biết bao nhiêu mạng người đã mất mạng dưới tay ông ta. Nếu không phải vậy thì vì sao ánh mắt của ông ta lại lạnh lùng như băng, chỉ liếc mắt nhìn một cái mà đã làm cho người khác trong lòng đều run như cầy sấy vậy. Người nói câu này là Khâu Nhân Lễ, còn ông cụ Khâu ra chỉ với vẻ mặt âm trầm, ngay cả mí mắt cũng không chịu nâng lên, dường như trong mắt ông ta thì Phó Bá Cử là một phó thủ tướng hay một người qua đường thì cũng không khác gì nhau. Tuy nhiên, ông cụ Khâu ra vẫn để ý đến mặt mũi của ông cụ Mai ra, miệng ông ta khẽ động, khẽ gật đầu. Lão Mai. Tiếp đó, ông ta lại liếc xéo qua nhìn ông cụ Phó ra một cái rồi nói. Lão Phó. Sau đó ông ta liền ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào nữa. Trong bốn gia tộc lớn, ngoại trừ ông cụ Ngô ra không muốn lộ diện ra ngoài thì việc mà cả ba ông cụ này tề tụ lại với nhau như thế này có thể nói là tình huống chưa bao giờ có. Hạ Tưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cả ba ông lão tề tụ. Hắn cũng liền thừa cơ ngấm ngầm quan sát cả ba ông lão. Từ tính cách thể hiện bên ngoài cho đến các cử chỉ động tác, do đó hắn đã có một chút nhận thức ban đầu về cả ba ông cụ. Trong số ba ông lão thì ông cụ Phó gia là người có thể nói là không cao cũng không thấp, hoặc là nói là người không có nét gì đặc biệt. Tướng mạo, dáng người của ông ta thì cũng có những nét như những người phương Bắc bình thường khác. Từ các dáng vẻ bên ngoài mà thấy thì ông ta cũng không được gọi là người đẹp lão, nhưng cũng không phải là người có tướng mạo xấu. Là một người trông rất bình thường, là một ông lão rất bình thường trong cả đám người. Nhưng từ trên người ông ta lại tản mát ra một bộ dạng thong dong và khí thế hống hách, mặc dù bây giờ đã có tuổi nên khí thế cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, và cũng đã ẩn sâu vào phía trong. Nhưng với ánh mắt sắc bén từ trước đến nay của Hạ Tưởng thì đã nhìn ra ở trong dáng vẻ bình thường của ông cụ Phó gia đang che giấu một loại khí thế vĩnh viễn không chịu thua người khác.